chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 121, cấp bạch trân châu đồng chí chỉ lộ, một càng, còn ở tu sợ cái gì, đặc khu thành lập. Mênh mông cuồn cuộn Nam Hạ xây dựng công nhân có mấy vạn, nhanh nhất thời điểm một ngày có thể cái một tầng lâu, được xưng lạc bằng thành tốc độ, còn có lạc hộ ở bằng thành đầu tư bên ngoài nhà xưởng, đủ loại người tụ tập ở đặc khu, những người này đối ăn mặc ngủ nghỉ yêu cầu sẽ càng ngày càng cao, bằng thành nguyên trụ dân nhiều là chút ngư dân, bọn họ còn không có đuổi kịp bằng thành phát triển tốc độ, người bên ngoài ở bằng thành đãi vàng, thực dễ dàng, bạch tỷ, ngươi cũng làm trang phục sinh ý đi. Bạch Trân Châu nhìn Hạ Hiểu Lan, không phải nói muốn ở bằng thành phát triển sao? chúng ta cũng có thể kiếm bằng thành người tiền hàng ngon giá rẻ trang phục ít lãi tiêu thụ mạnh đặt khu nhân dân tổng hội thích hạ hiểu lan từ dương thành lấy hóa đến thương đô đi được là trung xa hoa lộ tuyến bởi vì thương đô vốn dĩ liền sinh sản trang phục khẳng định muốn cùng bản địa thương phẩm phân chia bằng thành vội vàng phát triển đi nơi đó đãi vàng khách lại không giống thương đô giai cấp công nhân đơn vị nguyệt nguyệt phát tiền lương từ nhà ở đến tiểu hài nhi đi học đến chữa bệnh đều giải quyết hoa một hai tháng tiền lương mua kiện xa hoa quần áo. Bằng thành đãi vàng khách cùng nguyên trụ dân yêu cầu chính là hàng ngon giá rẻ thương phẩm, kỳ thật nguyên trụ dân cũng có tiền, từ Hồng Kông dũng mãnh vào đại lượng, thủy hóa, chính là thông qua bọn họ chảy vào thị trường. Bất quá này đó kiếm lời nguyên trụ dân còn không có học được tiêu tiền đâu, bằng thành cũng có bao nhiêu có thể đem tiền tiêu đi ra ngoài địa phương, đại bộ phận nguyên trụ dân còn không phải đặc biệt giàu có, từ Dương Thành bán sĩ tiện nghi trang phục đi vào, lại từ đặc khu đem tiện nghi sản phẩm điện tử chuyển ra tới. Chúng ta liền kiếm này phân tiền, Bạch Trân Châu bừng tỉnh đại ngộ, người lá gan thật đại, tưởng tham dự buôn lậu, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, nhìn qua kiều kiều nhược nhược, cư nhiên muốn làm như vậy sinh ý, Bạch Trân Châu cũng không biết nói gì hảo, giống nàng như vậy có thể đánh có thể giết, lại một lòng nghĩ bán trái cây, khó trách kiếm tiền so ra kém hạ hiểu lan, thời buổi này thật là nhát gan đói chết gan lớn no chết, hạ hiểu lan một đầu hắc tuyến. Nàng Cửu Lưu Dũng bị người một đao chém vào bối thượng còn không có hảo đâu, nàng tham dự buôn lậu làm gì? Này một hàng lợi nhuận nguy hiểm lớn cao, Hạ Hiểu Lan rõ ràng có mặt khác kiếm tiền chiêu số, không cần thiết bí quá hóa liều, người đều là càng có tiền càng tích mệnh, tốt xấu hiện giờ là cái vạn nguyên hộ, cùng toàn bộ thân gia chỉ có 20 cân khoai lang đỏ khi không giống nhau, nàng làm giả chiêu số tâm tư phai nhạt rất nhiều, hảo hảo sinh hoạt không hưởng thụ, làm gì muốn đi tìm đường chết? người khác đều làm giàu rửa tay lên bờ vạn nhất nàng chính là xui xẻo đâu trái pháp luật sự không làm chúng ta chính là bình thường đầu cơ trục lợi thương phẩm từ ở trong tay người khác tiến điểm sản phẩm điện tử lấy ra đặt khu bán có thể đi bạch trân châu có thể nói gì dù sao nàng không có hạ hiểu lan thông minh cũng chỉ có thể nghe hạ hiểu lan chủ ý ta đây muốn đi theo ngươi đi hàng vỉa hè tiến tới hóa hạ hiểu lan gật đầu đương nhiên chọn nhất tiện nghi ta cảm thấy những cái đó quần tây liền không tồi trọng nghĩa kinh tài bạch trân châu phiên biến toàn thân gia sản, cũng mới mấy trăm đồng tiền, chút tiền ấy muốn bán sĩ điển tiện nghi quần tây đủ dùng, chuyển sản phẩm điện tử liền kém xa. Hạ Hiểu Lan quyết định bỏ vốn 500 nguyên, cấp bạch trân châu đồng chí gom đủ 1.000 nguyên, triển khai hai người hợp tác, sản phẩm điện tử không vội, người nhiều chạy mấy tranh bằng thành bên kia thị trường, mới có thể sờ đến môn đạo. Hạ Hiểu Lan người mang cự khoản, Kỳ thật đều là thuộc về nàng cùng cửu cửu gia còn không có chia hoa hồng sinh ý tài chính, nàng tới dương thành vé xe cùng ăn trụ có thể tính ở sinh ý phí tổn, cấp bạch trân châu tiền liền không thể như vậy làm. Hạ Hiểu Lan Hổ Thẹn A, chạy đến 83 năm qua đương một phen gặm lão tộc, này tiền vẫn là lưu phân bán tóc mở cấp, lưu phân phía trước phía sau, cũng tắt tiểu 1.000 cấp Hạ Hiểu Lan, thân mụ cấp tiền Hạ Hiểu Lan không phân đến như vậy rõ ràng dù sao nàng tương lai kiếm nhiều ít đều tùy lưu phân dùng. Hạ Hiểu Lan trông cậy vào ăn Tết trước cửa hàng quần áo có thể chia hoa hồng, nàng chính là tưởng lại tìm điều kiếm tiền chiêu số, bán sản phẩm điện tử liền rất không tồi, chỉ cần Bạch Trân Châu bên này có thể cung hóa. Dương Thành kỳ thật cũng có thể bắt được đồng hồ điện tử linh tinh hóa, từ bằng thành đặt khu xoay mấy tay, tiếng giới khẳng định muốn quý một ít, Hạ Hiểu Lan tình nguyện chờ một chút, từ Bạch Trân Châu trong tay lấy hóa, an toàn đáng tin cậy ít nhất có thể tránh cho cùng Kha Nhất Hùng người như vậy giao tiếp. Vô nghĩa, bán sĩ buôn lậu sản phẩm điện tử người, có thể cùng bán sĩ trang phục người giống nhau sao? Hạ Hiểu Lan đều chịu ra một nửa tiền, Bạch Trân Châu cũng nguyện ý nếm thử. Nàng trực tiếp liền Hạ Hiểu Lan đi bán sĩ trang phục, những cái đó tiện nghi quần Tây, thấp nhất chỉ cần 70 đồng tiền một tá, không đến 6 đồng tiền một cái quần. Chất lượng cùng Hạ Hiểu Lan lấy hóa khẳng định không thể so, bất quá hai người bán địa phương cũng bất đồng. Hạ Hiểu Lan là tình nguyện đem hóa nít ở trong tay mấy ngày, cũng sẽ không tiện nghi đem kia phê nam khoảng lông dê áo khoác bán đi, bởi vì thương đô là nàng đại bản doanh, nàng còn muốn từ hàng vỉa hè chuyển hướng cửa hàng thật, đi được chính là trung cao cấp lộ tuyến. Bạch Trân Châu liền không cần có này băng khoăn, nàng là đi bằng thành phá giá cấp thấp phẩm, bán quần áo là nhân tiện, lăn lộn ra tới sản phẩm điện tử mới là vương đạo, ta yêu cầu làm một trương ở tạm chứng, Bạch Trân Châu nhỏ giọng nói thầm ngẫu nhiên ra vào bằng thành, có biên phòng chứng là được. Muốn trường kỳ ngốc tại bên kia, nàng cần thiết phải có ở tạm chứng. Loại sự tình này Bạch Trân Châu liền so hạ Hiểu Lan có ưu thế, Dương Thành cùng đặt khu không xa, Bạch Trân Châu gia ở đặc khu là có thân thích, vậy đi làm. Hạ Hiểu Lan đem một tá quần tây cố sức kéo ra tới, lam, hắc, hôi là chủ đánh sắt, mặc kệ khi nào đều có người mua, suy xét đến khách hàng chủ yếu là ngư dân hoặc là làm xây dựng công nhân, giống hạ hiểu lan tiến trở về cái loại này kiều khí mau đâu áo khoác không cần tưởng nại dơ nại xuyên còn tiện nghi mới là bạch trân châu chủ yếu bán điểm bạch trân châu cầm tám đánh quần tây nàng sợ chính mình trí nhớ không tốt đặc biệt nghiêm túc lấy bút ký hạ có những cái đó hóa tổng cộng xài bao nhiêu tiền còn dư bao nhiêu tiền hạ hiểu lan cảm thấy đây là cái hảo bắt đầu cùng người kết phường làm buôn bán không sợ báo trướng chi trả liền sợ liền sổ sách đều không có toàn dựa một trương miệng nói nhiều ít tính nhiều ít hạ hiểu lan cùng lý phượng mai kết phường hai người mỗi ngày bán bao nhiêu tiền mỗi một bút đều phải ghi sổ chờ hạ hiểu lan tái kiến trần tích lương đối phương cười đến đặc biệt nhiệt tình như thế nào áo khoác lại tiếng điểm hạ hiểu lan không phải lấy hóa nhiều nhất nhưng nàng bỏ được lấy tiếng giới quý hóa trần tích lương lão bản liền thích điểm này hạ hiểu lan lắc đầu quá quý loại này hóa rất khó đẩy ta lần này lại lấy 15 kiện đi, chủ yếu vẫn là mặt khắc hóa, kiếm tiền là kiếm tiền, nếu Lam Phượng Hoàng đã khai trương, Hạ Hiểu Lan dám một hơi lấy 50 kiện nam khoảng áo khoác, này không phải không khai trương sao, lưu động tính hàng vỉa hè tưởng bán quý quần áo, hóa hội trưởng thời gian đè ở trong tay, lần trước tiến 20 kiện nam khoảng lông dê áo khoác, trừ bỏ chu phóng kia kiện chỉ bán 100 nguyên, nhất tiện nghi cũng bán 138 nguyên. 20 kiện áo khoác lợi nhuận có 1.300 nhiều khối, muốn dựa bán áo lông, Hạ Hiểu Lan đến bán 60 kiện trở lên, quần lợi nhuận thấp nhất, một cái chỉ kiếm 10 tới khối, nàng đến bán 100 hơn quần ống loa mới có thể đệ thượng nam khoảng lông dê áo khoác lợi nhuận, phòng lạnh phục cùng nhung lông việt phục, bao gồm nữ khoảng đâu áo khoác đều so ra kém nó, nhưng này đó hóa đều so nam khoảng lông dê áo khoác bán mau, Hạ Hiểu Lan hiện tại là trong thời gian ngắn nhất theo đuổi lớn nhất ít lợi, không màn trần tích lương thất vọng ánh mắt nàng kiên trì chỉ lấy 15 kiện nam khoảng áo khoác, trần tích lương thực phát sầu, cũng không biết là chính hắn đè ép quá nhiều hóa, vẫn là nhà xưởng bên kia cho hắn áp lực, Hạ Hiểu Lan cũng không lắm miệng hỏi. Lại không thể hỗ trợ giải quyết vấn đề, nàng làm gì muốn chọc người phiền, lúc này đây Hạ Hiểu Lan không chỉ có là lấy quý hóa, chỉ cần kiểu dáng mới mẻ độc đáo, không ở thương đô bên kia nhìn thấy quá, nàng đều dám lấy. Không chỉ có ở Trần Tích Lương quầy hàng thượng, mặt khách hàng vỉa hè hóa nàng chiếu quét không lầm. Trần Tích Lương nhìn nàng bao lớn bao nhỏ, còn nói nói gỡ, ngươi sinh ý phát triển rất nhanh a, à, Hạ Hiểu Lan ước chừng tầm 7.000 nguyên hóa, so trước vài lần đều nhiều, quả thực là vượt cấp nhảy, nàng tính toán lần này nhiều bán mấy ngày mới đến Dương Thành, cuối kỳ khảo thí là cần thiết tham gia, có lẽ chờ nàng lại đến Dương Thành, đã là năm trước vì cửa hàng quần áo khai trương tới nhập hàng, còn thừa không đến 3.000 nguyên. Hạ Hiểu Lan chuẩn bị đi mua một trảng đẹp đèn mang về thương đô. Buổi tối Hạ Hiểu Lan không trụ nhà khách, mà là ngủ ở Bạch Gia, bởi vì Kha Nhất Hùng kia đại lưu manh, nhà khách đều trở nên không an toàn. Mua đèn. Ngày mai ta mang ngươi đi, 122, tìm hai bảo tiêu, hai càng. Ngày hôm sau Bạch Trân Châu trước cấp Hạ Hiểu Lan giới thiệu hai cái sư huynh. Nàng có dám mở miệng lấy đi mưu sinh trái cây quán sư đệ, cũng có tương đối trung hậu thành thật sư huynh, hai cái sư huynh đều hơn 30 tuổi, một cái ục ịch, một cái cao gầy. Bạch Trân Châu nói Hạ Hiểu Lan là ca ca giới thiệu bằng hữu, hai cái sư huynh hiển nhiên hiểu lầm, đều nói Hạ Hiểu Lan an toàn bao ở bọn họ trên người. Kha Nhất Hùng gần nhất thế thực mảnh, đem ga tàu hỏa phụ cận địa bàn đều bắt lấy, việc tú khu đều mau biến thành hắn Kha Nhất Hùng định đoạt. Hạ Hiểu Lan có điểm kinh ngạc, lúc này Dương Thành cùng đời sau khu vực hành chính phân chia còn có điểm bất đồng. Việt Tú, Đông Sơn, Hải Châu, Lệ Loan bốn cái chủ thành khu, mặt khác còn tính vùng ngoại thành. Kha Nhất Hùng nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi, cư nhiên chiếm Dương Thành chủ thành khu một phần tư địa bàn. Càng kêu hạ hiểu lan sắc mặt không tốt là trang phục bán sĩ này một khối cũng thuộc về việc tú khu. Nàng ở đối phương địa bàn làm buôn bán đâu, có thể bắt được Kha Nhất Hùng nhược điểm sao? Năm nay không phải nghiêm đánh năm sao, cuối năm cũng không biết việc tú khu nghiêm đánh chỉ tiêu thấu đủ không có. Béo lùn sư huynh lắc đầu hắn chưa bao giờ chính mình ra mặt có việc đều là thủ hạ đi làm ai cũng bắt không được hắn nhược điểm kha nhất hùng thanh danh thực vang gặp qua hắn chân nhân lại rất thiếu hắn nếu không phải tự giới thiệu bạch trân châu cũng nhận không ra viên mặt người trẻ tuổi chính là kha nhất hùng có người sẽ ở dương thành ga tàu hỏa giả mạo kha nhất hùng sao nơi đó là kha nhất hùng địa bàn không muốn sống nữa còn kém không nhiều lắm hạ hiểu lan lại có điểm may mắn Ngày hôm qua còn không kịp dùng điện giật khí cấp đối phương tới một chút tàn nhẫn. Nàng nếu là ở tàu lục đám người trước mặt làm Kha Nhất Hùng mất mặt, Kha Nhất Hùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đem Kha Nhất Hùng làm chết cũng chưa biện pháp, trước không nói trên pháp luật muốn một mạng thường một mạng, chính là Kha Nhất Hùng những cái đó thủ hạ tưởng thượng vị, trên đường quy cũ cũng là muốn trước thế lão đại báo thù, hạ hiểu lan khả năng liền ga tàu hỏa cũng chưa biện pháp đi ra, chẳng lẽ cần thiết muốn cùng lưu manh đầu lĩnh chu toàn trời cao quả nhiên nhất công bằng đời trước lớn lên an toàn trời nam đất bắc chạy chưa từng có gặp gỡ quá loại sự tình này đỉnh nàng hiện tại gương mặt này nếu có thể dẫn tới chu thành theo đuổi trêu chọc tới háo sắc lưu manh cũng không kỳ quái chu thành cũng rất tà khí nhân gia dù sao cũng là quân nhân kha nhất hùng chính là thật lưu manh hai vị sư huynh các ngươi bảo đảm ta an toàn sẽ không chọc phải phiền toái đi hạ hiểu lan đối cái gì trên đường nói hạ tri thức đều là từ tác phẩm điện ảnh học nói tiếp nghĩa khí lưu manh đầu lĩnh kia cũng là đối nội bộ người bạch trân châu hai cái sư huynh muốn bởi vậy chọc phải người này hạ hiểu lan sẽ băn khoăn kha nhất hùng cũng chính là mấy năm nay nhảy lên chí dũng muốn còn ở dương thành người này nào dám như vậy kiêu ngạo liền tiểu sư muội đều mặt mũi đều không cho cao gầy sư huynh không như vậy kiên kỵ kha nhất hùng khoa tay múa chân một chút chính mình nắm tay ai có thể đánh ai đã bị tôn kính bạch gia võ quán luyện qua công phu cùng mặt đường thượng những cái đó lưu manh không giống nhau trước mắt tiếng gió khẩn ai cũng không dám dẫn theo đao động thủ đều là tiểu đánh tiểu nháo ở ga tàu hỏa lừa lừa người bên ngoài trộm tiền bao hành bắt cóc loại này ác tính án kiện kha nhất hùng cũng không dám dính lên hạ hiểu lan trong lòng có ý tưởng bạch trân châu tưởng tình huống này phải hỏi hỏi chính mình ca ca bạch chí dũng nếu không nói hạ hiểu lan trong lòng không có tiểu nữ nhân mềm yếu đâu thiếu tâm nhãn như bạch trân châu còn biết trưng cầu hạ ca ca bạch chí dũng ý kiến chu thành cũng đem liên hệ phương thức đã cho hạ hiểu lan nàng lăng là không có cấp chu thành gọi điện thoại tính toán trong tiềm thức nàng chính mình phiền toái phải chính mình giải quyết chu thành xa ở kinh thành bộ đội kỷ luật nghiêm ngặt vạn nhất chu thành nhất thời xúc động làm ra sai sự quá ảnh hưởng tiền đồ béo lùn sư huynh họ vạn cao gầy họ lý nhân gia cũng có gia muốn dưỡng về sau nếu là đi theo hạ hiểu lan đông chạy tây chạy nàng khẳng định phải cho điểm thù lao, đều nói tình nghĩa vô giá, khi cũng không thể dùng sức dẫm đạp tình nghĩa đi. Hạ Hiểu Lan để lại vạn, lý hai người liên hệ địa chỉ, cùng Bạch Trân Châu đi kheo đèn. Dương Thành đèn sức thị trường so thương đô phồn hoa, bên này một ít ăn uống dừng chân trường hợp tương đối phát đạt, hoa lệ âu thức thủy tinh đèn là có, giống nhau đều là tiệm cơm linh tinh địa phương mới có thể dùng đến. Có tiền đơn vị cũng mua, tư nhân trang hoàng rất tiếp dùng đến, 83 năm Dương Thành, gia trang khái niệm cũng thực lạc hậu, mua một trảng âu thức đèn treo đã thực triều, ở trong nhà trang đèn treo thủy tinh. Phòng ở lâu thăng chức không thích hợp, Bạch Trân Châu mang theo Hạ Hiểu Lan một đường tìm được trong tiệm, vừa hỏi giới Hạ Hiểu Lan cũng tưởng nghe răng nhếch miệng, nàng coi trọng kia trảng đèn thật xinh đẹp, tạo hình hoa lệ, giá cũng quý a. À. nhiên muốn 1.500 nguyên, thật là có tiền đơn vị mới có thể mua, lại quá 30 năm, đèn đóm cạnh tranh rất lớn, cao cấp nhãn hiệu không nói tầm thường tiểu phẩm giá quy định cách thực tiện nghi, người tiêu thụ có thể lựa chọn phạm vi thực quản, trừ bỏ cửa hàng thật còn có shop online, một trảng thủy tinh đèn cũng liền mấy ngàn khối. Nhưng khi đó bình thường bạch lĩnh tiền lương chính là mấy ngàn khối, hiện tại muốn 1.500 nguyên, cao tiền lương người muốn tích cóc một năm. Hạ Hiểu Lan hỏi Bạch Trân Châu đẹp hay không đẹp, nàng liền phun ra một chữ, quý, quá hai năm ngươi liền sẽ không cảm thấy nó quý, không phải đồ vật quý, là chúng ta kiếm tiền quá ít. Dương Thành tiền lương sẽ so thương đô cao, bằng thành đặc khu tiền lương lại so Dương Thành cao. Đặc khu đầu tư bên ngoài xưởng ở địa phương chiêu công, một cái danh ngạch đều có thể làm dân bản xứ đánh vỡ đầu, lương tháng chạy đến 400 nguyên, là thương đô một ít thành trấn công nhân viên chức nguyệt thu vào 10 lần. Nguyệt nhập 40 nguyên, mua 1.500 nguyên đèn treo thủy tinh kêu xa xỉ, nguyệt nhập 400 nguyên, lại xem cùng giới vị đồ vật, liền cùng thương đô người hoa 2-3 tháng tiền lương mua kiện giữ thể diện quần áo cũng không gì ghê gớm trừ bỏ này trảng đại đèn hạ hiểu lan còn thêm vào tuyển hai ngọn tiểu nhân liều mạng mặc cả tổng cộng hoa hai nghìn nguyên đóng gói loại sự tình này bán đèn người làm thói quen bên ngoài đánh đầu gỗ cái giá bên trong một tầng tầng gói kỹ lưỡng phương tiện lộng lên xe lửa tam trảng đèn cùng mấy đóng gói quần áo hạ hiểu lan trực tiếp ở ga tàu hỏa làm gửi vận chuyển còn phải cấp trong nhà chụp điện báo làm cho bọn họ tính ra thời gian tiếp hóa hạ hiểu lan ở ga tàu hỏa lại thấy tàu lục vài người lắc lư mấy người kia trên mặt đều treo không có hảo ý cười lại không có đi lên tới kha nhất hùng đảo không nhìn thấy hạ hiểu lan mua vé xe lửa bạch trân châu đem nàng đưa lên xe có sinh ý thượng vấn đề kịp thời cùng ta liên hệ bạch trân châu gật gật đầu kha nhất hùng sự ngươi đừng lo lắng ta sẽ nghĩ cách giải quyết hạ hiểu lan hướng về phía nàng vẫy vẫy tay trở về đi ta sẽ chính mình chú ý an toàn Dương Thành đến thương đô xe lửa loãng xoảng loãng xoảng loãng xoảng thúc đẩy, có hai người trộn đi theo chạy lên xe. Hạ Hiểu Lan dọc theo đường đi đều cảm thấy có người ở nhìn chầm chầm nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, xe lửa con đường nhạc dương trạm, Hạ Hiểu Lan nghe được trạm điểm bá báo, liền đứng dậy xuống xe. Cùng nàng cùng thùng xe hai người bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc Hạ Hiểu Lan mua chính là Dương Thành đến thương đô phiếu, còn tưởng rằng nàng là đến trạm đài thượng mua ăn. Nhưng xe lửa lại khởi động khi, Hạ Hiểu Lan như cũ không lên xe, hai người hai mặt nhìn nhau, trở về sau cùng tàu lục giao đãi A, à? bọn họ là muốn đi theo đi thương đô tra một tra Hạ Hiểu Lan đế, nàng không phải thương đô người sao, rất nhiều lần đều là mua dương thành, thương đô phiếu, lần này trên đường ở nhạc dương liền xuống xe, trở về nói như thế nào A, à? tình hình thực tế nói. Xú đàn bà Nhi, ở chúng ta trước mặt mồm mép điệp người, 123, trang chu mộng điệp. Ba càng. Hạ Hiểu Lan không biết có hay không người đi theo chính mình, nàng thủ đoạn thực thô ráp, bất quá ngay cả Bạch Trân Châu cũng không biết nàng trên đường sẽ ở Nhạc Dương xuống xe, cho dù có người đi theo nàng cũng không kịp phản ứng, ra trạm, gió lạnh thổi tới trên mặt, Hạ Hiểu Lan trong lòng khô nóng tiêu một ít, thần trí dần dần khôi phục, là nhất thời xúc động, hoặc là nói dứt khoát là thuận nước đẩy thuyền, nàng sớm nghĩ đến xem một lần địa phương, lần lượt tìm lấy cớ lãng tránh, bị Kha Nhất Hùng sự một kích nhưng thật ra làm nàng trên đường xuống xe, rốt cuộc bước lên cái này địa phương, dọc theo đời trước dấu vết, Hạ Hiểu Lan đi qua ở nhạc dương phố lớn ngõ nhỏ, có chút địa phương cùng nàng trong trí nhớ tương đồng, có chút lại bất đồng, từ xe lửa trên dưới tới vốn dĩ rất đói bụng, Hạ Hiểu Lan một chút cũng chưa ăn cái gì ý tưởng, nàng một đường đi tới nhạc dương xưởng rượu người nhà khu, đời trước, nàng chính là đi theo ở xưởng rượu đi làm biểu gì một nhà sinh hoạt, cha mẹ qua đời sau, khác thân thích không muốn dưỡng nàng, biểu gì gia điều kiện muốn hơi hảo điểm, liền đem nàng lãnh về nhà. Nhưng biểu gì nhà mình cũng có hai đứa nhỏ, tuy rằng không ngược đãi quá nàng, đối nàng coi chừng cũng thật sự không tính là tỉ mỉ. Hạ Hiểu Lan chỉ có thể tận lực không phiền toái người khác, ở biểu gì trong nhà không dám ăn nhiều, đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, từ thơ ấu đến thời thiếu nữ, nàng đều là thực tự ti. Ở biểu gì trong nhà ở 10 năm, sau lại xưởng trụ hiệu quả và lợi ích không tốt, biểu gì hai đứa nhỏ cũng muốn đi học, lại dưỡng Hạ Hiểu Lan áp lực liền rất đại, biểu gì chưa nói cái gì, biểu dưỡng cả ngày ở nhà quan ngã nồi đánh chén, Hạ Hiểu Lan khi đó niệm cao một, dứt khoát dọn về chính mình ra, biểu gì có khi sẽ trộm tắt điểm sinh hoạt phí cho nàng, Hạ Hiểu Lan cũng ở nỗ lực kiếm tiền, 90 niên đại nhạc dương thật là cải cách mở ra thế mạnh nhất mấy năm, nàng nơi nơi đánh tiểu công tích cốc tiền sinh hoạt, vì thế còn chậm trễ học tập. Sau lại khảo đến đại học rất bình thường, lại học cái hố cha chuyên nghiệp, tốt nghiệp đại học sau quốc gia còn hủy bỏ bao phân phối công tác chính sách, Hạ Hiểu Lan cảm thấy đời trước bỏ lỡ cơ hội không ít, muốn đền bù tiếc núi cũng không phải rất nhiều, không biết ông trời vì sao chọn chúng làm nàng trọng sinh, còn trọng sinh ở người khác trên người, khi còn nhỏ trải qua, tuổi trẻ khi phấn đấu, khổ là khổ, nhưng nàng đều đã phấn đấu thành công A, à. căn phòng lớn hòa hảo xe mở ra, trên chiếc trường cũng có địa vị, trừ bỏ không kết hôn sinh con nàng có gì hảo tiếc núi duy nhất thân cận chính là biểu gì, sau lại phát đạt cũng báo đáp quá, xưởng rượu thu mua sau biểu gì cùng biểu dượng song song nghỉ việc, trong nhà nhật tử càng ngày càng không hảo quá, Hạ Hiểu Lan cũng đã là lấy lương một năm, nàng khi đó là trung cao tầng quản lý, tiền lương thêm cuối năm thưởng một năm mấy chục vạn, 2010 năm tả hữu đi, cả nước giá nhà đều còn không có bay lên, nhạc dương lâu bàn giá trung bình ở ba nghìn nguyên, di động. Hạ Hiểu Lan một hơi ở Nhạc Dương cấp biểu gì mua hai phòng xếp, vừa vặn là nàng một năm thu vào. Là, nàng khi đó tốt nghiệp đại học 14 năm, đã tính bước đầu ở thành phố lớn đứng vững vàng gót chân, hai năm sau, tích lũy đầy đủ sự nghiệp càng nên đón hỏa tiễn nhảy thăng, năm thu vào không chỉ có là tiền lương cùng cuối năm thưởng, càng có công ty chia hoa hồng, hoàn toàn đi vào cao quản hàng ngũ, nàng bỏ tiền mua phòng thời điểm, biểu dưỡng biểu tình đừng nói nhiều xuất sắc. Hạ Hiểu Lan hiện tại đều còn nhớ rõ rõ ràng không nghĩ tới nhà hắn dưỡng quá 10 năm bé gái mồ côi, sao lại đảo so nhà mình hai đứa nhỏ ưu tú quá nhiều, dưỡng dục chi ân cũng coi như báo ân quá lạp, đời trước liền hoàn thành nghịch tập, chẳng lẽ đời này trọng sinh liền vì cứu vớt Hạ Hiểu Lan không xong nhân sinh, Hạ Hiểu Lan trong đầu lộn xộn, chờ dọc theo ký ức tìm được nhạc dương xưởng rượu người nhà lâu, Hạ Hiểu Lan sửa sửa trên người quần áo. Nàng đã cho chính mình bị đặt thân phận, chính là hạ gia họ hàng xa, đại tỷ, xin hỏi một chút, phùng đại dân gia có phải hay không trụ số bảy lâu phùng đại dân là biểu dưỡng tên bị hỏi người lộ ra nghi hoặc biểu tình phùng đại dân đúng vậy ngài nhận thức sao hắn lão bà kêu tàng lệ cũng ở nhạc dương xưởng trụ đi làm ta là nhà hắn thân thích phùng đại dân cùng tàng lệ bị hạ hiểu lan ngăn lại phụ nữ trung niên biểu tình mê võng không quen biết này hai người a à? ngươi có phải hay không tìm lầm khi ngài có thể mang ta đi vào tìm xem sao có thể là hạ hiểu lan trên mặt nôn nóng biểu tình làm người động dung hơn nữa lúc này người vốn dĩ liền tương đối nhiệt tình hạ hiểu lan lại đổi về nhạc dương khẩu âm đại tỷ cũng không nhiều ít cảnh giác tâm thật sự mang nàng đến số bảy lâu chính là này đóng lâu hạ hiểu lan gõ khai trong trí nhớ cửa phòng một cái đầy đầu chỉ bạc lão thái thái mở cửa ngươi tìm ai người này hạ hiểu lan không quen biết nàng trong lòng lột bột một chút đại nương ta tìm phùng đại dân lão thái thái cùng phụ nữ trung niên đối diện hai người đều không quen biết phùng đại dân không có người nhận thức phùng đại dân cũng không có người nhận thức Tăng lệ biểu gì toàn gia đều hư không tiêu thất càng đừng nói là sống nhờ ở nhà bọn họ sáu tuổi bé gái mồ côi hạ hiểu lan hạ hiểu lan từ nhạc dương xưởng trụ ra tới thất hồn lạc phách vì kiểm chứng phùng đại dân cùng tàng lệ nàng thậm chí kinh động đồn công an phí rất nhiều sức lực mới làm xưởng trụ hỗ trợ ra tư liệu nhạc dương xưởng trụ nhưng thật ra có cái kêu tàng lệ nhân gia mới 20 xuất đầu, so hạ hiểu lan cùng lắm thì 2 tuổi, sao có thể là nàng đời trước biểu gì, nhạc dương xưởng rượu công nhân viên chức không có biểu gì hai vợ chồng, nàng muốn ra hạ hiểu lan, càng không thể tìm được, đồng chí, ngươi không có việc gì đi, đi theo một đường tới công an đều rất không đành lòng, hạ hiểu lan nhiều xinh đẹp nha, thấy một cái như vậy xinh đẹp người khó chịu, người bình thường đều nhịn không được muốn an ủi hai câu, không có biểu gì một nhà cũng không có nàng mất sớm thân sinh cha mẹ sinh hoạt dấu vết hạ hiểu lan biết nàng cùng đời trước hoàn toàn cáo biệt trong lòng sớm có chuẩn bị cái loại này mất mát cùng mờ mịt như cũ làm nàng khó có thể thừa nhận ta không có việc gì công an nhìn nàng ngươi trong miệng nói không có việc gì trên mặt nước mắt là sao hồi sự nha nói là tới tìm thân kết quả cũng không tìm được người công an còn phải đem người cấp lãnh đến nhà khách đi hạ hiểu lan mơ màng hồ đồ nằm ở trên giường còn tưởng rằng sẽ ngủ không được kết quả vẫn là ngủ rồi, làm rất nhiều mộng, đời trước ký ức phù quang lược ảnh, nàng ở trong mộng phân không rõ chính mình rốt cuộc là cái nào, Hạ Hiểu Lan, Đại Hà Thôn Hạ Hiểu Lan, Nhạc Dương Hạ Hiểu Lan, Trang Chu Mộng Điệp, Đại Mộng Sơ Tỉnh, nàng tìm không thấy đã từng quá vãng, tựa hồ chỉ có thể nắm chặt trước mắt nhân sinh, buổi sáng tỉnh lại khi, phản phất là vì chứng minh trước mắt chính mình là chân thật tồn tại, nàng đặc biệt tưởng cùng người ta nói nói chuyện. Bởi vì nàng là công an lãnh tới dừng chân, nhà khách nhân tài chịu tiếp điện thoại cho nàng, đường dài điện thoại chính là không ngừng chuyển tiếp lại chuyển tiếp, ước chừng chờ hơn một giờ, nàng mới nghe thấy Chu Thành thanh âm từ ống nghe truyền đến, hiểu lan, Chu Thành là lại cấp lại tức, ngày hôm qua Bạch Chí Dũng muội muội liền gọi điện thoại tới bộ đội, Bạch Chí Dũng tới tìm hắn. Nói Dương Thành lưu manh, Kha Nhất Hùng sự, Chu Thành cũng lo lắng Hạ Hiểu Lan an toàn, biết Hạ Hiểu Lan đã ngồi trên hồi thương đô xe lửa, suy đoán Hạ Hiểu Lan về đến nhà sẽ cùng hắn liên hệ, ứng thời gian, ngày hôm qua nên đến thương đô, nhưng vẫn không có tin tức, người có phải hay không an toàn về đến nhà, vẫn là lần trước hỗ trợ tiểu quan hắn thân thích, phái người đi vu nải nải ra nhìn nhìn, Hạ Hiểu Lan căn bản là không hồi thương đô, Chu Thành lúc ấy đại não là trống rỗng, 124, Chu Thành, ta tưởng ngươi, 207 vé tháng thêm càng. Hắn không biết chính mình nên lập tức chạy đến Dương Thành hay là nên đi nơi nào, bộ đội có kỷ luật tính, hắn vừa mới hưu xong nghỉ dài hạn, căn bản không có khả năng lại phê cho hắn kỳ nghỉ. Huống chi đi được như vậy cấp, công tác thượng sự cũng an bài bất quá tới, loại này thời điểm, Hạ Hiểu Lan điện thoại đánh lại đây, Chu Thành sinh khí Hạ Hiểu Lan lỗ mãn, lại lo lắng an toàn của nàng. Này Thanh, Hiểu Lan, Thanh âm phá lệ đại, lại nghe thấy một chỗ khác, Hạ Hiểu Lan Thanh âm có điểm nghẹn ngào, là ta, Chu Thành, ta có điểm tưởng ngươi khi hỏa khí đã bị một chậu nước lạnh cấp tưới diệt, Chu Thành Tâm nắm, Hạ Hiểu Lan thanh âm không quá thích hợp, Hiểu Lan, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta ở Nhạc Dương. Ta ở Dương Thành gặp được điểm phiền toái, liền đem hóa trở lại thương đô, chính mình ở Nhạc Dương trạm xuống xe, hôm nay chuẩn bị mua phiếu hồi thương đô, Chu Thành nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền hảo, hắn nơi nào sẽ chân chính sinh Hạ Hiểu Lan khí. Dương Thành tình huống ta từ Bạch Chí Dũng nơi đó đã biết, ngươi gần nhất đừng đi Dương Thành, làm ta nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào, ân, ta muốn ăn Tết trước mới có thể đi, Chu Thành nghe ra tới, Hạ Hiểu Lan khả năng không gửi hy vọng hắn có thể giải quyết, Kha Nhất Hùng, hắn cũng không vỗ bộ ngực bảo đảm, nam nhân làm việc nhi lại không dựa miệng, đem kết quả bãi ở Hạ Hiểu Lan trước mặt là được, Chu Thành trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, ngươi lại đi Dương Thành thời điểm, ta làm khang tử bồi ngươi đi một chuyến. Chu Thành cho rằng Hạ Hiểu Lan thanh âm khác thường, là bị lưu manh đầu lĩnh kinh hách duyên cớ lại không biết hạ hiểu lan đại mộng sơ tỉnh nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chu thành có thể bồi nàng trò chuyện chuyện này là hạ hiểu lan lớn nhất bí mật lấy tâm trí nàng không có khả năng đem bí mật nói cho bất luận kẻ nào nghe thân mật bạn lữ nói không chừng cũng sẽ trở mặt thành thù huống chi chu thành cùng nàng vừa mới bắt đầu nhân sinh không đến lão ngươi sẽ không biết một người đến tục cùng có đáng giá hay không tín nhiệm hạ hiểu lan cũng không chuẩn phụ lục nghiện nhân tính nàng nghe được chu thành thanh âm, cảm thấy phiêu ở giữa không trung tâm chậm rãi rơi xuống đất, nàng đương nhiên là chân thật tồn tại nha, ở 1983 năm thời không, nàng thậm chí có được đời trước không có trân quý đồ vật, có lưu phân đau nàng, có cửu cửu bọn họ yêu thích, nàng còn nghe theo cảm giác sử dụng, giao một cái bạn trai, cùng chu thành hoàn toàn chính là nam nữ chi gian lẫn nhau thích, không có gì học khu phòng, không có gì tài sản chức vị ít lợi liên lụy. Hạ Hiểu Lan cảm thấy như vậy ở chung làm người thoải mái, nàng sống được không thể lại hảo, nghĩ đến điểm này, nàng thanh âm trở nên nhu hòa, ân, ta chờ khang vĩ cùng nhau, Chu thành, ta muốn quải điện thoại, hồi thương đô lời cuối sách đến báo bình an. Ta cũng tưởng ngươi, ở Nhạc Dương không có tìm được người, Hạ Hiểu Lan có mất mát, cũng coi như yên tâm đại tay nải, trừ bỏ không có Hạ Hiểu Lan sinh hoạt dấu vết, thế giới này cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như đúc nàng tiên tri tiên giác cùng đời trước tích lũy nhân sinh kinh nghiệm cùng tu dưỡng sẽ là nàng kiếp này dựa vào, là một cái trước tiên tham dự, nội trắc, cố tình còn không xóa bỏ nàng trò chơi kinh nghiệm người chơi, Hạ Hiểu Lan thực mau một lần nữa đánh lên tinh thần, nàng từ nhà khách lui phòng, đi mua chút trái cây cùng đường, nhắc tới đồn công an đi, ngày hôm qua kia công an hỗ trợ, đi theo nàng chạy trước chạy sau tìm thân thích, Hạ Hiểu Lan là đi cảm tạ nhân gia. Nam quyết mới năm mau tiền một cân, mấy đồng tiền là có thể mua một đại đâu thứ này không tính tặng lễ hơn nửa hai bao đường cũng mới mười mấy khối ngày hôm qua hỗ trợ công an cũng không biết nói gì hảo đồng chí chúng ta không thể thu lễ công an đồng chí này chỉ là ta một chút tâm ý ngày hôm qua ngài trả lại cho ta lót tiền đâu hạ hiểu lan lúc ấy thất hồn lạc phách vẫn là cái này họ vân vân công an đem người cấp lãnh đến nhà khách lại giúp nàng ứng ra phòng phí hạ hiểu lan một là đưa trái cây nhị là tới còn tiền. Ngũ công an không chịu muốn nàng tiền, Hạ Hiểu Lan đem trái cây ngạnh đưa cho công an đồng chí, người đến người đi đồng công an, cùng tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng chí lôi lôi kéo kéo cũng kỳ cục, ngũ công an chỉ có thể đem trái cây đặt lên bàn. Hắn rất đồng tình cái này tìm thân không hoạch cô nương, Hạ Hiểu Lan còn dài quá một trương rất có lừa gạt tính mặt, hơi chút nhíu nhíu mày, đều có thể làm người thương tiếc nổi lên, ngươi còn muốn tiếp tục tìm sao, không tìm, ta hôm nay liền phải mua phiếu rời đi nhạc dương, ngũ công an trầm mặt một lát, đem chính mình đặt lên bàn mũ mang lên, đi, ta đưa ngươi đi nhà ga, Hạ Hiểu Lan chối từ hai câu, liền không cự tuyệt công an đồng chí hảo ý, nàng không làm ra vẻ, loại này thời điểm đích xác thực yêu cầu công an nhân dân bảo hộ, thật vất vả mua được một trương đến thương đô vé xe lửa, ngũ công an ở nhà ga thượng mua hai cái nướng màn thầu đưa cho Hạ Hiểu Lan. Tuổi trẻ nữ đồng chí ra cửa bên ngoài phải chú ý an toàn, trên đường cẩn thận, Hạ Hiểu Lan gật gật đầu, cảm ơn ngài nhắc nhở, nàng không biết chính mình còn có thể hay không tới Nhạc Dương, cùng ngũ công an cũng là bèo nước gặp nhau, người khác hảo ý nàng vĩnh viễn đều thực cảm kích, tiễn đi Hạ Hiểu Lan, ngũ công an trở lại đồn công an, lột ra một cái nam quyết, thật là ngọt đến trong lòng. Ngũ công an đem trái cây cùng đường đều phân cho đồn công an đồng sự, Hạ Hiểu Lan cùng mặt khác lão bách tính có gì khác biệt, chính là xinh đẹp, xinh đẹp có lễ phép, tìm không thấy thân nhân liền có vẻ đặc biệt đáng thương vận mệnh ngẫu nhiên làm ngũ công an cùng hạ hiểu lan sinh ra giao thoa kinh hồng thoáng nhìn rốt cuộc là làm người ấn tượng khắc sâu dương thành kha nhất hùng nghe xong tào lục nói như cũ là cười tủng tỉm lão đại ngươi không tức giận kha nhất hùng ngạc nhiên nói ta vì cái gì muốn sinh khí ta chính là tưởng nhận thức hạ nàng ngươi xem nàng không chỉ có lá gan đại còn rất thông minh đương các ngươi đại tẩu không phải thực thích hợp sao Tào lục phái ra đi theo sau hai người đem Hạ Hiểu Lan cấp cùng ném, ngồi xe đến Nhạc Dương tiếp theo trạm, lại quay lại lần đầu Dương Thành, thời gian cùng tinh lực đều hoa ở ngồi xe thượng, đối với Hạ Hiểu Lan tình huống hoàn toàn không biết gì cả, Kha Nhất Hùng cũng không tức giận, Hạ Hiểu Lan còn sẽ lại đến Dương Thành, chỉ cần bảo vệ tốt ga tàu hỏa, hắn sớm muộn gì còn có thể thấy nàng, còn có Bạch Chí Dũng nhận thức lão gia hỏa tới truyền lời, làm hắn hành sự điệu thấp điểm, Kha Nhất Hùng tưởng bạch chí dũng vì cái gì muốn giữ gìn nàng đâu là bạch chí dũng nữ nhân đi theo bạch chí dũng gia nghiệp thủ không được trên đường hỗn không đi xuống một cái nghèo tham gia quân ngũ có gì tiền đồ tuy rằng bạch trân châu ở bảo hộ bạch chí dũng cũng thỉnh người truyền lời kha nhất hùng cảm thấy hạ hiểu lan cũng không phải bạch chí dũng nữ nhân giống nàng như vậy vưu vật giống nhau nam nhân nơi nào thủ được kha nhất hùng thực mau tìm được rồi hạ hiểu lan lấy hóa quầy hàng trần tích lương thiếu chút nữa liền sạp đều từ bỏ Trần lão bản, cung hỷ phát tài nha, hùng ca, có việc ngài phân phó, ngài trừ một cây, bán sĩ thị trường ngư long hỗn tạp, dựa ga tàu hỏa cũng rất gần, vừa lúc là kha nhất hùng địa bàn. Trần tích lương thái độ phóng thật sự thấp, làm buôn bán hòa khí sinh tài, hắn không muốn chọc phiền toái, ngày thường quầy hàng phí cùng hiếu kính hắn đều đủ lượng tự cấp, thật không biết kha nhất hùng kêu hắn làm cái gì. Chờ tàu lục thuyết minh ý đồ đến, Trần Tích Lương ở trong lòng cuồng mắng, con mẹ nó cũng quá xui xẻo, mặc kệ Hạ Hiểu Lan vẫn là hắn, đều xui xẻo, làm điểm sinh ý nhiều không dễ dàng, chứ, hiếu kính tiền, còn có thể quán thượng loại sự tình này, Hùng ca, ta không biết a, à, nàng chính là ở ta nơi này lấy quá vài lần hóa, ta nào biết nhân gia địa chỉ cùng tình huống khác, Kha Nhất Hùng vỗ vỗ Trần Tích Lương bả vai, Trần Lão Bản, ta không thích có người gạt ta, 125, cấp tức phụ nhi phái cứu binh, 4 càng, Chu Thành treo điện thoại hắn không thể rời đi kinh thành, may mắn còn có mấy cái đắc dụng phát tiểu, bởi vì Khang Vĩ nhận thức Hạ Hiểu Lan, chuyện này khẳng định trước cùng Khang Vĩ nói. Khang Vĩ vừa nghe đến Hạ Hiểu Lan ở Dương Thành bị địa phương du cung theo dõi, cảm xúc so chu thành còn kích động, vương bác con bê, chỉ bằng bọn họ cũng xứng, Hạ Hiểu Lan là thành tử ca tức phụ nhi, từ Khang Vĩ xác nhận điểm này sau, liền chính hắn lúc trước đối Hạ Hiểu Lan một chút tâm tư đều chặt đứt nhưng hiện tại Du Côn đều dám đánh hạ Hiểu Lan chủ ý, thật làm cho bọn họ những người này là bùng niết đâu. Khang Vĩ đặc biệt sinh khí, thay đổi hắn tức phụ nhi bị người mơ ước đều không có như thế bạo nộ, xứng không xứng, cũng phải nhìn hắn có hay không tự mình hiểu lấy, bất quá trên đời này minh bạch người vốn dĩ cũng không nhiều lắm, ngươi tẩu tử tưởng chính mình làm buôn bán, nàng vất vả không ngươi cũng xem ở trong mắt, hiện tại đối phương sợ tới mức nàng cũng không dám dễ dàng đi dương thành, cái này chuyện phiền toái không giải quyết ta cũng không yên tâm, Chu Thành một bên nói, Khang Vĩ liền dùng sức gật đầu, Khang Vĩ lúc ban đầu là bởi vì Hạ Hiểu Lan diện mạo kinh diễm, nghe được Hạ Hiểu Lan thanh danh sau hắn hoài nghi quá, thậm chí chán ghét quá đối phương, tiếp xúc vài lần, hắn cũng có chút hiểu biết Hạ Hiểu Lan tính cách, đặc biệt là Hạ Hiểu Lan kiên trì dựa vào chính mình phấn đấu, này cách làm làm Khang Vĩ đặc biệt chịu phục, Khang Vĩ cảm thấy chính mình cũng làm không được, ai không nghĩ đi lối tắt, hắn cũng dựa Chu Thành mang theo kiếm tiền. Hạ Hiểu Lan là có thể cự tuyệt này dụ hoặc, liền chuyển thuốc lá này sinh ý, thành tử ca nguyện ý đem chính mình kia cổ nhường cho Hạ Hiểu Lan, nhân gia lăng là không muốn. Dương Thành cùng thương đô hai đầu chạy, đơn biên liền phải ngồi 30 nhiều giờ xe lửa nhiều mệt nha, nghe nói một chuyến cũng có thể kiếm một hai ngàn khối. Đổi người thường rất nhiều con số, nhưng cùng chuyển thuốc lá so sánh với lại không gì. Liền tính Hạ Hiểu Lan một vòng đi một chuyến Dương Thành, một tháng kiếm mấy ngàn khối, một năm thêm lên tiền cũng liền cùng bọn họ đi một chuyến kiếm tiền không sai điệp lắm hạ hiểu lan đẩy ra đi không phải mấy vạn khối mà là rất nhiều cái mấy vạn khối thành tử ca ngài làm sao ta liền làm sao đều nghe ngài lần sau ngươi tẩu tử lại đi dương thành ngươi cùng đi chính mắt gặp một lần cái kia du côn đầu lĩnh chu thành không có kêu đánh kêu giết, loại sự tình này không thể giao cho khang vĩ làm nhưng khang vĩ khẳng định có biện pháp khác hắn hắc hắc cười hảo a à lần trước liền nói đem sinh ý làm được dương thành đi vừa lúc đi thăm thăm phong chu thành không tham dự xe thể thao khang vĩ chính mình lên đường cũng không an toàn hai người đã thương lượng hảo tân phương thức nhân mạch cùng con đường vẫn là bất biến trực tiếp đem hóa dùng xe lửa chuyển chỉ cần chu thành quan hệ còn ở thuốc lá đồng dạng có thể ở kinh thành đến thượng hải bên đường thành thị lưu thông tiêu thụ tương đối phiền toái chính là mỗi một chuyến đoàn tàu mang nhiều ít hóa đều phải khang vĩ nhọc lòng hắn hiện tại đối các nơi xe lửa thời khắc biểu thuộc không được, cửa này sinh ý liền tính không làm, dựa điểm này kỹ năng đem hắn đổi đến đường sắt hệ thống đi làm đều được, bất quá thành tử ca, chúng ta này sinh ý, đem tẩu tử mang lên thật không được, giải quyết lần này, cũng còn có lần sau, người lớn lên quá xinh đẹp, ra cửa bên ngoài chính là dễ dàng trêu chọc phiền toái, khả năng không phải nhiều lần đều là như vậy vận khí tốt, muốn cho Khang Vĩ nói, đem thương đô cái kia tuyến phân cho Hạ Hiểu Lan, làm nàng liền ở thương đô ga tàu hỏa quản tiếp hóa, nhiều nhất ở an bài hạ thương đô bên kia hóa lên xe, một năm kiếm tiền sao nói cũng so chuyển trang phục nhiều, phân một cái tuyến cấp hạ hiểu lan, chu thành không nói, hắn thu được hạ hiểu lan gửi tới tin, bên trong kẹp 850 nguyên, làm chu thành tưởng bóc chết cái kia kêu chu phóng tiểu mua sắm, đại nam nhân cư nhiên ở chạy đến hạ hiểu lan nơi đó cáo trạng, thật con mẹ nó có năng lực, hạ hiểu lan lại không mắng hắn. Liền ở tinh đề đề lẫn nhau tôn trọng, chu thành đã đủ buồn bực hắn không biết chính mình nơi nào không đủ tôn trọng hiểu lan nhưng hắn biết hiểu lan không phải giống nhau nữ hài nhi nàng có ý nghĩ của chính mình có quy hoạch còn có thể chính mình đi thực hiện chu thành đều sợ hạ hiểu lan hỏi hắn có hay không thu được tin dương thành cái này du côn xuất hiện thời cơ vừa vặn đem lẫn nhau tôn trọng cái này nghi ngờ cấp tể tới rồi một bên ngươi tẩu tử có ý nghĩ của chính mình chính ngươi hỏi nàng đi này liền tính lẫn nhau tôn trọng sao Chu Thành là cái thứ nhất tìm Khang Vĩ, cái thứ hai là Tiểu Quang. Tiểu Quang tên đầy đủ Thiệu Quang Vinh, cũng là một vòng tròn. Từ lần trước mượn Thiệu Quang Vinh bá phụ nhân thủ vớt lưu dũng thoát ly buôn lậu đội, đến lần này Chu Thành tìm Thiệu Quang Vinh ở thương đô hỗ trợ tìm người. Thiệu Quang Vinh trong lòng giống có bảy tám chỉ miêu ở bên nhau cào ngứa, Chu Thành còn muốn gọi điện thoại, Thiệu Quang Vinh là trực tiếp đổ người. Hắn gặp mặt liền đem Khang Vĩ cổ cấp thông đồng trụ, Khang Tử, ngươi cấp ca nói thật thành ca ở thương đô có phải hay không có tình huống, ta xem hắn quá quan tâm kia phá địa phương, người hồi bộ đội, còn có người đem tâm cho hắn câu lấy đâu, chu gia ở thương đô, thật là tám gậy tre đều đánh không quan hệ, chu thành lại không cố tình che giấu, thiệu quang vinh đầu tiên cảm thấy không thích hợp, khang vĩ bắt đầu không nghĩ nói, thiệu quang vinh liền vẫn luôn cuốn lấy hắn, đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào, khang vĩ thiếu chút nữa chưa cho thiệu quang vinh quỳ, ta không thể nói. Ai biết Chu Thành xử đối tượng sự cùng trong nhà mặt giảng không có, hiện tại trong vòng cũng chỉ có Khang Vĩ biết, Thiệu Quang Vinh là cái miệng rộng, hắn muốn tới chỗ nói bậy, tiếng gió truyền tới Chu gia lỗ tai làm sao, Thiệu Quang Vinh đôi mắt vừa nhất, ta đều biết tên, còn tìm không đến người. Hành nha, ngươi không nói ta liền chính mình đi thương đô, Thiệu Quang Vinh chuẩn xác không có lầm nói ra, Hạ Hiểu Lan, tên này, Khang Vĩ tức khắc nóng nảy, ngươi không thể đi, bằng gì không thể đi, ta đi xem ta đại bá, Khang Vĩ không có biện pháp, làm Thiệu Quang Vinh chỉ thiên thề không được đối người khác nói, mới đơn giản nói vài câu. Thiệu Quang Vinh vẻ mặt khiếp sợ, Chu Thành cư nhiên hiểu được sự đối tượng, bọn họ nhóm người này người, liền Khang Vĩ bị trong nhà quản được nghiêm, mặt khác cái kia không phải mười mấy tuổi liền soàn soạt đại cô nương. Thiệu Quang Vinh từ khai trai đến bây giờ, danh chính ngôn thuận bạn gái đều thay đổi bảy tám cái, còn có chút là sương sớm nhân duyên, chỉ có Chu Thành, Chu gia khẳng định mặc kệ những việc này, Thiệu Quang Vinh bọn họ ngầm đều nói Chu Thành muốn đem Thanh Xuân Phụng hiến cấp bộ đội, tương lai cũng là chờ bộ đội phát lão bà. Hảo gia hỏa, nguyên lai trộn ở thương đô tìm cái đối tượng, Thiệu Quang Vinh đối Hạ Hiểu Lan tò mò muốn mệnh, Khang Vĩ lại không lộ ra quá đa tình huống, bức nóng nảy chỉ nói lớn lên xinh đẹp, Thiệu Quang Vinh tưởng, lớn lên xinh đẹp là có bao nhiêu xinh đẹp nha. Có thể đem Chu Thành cấp mê hoặc, sợ không phải cái yêu tinh hình dáng. Hắn không hổ là miệng rộng, chính mình phát thề tựa như đánh rắm giống nhau không đáng giá tiền, muốn say liền đem chuyện này nói. Hiện tại cùng Chu Thành muốn người tốt muốn nhìn một chút tương lai tẩu tử, chán ghét Chu Thành người đang âm thầm chê cười, bị một cái lớn lên xinh đẹp nơi khác nữ cấp mê hoặc, ha ha ha. Lớn lên xinh đẹp có thể giá trị mấy cái tiền, đều nói Chu Thành lợi hại, không cũng liền như vậy, ta còn tưởng rằng hắn đem ta muội thấp cự, có thể tìm cái thật tốt, nói không chừng chính là chơi một chút các ngươi vui sướng khi người gặp họa cũng quá sớm, chờ đem người lãnh tiếng chu gia, ta lại xem náo nhiệt, có thể đem người lãnh tiếng chu gia sao, cứ việc không muốn thừa nhận, chu gia ngạch cửa chính là so với bọn hắn chính mình gia cao. Hắc xì, Hạ Hiểu Lan xoa xoa cái mũi, nàng hồi thương đô liền bị bệnh, ở nhạc dương mai phục bệnh căng, hoặc là nói này mấy tháng bận rộn, tích hạ bệnh căng, thẳng đến bị nhạc dương sự một kích phát, toàn bộ đều phát tác ra tới, lưu phân làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, 1984 năm nguyên đáng tiếc Hạ Hiểu Lan là ở trên giường vượt qua, Hạ Hiểu Lan ở Lưu Phân mãnh liệt yêu cầu Hạ, qua mấy ngày y tới duỗi tay cơm tới sinh hoạt, sau đó chính là huyện nhất trung cuối kỳ khảo thí, bán hóa sự tạm thời toàn ném cho Lý Phượng Mai, cuối kỳ khảo thí Hạ Hiểu Lan không thể lại bị đặc thù đối đãi người khác như thế nào khảo nàng liền phải như thế nào khảo, nàng ở trường học không có ký túc xá, không thể không ở An Khánh huyện nhà khách khai phòng ở một đêm đương nàng ở phòng học xuất hiện khi, có từng trận kinh ngạc cảm thán. 126, nguyên lai nhân duyên tốt như vậy. Năm càng, Hạ Hiểu Lan tên này tưởng xem nhẹ đều không được, xem qua nàng người thực kia quên, không chính mắt gặp qua nàng người, mỗi lần thí nghiệm nàng thành tích liền ở nơi đó bãi đâu, không phải mắt mù đều có thể thấy, xếp lớp sinh xinh đẹp, thành tích hảo, thần bí. Này đó đều là dáng ở Hạ Hiểu Lan trên người nhãn, Sao lại còn phải hơn nửa một cái, vô tư, nàng không sợ thành tích bị những người khác vượt qua sao, bắt được bài thi, cư nhiên cống hiến ra tới cấp toàn niên cấp soát đề, càng có trần thánh công bố học tập phương pháp, không chỉ có có thể sử dụng tới bối tiếng Anh từ đơn, dùng ở mặt khác ngâm nga khoa thượng cũng có hiệu quả, đừng nói hạ hiểu lan ở huyện nhất trung vốn dĩ liền không gì ác danh, liền tính nàng làm nhiều việc ác, vì này hai điểm, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người cảm kích nàng huống chi hạ hiểu lan xuất hiện thời điểm đặc biệt thiếu ngay cả nữ sinh đều rất khó ghen ghét nàng nàng ăn mặc đơn giản làm người điệu thấp quả thực có thể làm sở hữu cao tam thí sinh tâm sinh hảo cảm nàng sợ người khác vượt qua sao mỗi nhọn sinh mỗi lần đề cao vài phần đều không dễ dàng hạ hiểu lan mỗi lần thi cử đều là ở nhanh chóng đề cao đồng dạng ở tiến bộ người khác chính là đuổi không kịp nàng bước chân đương nhiên cũng có số ít người ở sau lưng nói toan lời nói vì sao nàng tiến bộ nhanh nhất nàng khẳng định còn có càng tốt học tập phương pháp không lấy ra tới phi lại không nợ ngươi bạch cấp còn không nghĩ muốn a à, kia đừng làm hạ hiểu lan lấy tới bài thi a à. bạch nhãn lan đại bộ phận học sinh tam quan đều cực chính nói toan lời nói bị phun muốn chết thi đại học là cùng cả nước thí sinh cạnh tranh làm gì muốn nhìn chầm chầm hạ hiểu lan không bỏ đồng dạng học tập phương pháp không cho phép nhân gia hạ hiểu lan đầu óc thông minh đặc biệt hữu hiệu sao từ trần Khánh trong miệng lớp học đồng học biết Hạ Hiểu Lan là sơ trung tốt nghiệp ở nhà tự học 3 năm, bọn họ đều não bổ chính là nàng trung khảo thất lợi, năm đó không có thể thi đậu trung chuyên, nhưng học bá chính là học bá, ở nhà tự học 3 năm còn có thể xếp lớp thi đại học, lại có đồn đại nói, Hạ Hiểu Lan là Hạ Tử Dục đường muội Hạ Tử Dục rời đi huyện nhất trung cũng mới nửa năm, bị kinh thành sư phạm học viện trúng tuyển. Trường học Quang Vinh bản thượng tên còn không có hoàn toàn biến sắc, không ít người đều nhớ rõ Hạ Tử Dục. Bất quá hạ học bá cùng hạ tử dục lớn lên còn không rất giống. Hạ tử dục lớn lên đương nhiên không xấu, ở huyện nhất trung là cũng là không ít người chú ý, nhưng hạ hiểu lan một so liền phải kém cỏi rất nhiều. Nam sinh ánh mắt tới xem càng là như thế, hạ tử dục cùng giới học lại sinh cùng nàng nói chuyện qua, ôm ôm nhu nhu, làm người như tắm mình trong gió xuân. Thay đổi hạ hiểu lan xuất hiện, cũng không dám quan minh chính đại xem, trộm đánh giá, chính mình còn mặt đỏ nàng xinh đẹp giống như điện ảnh người hiểu lan đồng học ta nơi này có bút hạ đồng học dùng ta này chi bút viết chữ lưu sướng hạ hiểu lan là sao biết chính mình được hoang nghênh đâu khảo chính trị thời điểm nàng đem bút máy quăng ngã ngòi bút quăng ngã hỏng rồi khẳng định không thể tiếp tục dùng nàng hỏi giám thị lão sư có thể hay không mượn một chi bút kết quả một cái khảo thất vượt qua một nửa người đều muốn mượn bút cho nàng bảo trì kỷ luật giám thị lão sư ở trên bục giảng hô to khảo trong phòng muốn loạn lên nhân cơ hội gian lận làm sao. Tuy rằng cuối kỳ khảo thí thành tích cùng thi đại học không quan hệ, có học sinh liền thích lừa mình dối người một chút, giám thị lão sư đương nhiên muốn bảo đảm khảo thí công chính nghiêm cẩn. Hạ Hiểu Lan giật nảy mình, nàng chỉ có thể tiếp nhận ly nàng gần nhất một chi bút, không ngừng nói cảm ơn. Quả thực thụ sủng nhược kinh, đời trước nàng thành tích cũng không tồi, bất quá đi học thời điểm lại nghèo lại thổ, tính cách rất tự ti, nhân duyên cực kém, rõ ràng cả ngày đều ở trường học, cao trung 3 năm sau khi kết thúc cư nhiên còn có người kêu không ra tên nàng. Hiện tại khen ngược, người không có tới quá huyện nhất trung vài lần, lại là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Ngày đầu tiên thi xong, nghe nói Hạ Hiểu Lan ở nhà khách dừng chân, ba ban vài cái nữ đồng học mời nàng đi trong nhà trụ. Cũng có người nói có thể cùng đồng học tể một tể, ở trường học ký túc xá làm một chiếc giường cho nàng ngủ. Hạ Hiểu Lan biết hiện tại nhà ai dừng chân điều kiện đều không dư giả, làm sao chạy nữ đồng học trong nhà trụ, để cho người khác đem giường đệm đằng ra tới cho nàng càng không thể tiếp thu khảo thí yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi các ngươi đối ta thật tốt quá nhưng vì ngày mai càng tốt phát huy đại gia tâm ý ta đều lãnh thịnh tình không thể chối từ mấy nữ sinh dứt khoát nói muốn đưa nàng đi nhà khách hạ hiểu lan cảm thấy ngày thường cùng cùng lớp đồng học tiếp xúc quá ít cũng vui vẻ đồng ý hiểu lan có muốn ăn hay không điểm đồ vật là nha chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm đi hiểu lan đồng học chầu này là cần thiết thỉnh Ngươi ngày thường đều không tới đi học, đại gia đối với ngươi nhiều tò mò a. À. Lấy Hạ Hiểu Lan e quy, đi hóng một đám còn không có tiếng vào xã hội tiểu cô nương, thật là dễ như trở bàn tay. Các nàng đều cảm thấy Hạ Hiểu Lan người xinh đẹp lại dễ nói chuyện, cùng Hạ Hiểu Lan nói chuyện phím là phát ra từ nội tâm vui sướng. Tranh tiên muốn thỉnh Hạ Hiểu Lan ăn cơm, này mấy nữ sinh gia đình điều kiện đều cũng không tệ lắm, mấy mau tiền đối với các nàng không tính gánh nặng một đám người vây quanh hạ hiểu lan nói muốn đi trương ký ăn cái gì hạ hiểu lan chỉ vào trương ký đối diện tân khai cửa hàng không bằng nếm thử nhà này nghe hiểu lan đi nếm thử mới mẻ trương ký tiệm ăn vặt đối diện thình lình chính là hoàng tẩu thức ăn nhanh hoàng tẩu động tác thật đủ mau bất quá trương ký tiệm ăn vặt ở nhất trung phụ cận tồn tại ba năm hương vị cùng danh tiếng đều thâm nhập nhân tâm trong khoảng thời gian ngắn hoàng tẩu bên kia sinh ý còn không hiện hạ hiểu lan lãnh một đám nữ sinh vào tiệm hướng hoàng tẩu chấp chấp mắt hoàng tẩu tâm lĩnh sẽ thần làm bộ không quen biết hạ hiểu lan cái tưới cơm là gì nghe rất hương là thịt bò mùi vị mới sáu mau tiền một phần nhi hiểu lan ngươi muốn ăn gì hương vị mồng năm miệng mười điểm đồ vật hoàng tẩu làm các nàng kiến thức tới rồi cái gì kêu thức ăn nhanh cũng liền nấu chén mì thời gian cái tưới cơm là có thể thượng bàn đảo khấu ở mâm thượng cơm đoàn nồng đậm nước canh thịt khối cùng xứng đồ ăn cùng nhau nghe kia hương vị cảm giác càng đói bụng bắt đầu còn có người cùng hà hiểu lan nói chuyện quá trong chốc lát đều ở vùi đầu ăn cái gì cái tưới cơm khá tốt ăn a à? trương ký ăn vặt vẫn luôn là huyện nhất trung cửa độc môn sinh ý thẳng đến nguyên đáng thời điểm hoàng tẩu thức ăn nhanh ở phố đối diện khai trương mấy quải pháo buông tha trương thúy phát hiện nhà mình cửa hàng nhiều cái đối thủ cạnh tranh ngay từ đầu hoàng tẩu dẫn người quét tước mặt tiền cửa hàng quát tường mạt mà trương thúy liền có loại dự cảm bất tường cũng liền hai ba thiên công phu, hoàng tẩu thức ăn nhanh liền khai trương buôn bán, tốc độ cực nhanh làm Trương Thúy cùng Hạ Trường Chinh trở tay không kịp. Hai vợ chồng buổi tối ngủ đều đang thương lượng đối sách, Hạ Hồng Hà nhận thấy được hai người áp suất thấp, ba ngày làm việc khi còn nhỏ đều thành thành thật thật không dám chạy lung tung. Hoàng tẩu thức ăn nhanh khai trương hai ngày, Trương Thúy trên mặt biểu tình liền tương đối nhẹ nhàng, bán gì cái tưới cơm, các thực khách không quá mua trướng nhất trung học sinh cùng đi ngang qua công nhân vẫn là nguyện ý tới trương ký ăn cơm, hoàng tẩu bên kia sinh ý thật sự thật bình thường, buổi sáng liền bán mặt, giữa trưa là cơm chiên cùng cái tưới cơm, chủng loại quá đơn điệu, không giống trương ký, sớm một chút chủng loại liền có rất nhiều dạng, bánh bao, màn thầu, chân sủi cảo, xíu mại này đó đều là cơ sở, súp cây Hà Nam cũng có, thịt dê hấp mặt cũng có, cho nên trong tiệm mới yêu cầu thỉnh vài người, nhiều chủng loại lượng công việc rất lớn đồ vật đều yêu cầu nhân công làm ra tới, vất vả là có hiệu quả. Trương ký đồ vật không tính đặc biệt ăn ngon, nhưng mỗi một loại hương vị đều tương đối cân đối. Bất quá buổi sáng mì sợi còn hảo thuyết, vừa đến giữa trưa tiệm cơm, hoàng tẩu liền sẽ đem trong tiệm nắp nồi tử vạch trần, dê bò thịt hương vị thực nồng đậm, hấp dẫn một ít người chạy đến nàng trong tiệm nếm thức ăn tươi, xem như đoạt đi rồi trương ký một ít khách nhân. Trương Thúy khiến cho Hạ Hồng Hà lưu ý đối diện động tĩnh, Hôm nay Hạ Hồng Hà lại thấy nàng ghét nhất Hạ Hiểu Lan, bị nhất trung một đám nữ học sinh vây quanh ở trung gian, vây quanh đi vào đối diện Hoàng Tẩu thức ăn nhanh, Bá Nương, ngài xem. Hạ Hồng Hà biểu môi, một cái phố liền 10 mét khoang, dễ dàng là có thể thấy Hoàng Tẩu trong tiệm tình huống. Hạ Hiểu Lan mặt liền đối với mặt đường phương hướng ngồi, Trương Thúy nhưng còn không phải là thấy sao? Trương Thúy hiện tại lấy Hạ Hiểu Lan không có biện pháp, tôn hiệu trưởng phương pháp đi không thông. Hạ Hiểu Lan lại giống một cái hoạt không lưu thủ cá chạch, tổng cũng trảo không được nàng nhược điểm. Trương Thúy cũng tưởng không rõ từ trước trăm thí bách linh thủ đoạn sao bỗng nhiên cũng chưa dùng, dù sao nàng cùng Hạ Trường Chinh hai người cũng không thương lượng ra cái kết quả tới, nhẫn nại tính tình chờ Hạ Tử Dục nghĩ trở về chi chiêu, tưởng là như thế này tưởng, nhìn thấy Hạ Hiểu Lan gương mặt kia, Trương Thúy sao liền như vậy chán ghét đâu, 127, nàng như chúng tinh cũng nguyệt, sáu càng hôm nay là huyện nhất trung cuối kỳ khảo thí, người hiểu Lan tỷ xuất hiện cũng thực bình thường, Trương Thúy tận lực bảo trì bình tĩnh, một kích không trúng, nàng có điểm không dám lại ra hôn chiêu, Hạ Hồng Hà cắn miệng, thấy Hạ Hiểu Lan bị một đám nữ học sinh vây quanh, hưởng thụ chúng tinh cũng nguyệt đãi ngộ, ăn mặc tuy rằng thực bình thường, lại thần thái sáng láng, có vẻ như vậy khí phách hăng hái, giống Hạ Hồng Hà như vậy hạch đào đại não nhân nhi. Nàng xem người quá đến được không lại không bằng người khác sự nghiệp, việc học thành tích tới phán định nàng liền xem người bề ngoài mà hạ hiểu lan rõ ràng cũng không tập viết họa mi không tô son điểm phấn cố tình trở nên càng xinh đẹp từ trước hạ hiểu lan xinh đẹp về xinh đẹp trong bụng vô hóa cái loại này xinh đẹp là hư trương thanh thế hiện tại hạ hiểu lan bằng chính mình năng lực tự tin xinh đẹp bề ngoài có tự tin chống đỡ không hề là cái vỏ rỗng không phóng khoáng xinh đẹp biến thành thịnh khí lăng nhân mỹ Hà Hồng Hà đương nhiên nghĩ không ra những cái đó văn trứu trứu hình dung từ, nàng chính là cảm thấy Hạ Hiểu Lan mỗi cái động tác đều nói không nên lời đẹp, cái này làm cho Hạ Hồng Hà đố kỵ, người nhà họ Hạ lớn lên kỳ thật đều không tồi, Hạ gia tam tỷ muội trung, cũng liền Hạ Hồng Hà lớn lên bình thường nhất, nhưng đây là bên trong tương đối, thật muốn đặt ở bên ngoài nằm ngang tương đối, nàng cũng coi như cái trung đẳng tư sắc, nhưng nàng lòng tham lại ngốc nghếch, có giả tâm không năng lực còn không muốn làm đến nơi đến chốn nỗ lực đã vô diện mạo lại không giống hạ tử dục như vậy bằng sẽ niệm thư thay đổi nhân sinh, nghĩ không làm mà hưởng bị trời gián bánh có nhân tạp trung, cầu mà không được, nhưng không phải lúc nào cũng đều ở vào oán giận bất bình cùng ghen ghét cảm xúc trung sao, bá nương, nàng là cố ý đi, hoàng tẩu thức ăn nhanh là tới đoạt trương ký sinh ý, hạ hiểu lan cố tình yếu lĩnh một đám người tới đó ăn cơm, tưởng nói nàng không phải cố ý cũng không ai tin. Nhưng Hạ Hiểu Lan đều cùng Hạ Gia trở mặt, trương thúy cùng hạ hồng hà không nghĩ làm nhân gia hảo quá nàng còn tới chiếu cố trương ký sinh ý không thành trương thúy cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt hiểu lan đối chúng ta đều có ý kiến tới hay không trương ký ăn cái gì không quan trọng chỉ là không hiểu được người một nhà muốn gì thời điểm mới có thể một lần nữa hòa thuận chờ ngươi tử dục tỷ trở về nhìn xem nàng có hay không gì ý kiến hay hạ hồng hà ánh mắt sáng ngời tử dục tỷ phải về tới trương thúy gật đầu phóng nghĩ đông khẳng định phải về tới còn sẽ mang ngươi tỷ phu cùng nhau, trương thúy khó nén tự đắc, hạ tử dục chính là nàng nhất kiêu ngạo nữ nhi, tuy rằng nói nhi tử mới là nối giỏi tông đường, nhưng muốn không có hạ tử dục cái này nữ nhi, nàng nào có hiện giờ ngày lành quá, nếu không phải hạ tử dục tranh đua, trương thúy khẳng định cũng cùng vương kim quế giống nhau bị câu ở đại hà thôn đương thôn phụ, hạ lão thái mới sẽ không đồng ý nàng đi theo vào thành, nhưng hạ hiểu lan không phải đối tỷ phu, hạ hồng hà muốn nói lại thôi, nhìn liền lòng mang ý xấu. Đúng vậy, Hạ Hiểu Lan đối với vương kiến hoa nhiều thích a, à, bằng không cũng sẽ không tức giận đến đụng phải tường. Trương Thúy còn nhớ rõ Hạ Lão Thái lúc ấy mắng Hạ Hiểu Lan tóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không rải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là gì dạng. Vương kiến hoa phóng tử dục một cái nữ sinh viên không thích, chẳng lẽ sẽ thích thượng một cái giày rách. Chính là mấy câu nói đó đem Hạ Hiểu Lan cấp kích thích, lúc ấy liền đụng phải tường hơi thở thoi thóp. Trương Thúy kiên định cho rằng, Hạ Hiểu Lan tưởng thi đại học là đối vương kiến hoa tà tâm bất tử, nghĩ đông tử dục đem vương kiến hoa mang về tới, có thể hay không kích thích đến Hạ Hiểu Lan. Trương Thúy đã sợ Hạ Hiểu Lan sẽ không biết xấu hổ làm ra gì dèm pha câu dẫn Vương Kiến Hoa, lại sợ Hạ Hiểu Lan có thể nhìn xuống, thật muốn nghẹn một mạch chờ thi đậu đại học lại chơi xấu. Nàng ở cân nhắc, muốn như thế nào lợi dụng điểm này? Hạ Hiểu Lan đương nhiên là cố ý, nàng là thuận thế mà làm, bất quá nhìn lên hiệu quả cũng không tệ lắm, cái tưới cơm ăn ngon không chỉ cần xem mấy cái nữ học sinh biểu tình liền biết, đông cứng tay chân, ở một mâm nóng hôi hổi cái tưới cơm xuống bụng sau, cả người đều trở nên ấm áp, 80 niên đại người sức ăn phổ biến đều không nhỏ, ăn ba lượng khẩu cơm liền nói no rồi miêu ẩm thực nữ sinh căn bản không có, hoàng tẩu gia trang cái tưới cơm mâm rất lớn, cơm nắm cũng ép tới thực khẩn thật. Một mâm cái tưới cơm thêm lên, không nói một cân nhiều đi. 892 luôn là có, cơm ít nhất liền chiếm nửa cân nhiều. Hạ Hiểu Lan cấp hoàng tẩu đề ý kiến là cơm có thể miễn phí thêm đệ nhị chén, đồ ăn không được, một cân mễ mới hai mao nhiều, có thể nấu hai cân mễ, làm người rộng mở bụng ăn hai cân cơm, kỳ thật phí tổn mới hai mao tiền. Gặp được như vậy thực khách khẳng định là kiếm thiếu, nhưng một phần cái tưới cơm bán sáu mao, hoàng tẩu cũng không đến mức lỗ vốn, giống như vậy thực khách rốt cuộc cũng là số ít, nhưng nghe vào người lỗ tai cảm giác lại bất đồng, ít nhất hạ hiểu lan lớp học nữ đồng học nghe nói có thể miễn phí thêm cơm đều rất cao hứng thật đúng là lợi ích thực tế bất quá ta ăn không vô đệ nhị chén đây mới là làm buôn bán thật sự người nữ bọn học sinh mồm năm miệng mười nói làm sao thật sự thêm đệ nhị chén cơm đệ tử nghèo đều gặm màn thầu uống nước lạnh có thể hoa sáu mau tiền đi tiệm ăn nữ đồng học kỳ thật cũng không thiếu kia một chén cơm ăn ít nhất kêu các nàng không phải đồ ăn lại ăn một chén gạo trắng tương đối khó một đại muỗng đồ ăn đã sớm ăn sạch nha hạ hiểu lan nói chính mình muốn đi rửa tay kỳ thật đã đem mấy cái đồng học tiền cơm đều cho hoàng tẩu không chịu muốn hạ hiểu lan thế nào cũng phải nhét ở nàng trong tay khai trương đại cát đây là ta ở thím trong tiệm ăn để nhất bữa cơm sao có thể không trả tiền nàng cấp hoàng thẩm ra chủ ý không phải muốn chiếm một chút tiểu tiện nghi hoàng tẩu chậm lại bất quá đem hạ hiểu lan mấy cái đồng học tiền nhận lấy rốt cuộc là tịch thu hạ hiểu lan kia một phần tính tiền thời điểm các nàng mới biết được hạ hiểu lan đem tiền cho đều làm hoàng tẩu lui tiền hoàng tẩu cười ha hả khẳng định lấy hạ hiểu lan ý kiến vi tôn một bữa cơm tính gì ai thỉnh ai không đều giống nhau sao đồng học tình nghĩa mới là vô giá liên quan hạ hiểu lan ở bên trong mới chính cá nhân một phần cái tưới cơm sáu mao chính một nhân tài năm khối bốn mao huống chi hoàng tẩu thiếu thu một phân tiền liền năm đồng tiền đều không đến liền thành công mời khách Hạ tổng hiện tại là thật không đem này tiền để vào mắt, nhưng những người khác không như vậy xem a. À. Các nàng đều biết Hạ Hiểu Lan gia đình điều kiện không tốt, trường học mới đồng ý nàng vừa học vừa làm ngày thường có thể không tới đi học. Năm đồng tiền đối Hạ Hiểu Lan tới nói khẳng định không phải tiền trinh. Hạ Hiểu Lan đem tiền thanh toán, là không nghĩ mọi người xem nhẹ nàng đi. Ai, các nàng sao sẽ xem nhẹ Hạ học bá, lớn lên đẹp thành tích hảo, còn đặc biệt hảo ở chung. Có người đi đầu trước cười, hành cấp liền cấp bái, lần sau nhất định phải ta mời lại, ai cũng đừng cùng ta đoạt cơ hội này, vài người đều ồn ào, thay phiên thỉnh, thay phiên thỉnh, Hạ Hiểu Lan đều bị các nàng chọc cười, hoàng tẩu cũng cao hứng nha, nhiều tới ăn vài lần, nàng danh tiếng liền mở ra. Đem cửa hàng khai ở chỗ này, cũng là nhắm chuẩn huyện nhất trung học sinh hội tới tiêu phí, Hạ Hiểu Lan bị người vây quanh đi vào, hoàng tẩu thức ăn nhanh, ăn xong cái tưới cơm. Lẫn nhau chi gian quan hệ giống như kéo gần lại rất nhiều, một đám người lại nói nói cười cười rời đi, đều là tuổi trẻ tư sống sinh cơ bừng bừng thanh xuân gương mặt, người ta nói 18 vô xấu nữ, tinh khí thần sung túc, kia càng là mang theo thanh xuân sức sống Mỹ, các nàng thanh thế, nhường đường người liên tiếp chú ngục, có mấy cái thực khách vốn dĩ đi tới trương ký ăn vặt, lại bị hạ hiểu lan mấy người hấp dẫn lực chú ý, bước chân một đốn, nếu không nếm thử kia gì thức ăn nhanh. Chiêu bài phía dưới viết cơm chiên cùng cái tưới cơm, nghe còn quái hương, nói, thật đúng là phương hướng uống éo, chạy tới hoàng tẩu thức ăn nhanh, mắt thấy muốn vào môn sinh ý đều chạy thoát, trương thúy trong tay dẻ lau đều bị nàng xả biến hình, có gì hảo sinh khí, cũng liền mấy cái khách nhân tưởng nếm thử mới mẻ, vừa lúc hạ hiểu lan bỗng nhiên quay đầu, cùng nàng ánh mắt đối thượng, hướng về phía trương thúy cười, kia tươi cười thật là chói mắt cực kỳ, 128, buôn bán giấy phép không làm được. Bảy càng, ở An Khánh khảo hai ngày thí, Hà Hiểu Lan một ngày tam cơm đều là ở hoàng tẩu trong tiệm giải quyết, có nàng kéo, hoặc là nói là mấy nữ sinh danh tiếng tuyên truyền, hoàng tẩu một gian bề mặt bãi trường điều bàn vừa đến cơm điểm thế nhưng toàn bộ ngồi đầy, trong tiệm đều là thức ăn nhanh, lẽ ra khách nhân đều ăn đến rất nhanh, nhưng sinh ý một hảo lên, vẫn cứ yêu cầu chờ phiên đài, hoàng tẩu cười đến miệng đều khép không được, trong tiệm ngồi không dưới liền ở cửa tiệm bỏ thêm mấy trương cái bàn, theo phố duyên bãi, hiện tại trên đường hiếm thấy bốn cái bánh xe xe giao thông toàn dựa hai con đường cùng hai cái bánh xe xe đạp hoàng tẩu này cũng không ảnh hưởng giao thông đường cái có 10 mét khoang càng sẽ không có thành quản cả ngày tới đuổi đi người hiện tại thành quản đều còn không có tổ kiến bất quá hoàng tẩu làm chính là ăn uống có thể dùng thế lực bắt ép nàng bộ môn không ít hạ hiểu lan vẫn là thiện ý nhắc nhở nàng chú ý khắp nơi quan hệ đề phòng đối thủ cạnh tranh ác ý cử báo quấy rối hoàng tẩu thâm chấp nhận ngươi nói rất đúng nàng có thể đoạt trương ký sinh ý trương ký bên kia khẳng định không cao hứng, hoàng tẩu phải cẩn thận đề phòng. Hạ Hiểu Lan đem thủy quấy đục, lại kết thúc cuối kỳ khảo thí, cảm thấy mỹ mãn rời đi, quá mấy ngày còn phải về An Khánh một chuyến lãnh phiếu điểm, cấp trương thúy tìm điểm sự nhọc lòng, miễn cho cái này diễn tinh tổng tới phiền nàng. Hạ Hiểu Lan hồi thương đô cũng không nghỉ ngơi thời gian, người nhà thông cảm nàng là thí sinh, nàng không thể chỉ đem chính mình trở thành là thí sinh, trừ bỏ khảo thí liền cái gì cũng không cần làm mặt tiền cửa hàng bắt đầu trang hoàng cũng có 20 thiên, Lưu Dũng nhìn chầm chầm thực khẩn, hiện tại trang hoàng đã mới gặp hiệu quả, lại có 10 thiên khẳng định có thể trang xong, hiện tại là một nguyệt 14 hào, 84 năm Tết âm lịch là hai nguyệt 2 hào, lại có 10 thiên có thể trang hoàng xong, bất quá mới một nguyệt 24 hào tả hữu, kia Lam Phượng Hoàng còn có thể đuổi kịp Tết âm lịch trước khai trương, gần nhất đều là Lý Phượng Mai bày quán, này phê hóa muốn bán chậm một chút nhưng Hạ Hiểu Lan hiện tại có thể hỗ trợ, thế nào đến 20 hào cũng có thể bán đi tuyệt đại bộ phận, khi nàng liền ở 20 hào về sau lại đi Dương Thành nhập hàng. Chu Thành nói làm Khang Vĩ cùng đi, Hạ Hiểu Lan liền cân nhắc quá hai ngày cấp Khang Vĩ liên hệ Hạ xác định hảo thời gian, hai người là ở Dương Thành hội hợp, vẫn là nàng ở Thương Đô chờ Khang Vĩ cùng nhau xuất phát, nghĩ đến muốn khai trương, Hạ Hiểu Lan rất cao hưng, ta phải thúc giục thúc giục buôn bán giấy phép sự buôn bán giấy phép sự Hạ Hiểu Lan không có tự mình chạy, nàng phó thác cho Hồ Vĩnh Tài. Dù sao nàng cùng Hồ Vĩnh Tài giao tiếp quán, nàng ra tiền Hồ Vĩnh Tài xuất lực, trong tay còn thừa không ít, thải điệp, còn xem như đồng tiền mạnh. Nào biết nhắc tới buôn bán giấy phép, Lưu Dũng sắc mặt thật không tốt, Hạ Hiểu Lan lập tức minh bạch có vấn đề, cửu cửu, có chuyện gì ngài đến nói cho ta nha, Lưu Dũng chà sát tay, ngươi từ Dương Thành trở về không phải bị bệnh sao, theo sát lại muốn cuối kỳ khảo thí, ta liền không cùng ngươi nói. Hồ Vĩnh Tài bên kia nói chúng ta buôn bán giấy phép bị tạp trụ, có thể là Chu gia người làm được. Chu gia, Hạ Hiểu Lan nhíu mày, xin buôn bán giấy phép nàng cũng chưa ra mặt, Chu gia lại như thế nào biết Lam Phượng Hoàng là nàng cửa hàng. Đinh Ái Trân bắt đầu cũng không biết, nàng tuy rằng ở quốc miên trong xưởng nhìn thấy Hạ Hiểu Lan bóng dáng rất thuộc, nhất thời thật không liên hệ lên. Viên hồng mới vừa cũng thuận miệng vừa nói là thuê hai bảy lộ 45 hào bề mặt hộ cá thể, Đinh Ái Trân chú ý điểm đều ở 45 hào bề mặt trên lầu có thể ở lại người phòng. Vì tranh này đó nhà ở, nhà máy khắp nơi nhân mã là vung tay đánh nhau, viên hồng mới vừa cái này có tư cách làm chủ người cả ngày bị người vây đổ. Đinh Ái Trân cũng coi như hổ khẩu đoạt thực, ngạnh sinh sinh bắt được hai cái chỉ tiêu. Nàng nếu là không thể cho người khác chỗ tốt, người khác bằng gì muốn cùng Đinh chủ nhiệm đứng chung một chỗ. Đinh Ái Trân trong tay hai cái chỉ tiêu, tự nhiên có thể đổi lấy không ít chỗ tốt làm nàng ở đơn vị triển khai công tác khi càng thông thuận. Không, đinh chủ nhiệm luôn luôn đều là thông thuận, trừ bỏ ở hạ hiểu lan trên người chịu quá khí, nàng quả thực là nhân sinh người thắng. Chu phóng về nhà khi mặc một cái tân áo khoác, đinh ái trân sờ sờ nguyên liệu, nghe nói chỉ tốn 100 nguyên, còn khen chu phóng sẽ mua đồ vật, ta nhi tử ăn mặc chính là đẹp, mẫu tử gian xảo về xảo. Đinh ái trân kia sẽ vẫn luôn cùng bảo bối nhi tử sinh khí. Hải quân Lam Long dê áo khoác mặt ở chu phóng trên người đích xác hiệu quả hảo, hắn làn da bạch vóc dáng cao, có thể sấn này nhan sắc đâu, nghe nói còn có màu đen, đinh ái trân liền cân nhắc cấp chu phóng hắn ba cũng làm tới rồi một kiện, chu phóng nói tùy tiện mua, đinh ái trân còn rất tiếc nuối. Nhưng chu phóng bằng hữu cô dâu mới tiểu cần liền ở quốc niên tam xưởng đi làm, đinh ái trân vẫn là tiểu cần kết hôn bà mối, ngẫu nhiên ở nhà máy lại nói tiếp, tiểu cần liền nói chính mình mua hai kiện áo khoác một kiện hải quân lam, một kiện màu đen, ta còn là xem ngài gia chu phóng ăn mặc đẹp mới đi mua, bán quần áo kia nữ hài nhi nhưng xinh đẹp, ánh mắt cũng khá tốt, tiểu cần bất quá là nói chuyện phím, đinh ái trân nghe được bán quần áo xinh đẹp nữ hài tử, toàn thân ra đa đều mở ra, tiểu cần nói nàng áo khoác mua thành 138 nguyên, chu phóng xuyên về nhà kia kiện chỉ cần 100 nguyên, ai có thể cấp chu phóng tiện nghi hơn 30 khối, hạ hiểu lan tên này một chút liền nhảy tới đinh ái trân trong đầu nàng lần trước nhìn thấy hạ hiểu lan nhưng còn không phải là ở trên đường cái bày quán bán quần áo sao hảo a nói là đối nàng nhi tử không có hứng thú lần trước còn cùng nam nhân khác ra vào có đôi kia lại cấp chu phóng hạ nhị làm gì đinh ái trân trong đầu nam nữ gian liền không thể có thuần khiết hữu nghị nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai quốc gia đơn vị làm cả đời đinh chủ nhiệm nhưng không có người làm ăn khéo đưa đẩy hạ hiểu lan làm việc thích lưu một đường chỉ cần không đề cập điểm mấu chốt hạ hiểu lan đều sẽ không xé rách mặt hơn nữa đặc biệt nhớ ân tình người khác giúp quá nàng một phân có cơ hội nàng sẽ thành lần hồi báo loại này hành sự phương pháp đã có chức trường khéo đưa đẩy còn mang theo vài phần giang hồ khí hạ hiểu lan đời trước không thể dựa mặt đi lối tắt cuối cùng có thể đem rất nhiều khách hàng phát triển trở thành bằng hữu trở thành nàng độc hữu nhân mạch cùng nàng khoái ý ân cừu giang hồ khí thoát không được quan hệ dù sao đinh ái trân cẩn thận vừa hỏi tiểu cần trên cơ bản có thể xác định chu phóng áo khoác là ở hạ hiểu lan nơi đó mua tiểu tần nói hạ hiểu lan bán áo khoác cung không đủ cầu nghe nói còn muốn khai cửa hàng thật mặt đinh ái trân đột nhiên nhanh trí ngày đó từ viên hồng mới vừa trong văn phòng ra tới ba người là tới thiên hai bảy lộ 45 hào thuê nhà hợp đồng cái kia làm nàng quen thuộc bóng dáng hiện tại nghĩ đến còn không phải là hạ hiểu lan sao trừ bỏ kia hồ ly tinh còn muốn ai đi đường là như vậy yêu lý yêu khí. Đinh Ái Trân ở tiểu cần trước mặt không có lộ ra manh mối, nàng chạy tới bộ viên hồng mới vừa nói, hai bảy lộ 45 hào kia tam giang môn cửa hàng, thật là có người thuê tới khai cửa hàng quần áo. Đinh Ái Trân cười lạnh, trở về liền đem sự tình đối chu phóng hắn ba giảng, tưởng một chân dẫm hai chiếc thuyền, vẫn là bị người khác quăng phải về tới cuốn lấy ngươi nhi tử. Ta nếu không thu thập nàng, ta không họ đinh, chu phụ không cho là đúng, tốt nhất cũng không gì động tĩnh, nàng tìm đối tượng xem ra cũng liền như vậy, người nếu không thích nàng, tùy tiện tạp một tạp nàng là được, hộ cá thể vốn dĩ liền không có gì địa vị, chu phụ nói tùy tiện tạp một tạp, Lam phượng hoàng, buôn bán giấy phép liền lăng là làm không được, nhân gia vừa thấy thân làm buôn bán giấy phép địa chỉ là 27 lộ 45 hào, trực tiếp liền nói làm không được, không đủ tiêu chuẩn, nơi nào không đủ tiêu chuẩn, vệ sinh vẫn là khác không đủ tiêu chuẩn. Hồ Vĩnh Tài kéo nhân tình đi hỏi, làm đã lâu mới mơ hồ minh bạch, đây là đắc tội với người, nhằm vào chính là 27 lộ 45 hào, 129, có người khi dễ tẩu tử. Tám càng, chu gia không gì ghê gớm đại quan, đinh ái trân ở quốc miên tam trong xưởng đương chủ nhiệm, chu phóng phụ thân chỉ là chính phủ văn phòng một cái trưởng khoa, nhưng lợi hại chính là chu gia thân thích nhóm cũng không sai biệt lắm là đồng dạng phối trí, bảy đại cô tám gì cả, nhiều ít đều có điểm tiểu quyền, giống trương mạng nhện giống nhau ngày thường không chớp mắt lại thẩm thấu thương đô một ít bộ môn cùng đơn vị an bài công tác loại sự tình này hoa nhân tình rất đại tạp một tạp hộ cá thể buôn bán giấy phép loại sự tình này có thể thao tác không gian liền lớn nhân gia cũng chưa nói không cho làm liền nói ngươi không đủ tiêu chuẩn hỏi lại liền không có khác lời nói đối hạ hiểu lan như vậy vội vã khai trương cửa hàng kéo mấy tháng rau kim châm đều lạnh chẳng lẽ đem tiền thuê cho tốn số tiền lớn trang hoàng có có sẵn mặt tiền cửa hàng không cần, còn đi bày quán vỉa hè, Hạ Hiểu Lan chỉ sợ là cái đại ngốc tử, không lo đại ngốc tử có thể làm sao, còn dám vô chứng kinh doanh, mạnh mẽ khai trương sao, chỉ cần Lam Phượng Hoàng ở không có buôn bán giấy phép dưới tình huống khai trương, Chu gia có thể thu thập người thủ đoạn còn nhiều lắm đâu, công thương tra cũng có thể đem Hạ Hiểu Lan sinh ý cấp ra suy sụp. Nói không chừng còn có thể cấp Hạ Hiểu Lan ấn cái đầu cơ trục lợi, tội danh, muốn hay không ngồi tù đến xem nhân gia tâm tình. Hạ Hiểu Lan không phải không kiến thức người trẻ tuổi, này đó kịch bản nàng thật sự quá hiểu biết. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ mới ghê tởm, trong tay có điểm tiểu quyền người lạm dụng chức quyền khi không thể xưng là đáng sợ, nhưng thật là ghê tởm. Chu gia, Hạ Hiểu Lan tức giận đến ngứa răng, nàng suy nghĩ chính mình dùng biện pháp gì giải quyết chuyện này, cường quyền trấn áp, thượng sách là tìm lợi hại hơn người trái lại trấn áp bọn họ. Trung sách là châm ngòi chu phóng trở về cùng trong nhà mặt nháo, Hạ sách là đem chính mình biến thành cột chân cục đá, làm Chu gia dẫm đến nàng liền chân đau. Từ đây cách nàng xa xa. Thượng, Trung, Hạ Tam sách muốn ấn chấp hành khó khăn tới xem, Trình Tự cũng có thể điên đảo Hạ, trừ bỏ châm ngòi chu phóng về nhà nháo sự này. Kỳ thật Hạ sách muốn so Thượng sách dễ dàng, Hạ hiểu lan càng dễ dàng khống chế chính mình hành vi. Thượng sách là tìm được lợi hại hơn người trấn áp Chu gia. Không có đồng giá trao đổi tư bản, lợi hại hơn người bằng gì muốn giúp nàng. Chu gia ở thương đô ăn sâu bén rễ, mà nàng thậm chí không phải thương đô người. Trọng sinh thời gian quá ngắn, Hạ Hiểu Lan chỉ tới kịp làm sinh hoạt hướng tiểu khang thượng bôn. Quản gia từ ở nông thôn dọn tới rồi tỉnh thành phát triển, kết bạn các loại nhân mạch vốn nên là tiếp theo bộ quy hoạch. Nàng nhận thức này đó người tài ba, một cái Trần Vượng Đạt, là thất tỉnh thôn thôn trưởng, lão cách mạng tư lịch, ở thất tỉnh thôn nói 102 ở an khánh huyện đều có điểm quan hệ nhưng ở tỉnh dự nam tỉnh lỵ thương đô trần vượng đạt lại tính không được cái gì đại nhân vật một cái người tài ba là hồ vĩnh tài thì ủy nhà khách lão mua sắm nương chức vụ tiện lợi ở thương đô cũng có chút nhân mạch là thương đô địa phương lão bánh quẩy nhưng đồng dạng lại chịu giới hạn trong mua sắm chức vụ căn bản không cơ hội leo lên càng cao tầng giao tế vòng lui một bước giảng chẳng sợ hồ vĩnh tài cùng nào đó lãnh đạo có quan hệ tất dấu đều không kịp bằng gì cống hiến ra tới giúp hạ hiểu lan cùng chu gia vạn cổ tay tử lại xa quan hệ chính là huyện nhất trung bên kia nàng lần này cuối kỳ khảo thí hẳn là phát huy thực không tồi có thể hay không tìm tôn hiệu trưởng hỗ trợ vẫn là tính tôn hiệu trưởng khả năng loanh quanh lòng vòng nhận thức thương đô giáo dục hệ thống nhưng nhân gia là hạ tử dục chỗ dựa chuyện này không thể làm tôn hiệu trưởng trộn lẫn tiến vào không thể giải hòa không thể cường quyền trấn áp chu gia vậy chỉ có thể cùng chu gia cứng đối cứng bắt được chu gia nhược điểm hạ hiểu lan có điểm xuất thần lưu dũng muốn nói lại thôi hiểu lan lần trước ta đi bằng hữu nơi đó lui cổ khang vĩ tìm người hỗ trợ nói chuyện người kia nói chính mình là hầu bí thư phái tới nguyên bản nhân gia thực chần chờ nghe nói là hầu bí thư lập tức liền đồng ý lưu dũng cũng tất thượng hỏa lam phượng hoàng nếu là khai không được trương hắn cùng cháu ngoại gái của cải không đến mức toàn lỗ vốn lại cũng toàn quấy rầy kế hoạch, trang hoàng phí tổn cơ hồ đều đầu nhập, vật liệu xây dựng đều lấy lòng, chỉ còn lại có công nhân tiền lương còn không có kết, hơn nữa tiền thuê, này tam giang môn cửa hàng đã ngăn chặn thượng vạn nguyên tài chính. Hai không được trương, thượng vạn nguyên đều ném đá trên sông, đi dương thành bán sĩ quần áo là rất kiếm, lưu dũng lại biết có bao nhiêu vất vả, hạ hiểu lan mới 18 tuổi đâu. Đi một chuyến dương thành liền phải ở xe lửa thượng ngốc 30 nhiều giờ, qua lại là 70 nhiều giờ ghế ngồi cứng, cũng là có thể ghé vào trên bàn đánh cái ngủ gật nhi, thật sự ngồi mệt mỏi ở trong xe đi một chút, vì đem quần áo để mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, mùa đông khắc nghiệt còn ở bên ngoài chịu đông lạnh, ăn mặc lại hậu, mùa đông ở bên ngoài vừa đứng chính là cả ngày, gió lạnh không hướng trong cổ rót, cổ tay áo trác đến lại khẩn, trên cổ hệ khăn quàng cổ cũng vô dụng, làm buôn bán muốn thét to, mang cái đại khẩu trang giống lời nói sao, lưu dũng là không đi bày quán nhưng Lý Phượng Mai mới bày hai ngày quán, chân đứng ở bệnh phù, buổi tối kia dày đến phí lão đại sức lực mới có thể cởi ra, lại thiêu nóng bỏng thủy, nhe răng nhếch miệng chịu đựng cực nóng đều phải kiên trì phao nửa giờ, bằng không trên chân huyết khí không thông, buổi tối lạnh ngủ không được, ngày hôm sau còn đi không được lộ, Lý Phượng Mai lúc ấy một bên cắn răng phao chân, một bên nói hạ hiểu lan không dễ dàng, làm thể hộ không thể so làm việc nhà nông nhẹ nhàng. Lý Phượng Mai gặp được sinh ý không tốt thời điểm, cấp thượng hỏa trong miệng trường loét miệng làm việc nhà nông là thân thể thượng mệt hộ cá thể là thân thể cùng tinh thần đều mệt đồ vật đều là dùng tiền mua trở về bán không ra đi tinh thần áp lực bao lớn kiếm tiền như vậy vất vả lưu dũng phản đối chu thành cùng hạ hiểu lan xử đối tượng lại đau lòng hạ hiểu lan không dễ dàng có quan hệ vì sao không cần a à. chu gia không phải cũng là ý vào có điểm tiểu quyền liền khi dễ người sao chu thành ngoài miệng nói rất có thành ý lưu dũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể lấy ra nhiều ít thành ý tới ngài ý tứ là chu thành ở thương đô thị nhận thức có quyền nếu không chính là chu thành nếu không chính là khang vĩ hai người bọn họ trong đó một cái khẳng định ở thương đô có quan hệ hạ hiểu lan nghĩ nghĩ chu thành ở bộ đội không hảo tổng quấy rầy nàng liền thử hỏi hỏi khang vĩ khang vĩ nhận được điện báo ngao một tiếng liền dậm chân tiểu quan quan ca ngươi đem thành tử ca sự miệng rộng nơi nơi nói hiện tại lập công chuộc tội cơ hội tới. Ngươi nghe ta nói, có người khi dễ thành tử ca tức phụ nhi, không cho nàng làm buôn bán giấy phép, cùng bọn họ chuyển thuốc lá bất đồng, cửa hàng quần áo là đứng đắn sinh ý, bằng gì không cho làm buôn bán giấy phép, không phải khi dễ hạ hiểu lan là người nhà quê, ở thương đô trời xa đất lạ, không ai cấp xuất đầu sao. Cũng mẹ nó thật là tiền đồ A, à, toàn gia khi dễ một cái nơi khác cô nương, Khang Vĩ đem thiệu quan vinh cấp bắt được thiệu quang vinh uống rượu hỏng việc, thề nói không lớn miệng, lại ở ngắn ngủn hai ngày đem sự tình làm đến mọi người đều biết, đều không hiểu được sự tình gì thời điểm liền truyền tới trưởng bối lỗ tai. thiệu quang vinh không mặt mũi đối khang vĩ, gần nhất đều trốn tránh khang vĩ đi, bỗng nhiên nghe được khang vĩ nói gì lập công chuột tội, thiệu quang vinh trong ánh mắt quả thực ở mạo tạc quan, muốn đi thương đô a, hảo hảo hảo, ta tự mình cấp đại tẩu thỉnh an, a à không, ta đi cho ta đại bá thỉnh an. 130, ta vì quốc gia làm cống hiến, 237 vé tháng thêm càng, một trương vé xe lửa, mười mấy giờ là có thể từ Kinh Thành đến Thương Đô. Kinh Thành đến Thương Đô vé xe lửa khá tốt bán, Khang Vĩ ở đơn vị công tác vốn dĩ chính là chức quan nhàn tản, thanh nhàn muốn mệnh, là Khang Vĩ nhị thúc cố ý cấp an bài, nói là sợ Khang Vĩ mệt, tiền lương không ít lấy, sự tình thiếu, nói ra đi là thể diện, kỳ thật cũng không có nhiều ít bay lên không gian khang vĩ muốn tiếp tục làm kia công tác cả đời tiền đồ trên cơ bản liền vọng đến cùng lạp tuổi còn trẻ liền phải làm cái dưỡng lão công tác khang vĩ như thế nào sẽ vừa lòng nhưng mụ nội nó rất vừa lòng khang gia gia nhưng thật ra có thể cho hắn đổi cái công tác nhưng khang gia gia nguyên tắc tính cường chính là không khai cái này khẩu thanh nhàn công tác cũng có chỗ lợi khang vĩ liền quải cái tên tuổi người muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào nói muốn đi cấp hạ hiểu lan chống lưng túng thiệu quang vinh liền ngồi lên đến thương đô xe lửa hai người ở xe lửa thượng lẩm nhẩm lầm nhầm nghĩ tới rồi thương đô muốn như thế nào trang bức hạ hiểu lan tuy rằng liên hệ khang vĩ lại không đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người hắn nếu chu gia đều biết lam phượng hoàng là nàng cửa hàng hạ hiểu lan cũng không giấu đầu lòi đuôi nàng bắt đầu nếm thử dùng chính mình biện pháp giải quyết vấn đề nàng không xảo không nháo liền đi tìm phụ trách làm buôn bán giấy phép người đồng chí chúng ta muốn làm giấy phép rốt cuộc là nơi nào không đủ tiêu chuẩn đâu ngươi nói nàng là chưa hiểu việc đời người nhà quê nàng ăn nói nhỏ nhẹ lại không thấy sợ hãi thần sắc tới làm việc hộ cá thể cái nào không phải cúi đầu không lưng liền sợ làm chứng người không thoải mái hạ hiểu lan khen ngược ôm ôm nhu nhu một hai phải nhân gia đem đạo lý nói rõ ràng nói rõ không đủ tiêu chuẩn chính là không đủ tiêu chuẩn các ngươi chính mình sự cũng muốn tới phiền toái quốc gia ngươi cái này tiểu đồng chí có hay không một chút tự giác tính, hạ hiểu lan một đôi con ngươi thủy quan mênh mông, nàng đoan đoan chính chính ngồi ở nơi nào, mặc cho ai đều nhìn không được nhiều xem hai mắt, bị hạ hiểu lan xem lâu rồi, đối phương có điểm chột dạ, vừa rồi bùng nổ chính là thẹn quá thành giận, hạ hiểu lan đặc biệt đứng đắn hỏi, ta hưởng ứng quốc gia chính sách, nguyện ý ở cải cách mở ra thăm dò trong quá trình đương một cái tiểu đinh ốc, mạo nguy hiểm đương hộ cá thể bởi vì quốc gia yêu cầu chúng ta người như vậy đi tích lũy kinh nghiệm, ta không cho quốc gia gia tăng gánh nặng, chính mình nuôi sống chính mình, còn có thể cấp quốc gia nộp thuế. Cái này kêu phiền toái quốc gia, nhưng thật ra ngươi, hẳn là hảo hảo đọc một đọc nhân dân công bộc sự tích, lý giải một chút này bốn chữ hàm nghĩa, vì quần chúng làm việc chính là phiền toái, còn phiền toái quốc gia, ngươi một cái có thể đại biểu quốc gia không, hạ hiểu lan thanh âm không lớn không nhỏ lại vừa lúc toàn bộ nhà ở người đều có thể nghe được ngươi ngươi nói bậy, nguyên bản lười biếng kiêu căng ngạo mạng cán sự bị hạ hiểu lan nói mấy câu nói dậm chân lời này nếu là ở đơn vị truyền đến lãnh đạo nên như thế nào đối đãi hắn đồng sự lại sao tưởng hạ hiểu lan từ vị trí thượng đứng lên ta cũng không hy vọng đem nói quá khó nghe nhân dân công bột chân chính vì nhân dân quần chúng làm việc quần chúng ai ngờ đương điêu dân đồng chí ngươi có thể tái thẩm hạch hạ ta tư liệu hy vọng ta lần sau tới thời điểm người có thể nói cho ta nơi nào không đủ tiêu chuẩn ta nhất định tích cực phối hợp sửa lại a à, đem người mắng thành như vậy lần sau còn dám tới thấy một màn này người đều biết hạ hiểu lan buôn bán giấy phép phỏng chừng là làm không được hạ hiểu lan cười một cái xinh đẹp làm người hoa mắt hồ vĩnh tài hận không thể đem vùi đầu đến đũng quần hắn thật là trúng tà mới đồng ý giúp cái này vội tự nhiên còn làm hạ hiểu lan chạy đến công thương cục nháo sự không phải cán sự khó xử Hạ Hiểu Lan, là Chu gia chào hỏi, Hạ Hiểu Lan như vậy một làm, không phải muốn đem Chu gia hướng chết đắc tội, vốn là điểm mâu thuẫn nhỏ, Hồ Vĩnh Tài cảm thấy liền nhịn kia khẩu khí, cấp Chu gia bồi cái lễ nói lời xin lỗi, làm Chu phóng mẹ nó đem trong lòng kia khẩu khí tiêu, sự tình mới là hiểu biết a, à. Hạ Hiểu Lan đừng nói nhận lỗi, nàng là cố tình muốn đỉnh tới, tựa như hôm nay tới công thương cục nói mấy câu đem người ta nói dậm chân, Hồ Vĩnh Tài tưởng không rõ Hạ Hiểu Lan muốn như vậy gia tăng mâu thuẫn nguyên nhân. Hồ Vĩnh Tài cũng coi như nhìn Hạ Hiểu Lan, làm giàu, từ ban đầu cưỡi xe đạp đến thị ủy nhà khách, giả mạo hắn thân thích, hướng nhà khách đẩy mạnh tiêu thụ lương, đến lương cung hóa sinh ý làm đại, sau lại liền lương sinh ý đều không làm, dẫn theo người nhà dọn tới rồi thương đô, chuyển nổi lên trang phục. Hai người lần đầu tiên gặp mặt cho tới hôm nay, bất quá là ngắn ngủn hơn 4 tháng, hạ hiểu lan đã có thể thuê hạ hai bảy lộ tam giang môn cửa hàng tính toán khai thương đô thị số một thân thể kinh doanh cửa hàng quần áo lợi hại có khả năng là hồ vĩnh tài cấp hạ hiểu lan đánh giá hôm nay lại ở ưu điểm càng thêm xúc động nhãn hồ vĩnh tài thở dài rốt cuộc là tuổi trẻ tiểu cô nương thiếu kiên nhẫn đâu hai người cũng là lão giao tình ít nhất hạ hiểu lan thường thường đưa điểm đồ vật ngạnh sinh sinh cùng hồ gia thành thông gia chi hảo hồ vĩnh tài bôn lương tâm đề điểm trung đùi đắc ý đề điểm nàng ngươi cùng chu gia ngật đáp khó hiểu liền tính lần này đem sự tình nháo đại buôn bán giấy phép làm về sau ngươi còn muốn ở thương đô làm buôn bán chu gia có rất nhiều biện pháp ghê tẩm ngươi người trẻ tuổi thấp cái đầu tính gì tuổi trẻ thời điểm công một chút eo đến già rồi có thể thẳng thắn eo hưởng phúc kia mới là thành công tuổi trẻ khi không không lưng đấu đá lung tung nơi chốn bị nhục làm đến chẳng làm nên trò trống gì và rồi ngược lại muốn ăn nói khép nép thảo khẩu cơm ăn. Thực chua xót, hồ ca, ta đắc tội không phải chu gia, là chu phóng mụ mụ, hồ vĩnh tài nói rất nói nhiều, hạ hiểu lan mới trở về như vậy một câu, hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, hạ hiểu lan lại cười cười, lâm vào chính mình trầm tư trung. Đắc tội chu gia cùng đinh ái trân là hai việc khác nhau, chu gia những người khác cùng nàng không có ít lợi xung đột, chỉ là đinh ái trân cá nhân chán ghét nàng, cho nên nhảy nhóc lung tung tìm phiền toái. Hạ hiểu lan phía trước lâm vào đến tư duy lầm khu. Nàng vì sao phải đối phó toàn bộ Chu gia đâu. Nàng địch nhân chỉ có đinh ái trân một cái. Có lẽ muốn hơn nửa đinh ái trân trượng phu. Phu thê nhất thể. Chu phóng ba ba thiên nhiên sẽ đứng ở đinh ái trân bên kia. Nhưng này hai vợ chồng có thể làm Chu gia thân thích nhóm hỗ trợ. Bọn họ lại không thể đại biểu toàn bộ Chu gia. Tựa như vừa rồi cái kia cán sự. Đem chính mình tất cao đến cùng quốc gia một cái độ cao thật là quá để mắt chính mình, đem gây chuyện ngọn nguồn giải quyết, liền không có người sẽ đuổi theo nàng tìm phiền toái. Ở thu thập đinh ái trân trong quá trình, còn có thể làm chu gia những người khác ước lượng hạ nàng hạ hiểu lan phân lượng, biết nàng không dễ chọc, những người khác lại không phải đinh ái trân thân nhi tử, bằng gì muốn giúp đinh ái trân tìm bãi, chu phóng mới là đinh ái trân thân nhi tử. Hạ Hiểu Lan cảm thấy đối phương người không tồi cũng không có biện pháp, nàng cùng đinh ái trân thế như nước với lửa, cùng chu phóng hình cùng người lạ cũng là sớm muộn gì chuyện này. Đinh Ái Trân có hay không nhược điểm, Hạ Hiểu Lan không cần chính mình đi tìm. Một người làm trò tiểu lãnh đạo, trong tay có quyền lực, chính mình hưởng thụ tới rồi chỗ tốt, khẳng định sẽ xâm phạm người khác ít lợi. Hạ Hiểu Lan cảm thấy nhất định có đồng minh, Đinh Ái Trân tính cách rất chán ghét. Chẳng lẽ quốc niên tam trong xưởng mỗi người đều thích đinh chủ nhiệm, Hà Hiểu Lan cảm thấy chính mình đặc biệt giống cái âm mưu gia, tự giác thân kiều thịt quý không muốn cùng đinh ái trân xé bức liền phải đẩy người khác đi đối phó trương thúy cũng là như vậy cấp trương thúy tìm cái đối thủ cạnh tranh làm trương thúy không công phu tới phiền nàng đinh ái trân chuyện này thăng cấp tìm điểm phiền toái còn không được đinh chủ nhiệm trong tay quyền lực so trương thúy một cái nông thôn phụ nữ lợi hại trương thúy không thể thực chất tính ảnh hưởng đến hạ hiểu lan đinh chủ nhiệm lại có thể tạp trụ hạ hiểu lan mạch máu đây là cấp bậc bất đồng quái Hạ Hiểu Lan muốn một bên hấp dẫn hỏa lực, một bên lén lút phóng ra kỹ năng. 131, hài tử biết khóc có đường ăn, một càng, có một số việc có thể nhẫn, có một số việc không thể nhẫn. Cái này tiêu chuẩn khó mà nói, Hạ Hiểu Lan chính là đặc biệt phiền đinh ái trân, khí tràn bất hòa, may mắn này không phải nàng tương lai bà bà. Nàng ở công thương cục làm đến vừa ra, quả nhiên dẫn tới đinh ái trân giận dữ, nàng muốn làm gì, Chu phóng ba ba cân nhắc nửa ngày, nàng là tưởng đem sự tình nháo đại, làm trong cục lãnh đạo biết, Chu gia thân thích lại không phải cục trưởng, mà là nào đó trưởng khoa, cấp cán sự chào hỏi một cái, loại này làm khó dễ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cán sự cũng quen tay hay việc, một trương hơi mỏng buôn bán giấy phép, lăng là kéo rất nhiều thiên, làm hồ vĩnh tài nói hết lời hay, bồi hết cẩn thận, khắp nơi đáp nhân tình, cũng chưa có thể đem chứng cấp ma xuống dưới, tạp trụ chính là tạp trụ, vì thời điểm cấp xử lý. Đến xem chu gia gì thời điểm vừa lòng. Đinh Ái Trân chờ Hạ Hiểu Lan thấp giọng đi xuống tới cửa nhận sai đâu, nào biết Hạ Hiểu Lan không chỉ có không cầu tha, ngược lại ở trong cuộc náo loạn một hồi, Chu phụ trầm ngâm, nàng nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh, nói tốt là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm khó dễ, Hạ Hiểu Lan thế nào cũng phải vạch trần đến mặt bàn thượng, Chu gia không thể một tay che trời, khi vài câu tru tâm chi lời nói truyền tới trong cục lãnh đạo lỗ tai, lãnh đạo khẳng định muốn hỏi đến chuyện này, lãnh đạo lại không phải Chu gia thân thích ai quả ngươi chu gia tâm tình mắt thấy muốn cửa ải cuối năm thật sự muốn nháo quần chúng một mảnh tiếng mắng sao hạ hiểu lan thủ tục là đủ tư cách thuê nhà thủ tục môn cửa hàng trang hoàng cải tạo cũng không có vi phạm quy định địa phương sự tình nháo khai còn phải đem buôn bán giấy phép cho nàng tự như hạ hiểu lan nói cải cách mở ra là quốc sách đại gia có thể xem thường hộ cá thể nhưng hộ cá thể muốn dựa theo quốc gia chính sách hợp pháp kinh doanh nguyện ý cấp quốc gia nộp thuế chẳng lẽ quốc gia muốn đem như vậy phần tử tích cực cự chi môn ngoại, Hà Hiểu Lan nếu là lại chạy tới thuế vụ cục nháo một hồi, biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ, thuế vụ cục nói không chừng còn muốn đem nàng đương điển hình cấp hảo hảo khen ngợi tuyên truyền một phen, Hà Hiểu Lan không ấn kịch bản ra bài, đem sự tình thọc đến mặt bàn thượng, chu phóng hắn ba liền biết đại thế đã mất, buôn bán giấy phép khẳng định phải cho làm. Vì sao lại nói Hạ Hiểu Lan là tiểu thông minh đâu, ngươi đem chuyện này nháo khai, bức cho chu gia không thể không tạm thời cúi đầu ngươi về sau còn muốn hay không ở thương đô làm buôn bán thời gian dài cái nào lãnh đạo tổng kiên nhẫn quản ngươi một đám thể hộ sự lần đầu tiên nháo là có người không công chính đối đãi ngươi chẳng lẽ mỗi lần đều là chính phủ bộ môn không công chính hạ hiểu lan một ngày ở thương đô nàng liền vô pháp tránh cho loại tình huống này chỉ có cùng chu gia giải hòa làm chính mình gia ra một hơi sự tình mới tính xong chu phóng hắn ba liền cảm thấy đi vốn là cái việc nhỏ nhi, Hạ Hiểu Lan một bộ muốn cá chết lưới rách người cương liệt, ngược lại làm sự tình không có biện pháp xong việc, Chu gia nếu là bởi vậy mà thu tay lại, người khác nên thấy thế nào, còn tưởng rằng sợ Hạ Hiểu Lan một cái không có căn cơ người nhà quê, cái này hảo, người nhi tử sớm hay muộn đều phải biết. Nói cũng kỳ quái, nàng thế nhưng không có đi tìm Chu Phóng, không cho làm buôn bán giấy phép sự kéo hảo chút thiên. Hạ Hiểu Lan bên kia cũng là tưởng hết các loại biện pháp, nhưng vẫn không có đi tìm chu phóng chu phóng phải biết rằng thế nào cũng phải đem trong nhà nháo phiên thiên này có thể là hạ hiểu lan duy nhất thông minh địa phương nàng nếu là lại ảnh hưởng chu phóng cùng con mẹ nó mẫu tử quan hệ không nói đinh ái trân muốn hận chết nàng liền chu phụ thái độ đều sẽ trở nên thận trọng khi hạ hiểu lan liền không thể ở thương đô ngây người tưởng hết mọi thứ biện pháp đều phải đuổi đi nàng mà không phải gần giống như bây giờ là làm nàng cúi đầu chu phụ cũng là ở thử một cái buôn bán giấy phép, nói khó cũng không khó, nếu có người ra tới chào hỏi, vậy chứng minh Hạ Hiểu Lan sau lưng là có người. Có thể là nàng cái kia đối tượng, có thể là người khác, nhưng một mực không có động tĩnh, kéo nhiều ngày như vậy, Hạ Hiểu Lan lựa chọn cứng đối cứng, cứng đối cứng, chính là không có chỗ dựa, Chu phụ rất không cao hứng, liền này, còn dám đi Hoàng Hà tiệm cơm đem Chu phóng nhục nhã một phen. Mẹ bảo không phải một người có thể quán ra tới, chu phụ không bằng đinh ái trân biểu hiện như vậy cưng chiều chính mình nhi tử sao không đau chu thành ở hoàng hà tiệm cơm kêu chu phóng thật mất mặt chu phụ tìm không thấy chu thành liền một hai phải làm hạ hiểu lan cúi đầu chu phóng nơi đó ngàn vạn muốn giấu hảo đinh ái trân liền cười chu phóng đơn vị không phải làm cái học tập ban sao ta cho hắn báo danh phong bế học tập ban ai cũng quấy rầy không đến chờ hắn học xong rồi vừa lúc làm hắn chuyển cương chẳng lẽ thật muốn vẫn luôn làm mua sắm sao hạ hiểu lan nháo đến kia vừa ra, quả nhiên là hữu dụng. Nàng kia nói mấy câu làm cán sự bị nghiêm trọng phê bình nơi nào đều có loại này tiểu nhân, cũng có chân chính làm thật sự lãnh đạo. Trong cục mặt một phát lời nói, Hạ Hiểu Lan kia buôn bán giấy phép đặt phê xử lý, tốc độ đặc biệt mau. Hồ Vĩnh Tài mặt ủ mày ê, này tờ giấy nó là cái cho phép kinh doanh giấy chứng nhận, nhưng nó cũng là cái phỏng tay khoai lang. Hạ Hiểu Lan mới mặc kệ đâu, nàng biết có thể đúng hạn khai trương là được. Lưu Dũng tạm thời từ trang hoàng trung thoát thân, lại chạy tới viên hồng mới vừa cha mẹ gia đi theo làm tùy tùng, viên đại nương nhìn hắn liền cao hứng, khi chết lão nhân còn nói tiểu Lưu không tới, ta liền hiểu được tiểu Lưu không phải loại người như vậy, tiểu Lưu ngươi môn cửa hàng gì thời điểm khai trương? Lưu Dũng phục suy dốc sức đem viên đại nương trong nhà ngoại quét tước sạch sẽ, tháng này 24 hào khai trương, ta cháu ngoại gái nói muốn làm cái gì cắt băng nghi thức, ta tưởng thỉnh viên xưởng trưởng trình diện chỉ đạo chỉ đạo ít nhiều viên xưởng trưởng chúng ta mới có thể đem mặt tiền cửa hàng bắt được, viên đại nương vỗ bộ ngực bảo đảm, trói cũng muốn đem viên hồng mới vừa giúp đi tham gia gì, cắt băng. Thời buổi này gì cửa hàng khai trương, phóng một quải pháo liền rất náo nhiệt, tiểu lưu cũng thật là đa dạng nhiều, còn làm gì cắt băng, thấy cũng chưa gặp qua, viên hồng mới vừa nhận được lão nương chỉ thị không nghĩ đi, hắn cùng một cái làm thân thể kinh doanh đi như vậy gần làm gì. Quốc niên tam xưởng lại không phải xưởng quần áo, cùng trang phục cửa hàng sẽ không có cái gì nghiệp vụ lui tới, lại nói một cái là năm lợi nhuận hai ba ngàn vạn, công nhân viên chức thượng vạn đại đơn vị, một cái khác sở hữu tài sản thêm lên không hiểu được có hay không hai vạn tiểu điếm, hắn cũng không có khả năng yêu cầu đến làm cửa hàng quần áo lưu dũng trên người, viên đại nương liền nói hắn bất hiếu, buộc hắn cần thiết đáp ứng, viên hồng mới vừa không lay chuyển được thân mụ, miễn cưỡng đồng ý muốn tham gia, cắt băng. Hắn phỏng chừng cái này gì khai trương các băng hoạt động, chính mình chính là lớn nhất lãnh đạo quốc doanh đại xưởng phó xưởng trưởng ở quốc miên xưởng có thể bị lão bánh quẩy công nhân làm khó dễ nhưng viên hồng mới vừa đại biểu quốc miên xưởng bên ngoài hoạt động khi kỳ thật không thiếu địa vị hiệu quả và lợi ích tốt quốc miên tam xưởng đương cái phó xưởng trưởng so đương chính phủ cán bộ còn cường lưu dũng mới sẽ không tìm viên hồng mới ra đối mặt phó đinh ái trân hắn cùng hạ hiểu lan ý tưởng cùng loại hai bên quan hệ không tới kia phần thượng lưu dũng tìm người tìm hiểu tin tức chính là lúc trước cho hắn giật dây người, đối phương cũng là quốc miên hệ thống, bất quá là sáu xưởng. Nghe nói hắn hỏi thăm Đinh Ái Trân, nhân gia đều cười, nhìn Đinh Ái Trân không vừa mắt người nhiều đi, ngươi có thể đem nàng lộng đảo, có thể lộng đảo cũng đúng a. À. Đinh Ái Trân người nọ rất chán ghét, lúc trước ỷ vào nhà chồng quan hệ bị đề bạc thành cán bộ, lúc ban đầu không phải cũng là phân xưởng nữ công sao, từ trước tính cách rất thảo hỷ, một đương cán bộ liền thích dẫm người. Kéo bè kéo cánh, những cái đó chụp nàng mông ngựa phủng nàng, chẳng sợ nghiệp vụ năng lực không được cũng có các loại chỗ tốt dính, không chán ghét, đinh chủ nhiệm, đều bị nàng chạy đến ăn không ngồi chờ. Liền nói lần này quốc miên tam xưởng có 10 bộ phân phòng chỉ tiêu, đinh ái trân bắt được hai bộ, bao nhiêu người mắt trong mong chờ phân cải cách nhà ở thiện cư trú hoàn cảnh, đinh ái trân không dựa theo thực tế nhu cầu cho người ta phân, lại đem này phòng ở danh ngạch trở thành mượn sức người công cụ, tam xưởng hận đinh ái trân người không ít, Trịnh Trung Phúc hiện tại giết đinh ái trân tâm đều có, 132, người thành thật đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Hai càng, 1954 năm, thương đô quốc niên tam xưởng khai kiến, khi năm 20 tuổi Trịnh Trung Phúc hưởng ứng quốc gia kêu gọi, hoa rất tích tụ mua một trương từ phương Nam đến thương đô vé xe lửa, tham dự đến thương đô dệt công đại quân Trung, ở quốc niên tam xưởng một làm chính là 30 năm, 30 năm, tiểu trịnh biến thành lão trịnh lão trịnh ở thương đô cưới lão bà sinh hài tử, ở thương đô an cư lạc nghiệp, tuổi trẻ khi khí phách hăng hái đều biến thành bên mái đầu bạc, lão trịnh hòa mặt khác quốc miên xưởng công nhân viên chức so sánh với gánh nặng thực trọng, hắn cùng lão bà một hơi sinh bốn cái hài tử, chỉ có lão đại là nữ nhi, dư lại ba cái đều là nhi tử, trừ bỏ nữ nhi đã gả chồng. Dư lại ba đứa con trai cùng lão trịnh hai vợ chồng tể ở trong căn nhà nhỏ ai cũng không chịu dọn đi, không địa phương dọn, cứ việc hắn đại nhi tử trước hai năm chiêu công tiến xưởng, cũng thành quốc niên xưởng một người công nhân, trong xưởng lại chưa cho hắn phân phòng, độc thân nam thanh niên phân gì phòng, phòng ở khẩn trương, đều là trước giải quyết diều già dắt trẻ có gia đình, đây là cái chết tuần hoàng, không có phòng ở lão trịnh đại nhi tử căn bản kết không được hôn, nghe nói nhà hắn ba cái nhi tử, vài lần người khác cấp giới thiệu đối tượng cũng chưa thành. Lão Trịnh liền nhìn Nhi Tử từ rộng rãi biến trầm mặt, người cũng không yêu cười lạp, cũng không nói càng họa vô đơn chí là, lão trịnh mẹ vợ khoảng thời gian trước trúng gió, mặt khác nghi nữ đều không muốn hầu hạ, lão trịnh tức phụ cấp nâng về nhà. Trong nhà đã đủ tể, hiện tại là sáu cá nhân tể một cái phòng, sáu cái đều là đại nhân, còn có cái cả ngày muốn nằm trên giường người bệnh, lão trịnh gia nhà ở áp lực không phải giống nhau đại, lão trịnh đem chính mình gia khó khăn hướng trong xưởng phản ứng. Hắn yêu cầu cũng không quá đáng, đem nhà hắn kia chỉ có một phòng cùng nửa cái phòng khách tiểu phòng ở, đổi một cái hơi chút đại điểm cho dù là hai cái phòng một cái thính một nhà sáu khẩu người cũng có thể trụ hạ ta không cho nhà máy thêm phiền toái thời trẻ trong nhà cũng là tể hai cái đại nhân mang bốn cái hài tử ta nói rồi gì không có nhưng bọn nhỏ trưởng thành mẹ vợ trúng gió không thể ra bên ngoài ném một gian trong phòng có thể ở lại hạ sáu cái đại nhân nếu không đổi cái hai thất nếu không lại cấp phân một bộ tiểu nhân ta làm lão đại dọn ra đi đem kết hôn là lão trịnh này yêu cầu thật không quá phận nhưng gia sinh bốn cái hài tử cũng không tính sai khi đó quốc gia lại không yêu cầu kế hoạch hóa gia đình lão trịnh đại nhi tử cũng ở nhà máy đi làm chẳng phân biệt phòng liền lão trịnh gia cái kia kiện cả đời đều đừng nghĩ tìm được nguyện ý gã nữ đồng chí gã lại đây ở nơi nào nha lão trịnh gia người có thể tể một gian phòng đó là có huyết thống quan hệ thân nhân con dâu cùng công công có thể tể một phòng yêu cầu không quá phận trong xưởng mặt cũng rất đồng tình mở họp nói muốn giải quyết lão công nhân viên chức sinh hoạt khó khăn. Lần này phân phòng 10 cái danh ngạch, viên hồng mới vừa cho rằng có thể cấp trịnh Trung Phúc gia giải quyết một bộ. Mở họp thời điểm nói ra, những người khác không ý kiến, cố tình đinh ái trân nhảy ra nói không phù hợp trong xưởng quy cũ. Mỗi người đều có khó khăn, gặp được khó khăn liền phải ném cho trong xưởng giải quyết. Độc thân công nhân chẳng phân biệt phòng, trong xưởng có bao nhiêu người ký túc xá trụ, người khác có thể ở lại, trịnh trung phúc gia đại nhi tử liền không thể ở, chờ kết hôn, lại dựa theo tư cách chia đều phòng, như vậy mới không phá hư quy củ. Người trẻ tuổi liền không cần quá kiều khí, nghĩ một bước lên trời, nghe tới rất có đạo lý, lại căn bản không giải quyết lão trịnh gia nan đề, làm lão trịnh nhi tử trụ nhiều ít ký túc xá là không thành vấn đề, bỏ lỡ lần này phân phòng, nhà máy không biết bao lâu mới có tân chỉ tiêu, đinh chủ nhiệm nói đại nghĩa lăng nhiên, làm việc không khỏi quá bất cận nhân tình nàng cấp tranh thủ hai bộ chỉ tiêu, nhưng thật ra có thể dựa theo quy củ thuyết phục, trên thực tế kia hai hộ nhân gia đối phòng ở nhu cầu, xa xa không có trịnh trung phúc gia bức thiết, không ít người trong lòng minh bạch, đinh ái trân chính là cố ý hư trịnh trung phúc sự, ai làm trịnh trung phúc tuổi trẻ thời điểm đắc tội quá đinh ái trân, đinh ái trân chính là mang thù, một cái chính là hơn 20 năm. Viên hồng mới vừa nhưng thật ra nếu muốn thế lão trịnh làm chủ, hắn là phó xưởng trưởng, xưởng trưởng duy trì đinh ái trân đâu trịnh trung phúc chính là giữ khuôn phép công nhân hiện tại đều hận không thể cầm đao thọc chết đinh ái trân phân phòng hy vọng lại lần nữa thất bại con của hắn tinh thần hoảng hốt ở thao tác máy móc khi sai lầm đem một bàn tay cuốn tới rồi máy móc người là cứu giúp trở về tay lại không có dư lại một bàn tay tương lai còn phải quá vài thập niên đâu trịnh trung phúc trong một đêm tóc cơ hồ toàn trắng chuyện này nháo đến cũng không nhỏ không chỉ có là quốc miên tam xưởng người biết, liền mặt khác nhà máy đều nghe được tiếng gió. Hạ Hiểu Lan cũng không biết nên nói gì hảo, nàng rất đồng tình trịnh Trung Phúc gia tao ngộ, càng kinh ngạc cảm thán với đinh ái trân lớn mật cuồng vọng, trịnh gia sự vừa mới phát sinh đi, đinh ái trân thế nhưng một chút tâm lý gánh nặng đều không có, loại này thời điểm, sao nói cũng muốn điệu thấp làm người, đinh ái trân còn nhảy nhót lung tung muốn kêu nàng cúi đầu nhận sai, cũng là, đinh ái trân cảm thấy nàng là nông thôn đến, ở thương đô không gì căng cơ, tùy tiện khi dễ cũng liền khi dễ, tựa như trịnh trung phúc như vậy người thành thật, tùy tiện khi dễ, không cũng không gì trả thù hành động sao, cửu cửu, người hỏi một chút trịnh trung phúc. Có nguyện ý hay không viết một phong thật danh tố giác tin, hữu dụng sao? Chuyện này đều nói là đinh ái trân trả đũa làm rất trịnh trung phúc gia phân phòng chỉ tiêu, rốt cuộc không có chứng cứ, chán ghét đinh ái trân người lại không phải không viết quá cử báo tin, đều như đá chìm đáy biển có hay không dùng muốn xem dùng như thế nào trịnh trung phúc hiện tại là đại gia đồng tình đối tượng từ hắn đi đầu đứng ra có lẽ sẽ dẫn phát cùng dĩ vãng không giống nhau cử báo hiệu quả chèn ép khi dễ người khác có thể nhẫn rơi xuống tàn tật chính là trịnh trung phúc còn có thể nhẫn là còn không có thành gia nhi tử trịnh gia còn muốn như thế nào nhẫn chuyên môn khi dễ người thành thật người thành thật đào đinh gia phần mộ tổ tiên sao xứng đáng phải bị đinh ái trân khi dễ hạ hiểu lan ở dùng chính mình phương pháp đối phó đinh ái trân khang vĩ cùng thiệu quang vinh làm xe lửa đến thương đô thiệu quang vinh đại bá làm người tới đón trạm khang vĩ không có thể kịp thời đi xem hạ hiểu lan thiệu đại bá bí thư theo hắn đã nhiều năm cùng thiệu quang vinh rất quen thuộc khang vĩ nói muốn hỗ trợ thiệu quang vinh căn bản không có kinh động hắn đại bá đều là trực tiếp cùng hầu bí thư liên hệ bất quá lần này thiệu quang vinh tới thương đô khẳng định muốn nhìn hắn đại bá hầu bí thư vì sao nguyện ý hỗ trợ đâu, đồng nhân bất đồng mệnh, thiệu quang vinh là thiệu gia nam đinh độc đinh mầm, cả nhà đều đau lợi hại, hầu bí thư khẳng định muốn lấy lòng vị này, thiệu đại thiếu, khang vĩ đi theo hầu bí thư xưng hô, âm dương quái khí kêu, thiệu đại thiếu, thiệu quang vinh rất ngượng ngùng, hầu ca, ngài đừng nói giỡn, lần này tới thương đô trừ bỏ xem đại bá, còn có chút việc muốn thỉnh ngài hỗ trợ, trước mặt ngoại nhân cao lãnh hầu bí thư cười tủm tỉm. Ngươi đều kêu ta một tiếng ca, chuyện của người ta còn không làm hảo hành các ngươi mau tiến vào thấy lãnh đạo đi thiệu đại bá trăm vội bên trong vẫn là rút ra thời gian chiêu đãi cháu trai đối khang vĩ cũng rất nhiệt tình bồi hai người ăn cơm nghe nói thiệu quang vinh muốn ở thương đô chơi mấy ngày thiệu đại bá rất cao hứng không được gây chuyện đi ra ngoài khi làm tiểu hầu cấp an bài cái chiếc xe khang vĩ thập phần hâm mộ thiệu đại bá đối cháu trai thân cận không chút nào che giấu đều là người một nhà hắn nhị thúc đối hắn nhiệt tình lại phù với mặt ngoài hắn không trông cậy vào từ thân thúc thúc nơi nào được đến nhiều ít chỗ tốt đánh tiểu không có phụ thân khang vĩ càng khát vọng chính là khát phái trưởng bối quan tâm đi thôi huynh đệ không phải muốn mang ta xem thành ca tức phụ như sao thiệu quang vinh đánh gãy khang vĩ phiền muộn thiệu miệng rộng nga không thiệu đại thiếu đối chu thành đối tượng có mãnh liệt lòng hiếu kỳ nhiều ít đại cô nương hướng chu thành trên người phát a à, cũng không gặp chu thành phản ứng quá cái nào a à. 133, Hạ Hiểu Lan, theo chúng ta đi một chuyến. Ba càng, buôn bán giấy phép làm xuống dưới, vì cửa hàng có thể đúng giờ khai trương, Hạ Hiểu Lan đến đem lần trước tiến vào hóa tại đây hai ngày toàn bán quang, hảo đem tiền vốn xê dịch ra tới tiếp tục nhập hàng, muốn cho Tam Giang bề mặt không như vậy trống rỗng, thế nào cũng muốn có một vạn nhiều hóa, kia sẽ là cuối cùng nhất phê trang phục mùa đông, thời tiết tuy rằng còn có hai ba tháng mới có thể ấm áp trang phục ngành sản xuất là trước tiên bị hóa, lấy trang phục mùa đông tới nói, Tết âm lịch chính là đường ranh giới. Qua Tết âm lịch đừng động thời tiết như thế nào, lại không ai dám bốn phía nhập hàng, tương phản còn muốn tận lực rất trữ hàng, một ít dư lại khoản cũng không chú ý kiếm không kiếm tiền, chỉ cần bán đi, liền tính là kiếm, bởi vì tiền vốn ở ngay từ đầu liền kiếm đã trở lại, áp hóa thiếu, tiền mới không chỉ có là khoản thượng lợi nhuận. Tết âm lịch trước này phê hóa nhất định phải chuẩn bị sung túc, ngày thường luyến tiếc mua quần áo, ăn Tết cắn răng cũng muốn xuyên một thân tân, đặc biệt là thời trang trẻ em. Hạ Hiểu Lan vẫn luôn ở chần chờ muốn hay không tiến điểm thời trang trẻ em trở về, làm cái làm một cú. Tết âm lịch đại nhân luyến tiếc không mặc quần áo mới, trong nhà hài tử đâu, nhưng thời trang trẻ em cùng thành nhân trang phục bất đồng, Hạ Hiểu Lan dám vào Nam Trang, Nam Trang kinh điển khoảng liền kia mấy thứ, cầm lấy số đo cũng không có nhiều ít kiện đặc biệt là hiện tại người phổ biến thiên gầy, tiểu mã đến tăng lớn, đủ để thích ứng tuyệt toàn cục khách hàng dáng người. Tiểu hài tử xuyên y phục liền bất đồng, 3 tuổi tiểu hài tử xuyên, 4 tuổi miễn cưỡng có thể xuyên, cấp 5, 6 tuổi hài tử xuyên khẳng định đặc biệt tiểu, quần đoạn, tay áo đoạn, toàn bộ số đo đều không thích hợp, một tuổi chính là một cái mã. Nguyên đáng đi tới trở về quần áo còn thừa 2.000 tả hữu hóa, Lý Phượng Mai rất ngượng ngùng, nàng không bằng Hạ Hiểu Lan sẽ bán đồ vật, nàng không biết cái dạng gì khách hàng, thích hợp cái dạng gì quần áo, đề cử cho người khác liền không như vậy vừa lòng. Hạ Hiểu Lan liền ánh mắt độc, eo thô nàng sẽ không cho người ta đề cử bó sát người, chân đoạn người cũng cấp đề cử đâu áo khoác, chiều dài lại muốn ở đầu gối mặt 10cm, vóc dáng lùng có vóc dáng lùng xuyên pháp, áo lông chui vào trong quần, trang bị cao eo quần ống loa xuyên, rất có thị giác lừa gạt tính. Hạ Hiểu Lan nói trắng ra y cùng vóc dáng chiều cao không quan hệ, cùng dáng người tỷ lệ có quan hệ, nhan sắc cũng phân ấm lạnh, cùng người màu da có quan hệ. Có nữ nhân làn da cũng không hắc, mặc vào màu xanh lục lại xanh cả mặt, ấm lạnh sắc không đúng, Lý Phượng Mai như nghe thiên thư, đối Hạ Hiểu Lan tới nói, đây là tương đối cơ bản tri thức, đời sau mua đồ trang điểm liền phải thí sắc, này đó nhan sắc thích hợp chính mình, chậm rãi liền sờ soạn ra tới. Lại bổn người nhiều đi quầy chuyên doanh thí vài lần son môi, cũng nên trong lòng hiểu rõ, nhưng 80 niên đại các nữ nhân hoàn toàn không có cái này khái niệm, đừng nói Lý Phượng Mai, liền tính thương đô thị này đó có thể tiêu tốn trăm nguyên mua một kiện áo khoác nữ khách hàng nhóm cũng không hiểu, Lý Phượng Mai thẩm mỹ còn còn chờ dưỡng thành, Hạ Hiểu Lan làm nàng không nên gấp gáp, này cũng không phải gì ghê gớm, đều có thể học, Lý Phượng Mai cũng không xa rời nhau bày quán, như cũ cùng Hạ Hiểu Lan ngốc tại cùng nhau. Hạ Hiểu Lan tiễn đi một người khách nhân, liền phải cấp Lý Phượng Mai giải thích, vừa rồi vì cái gì sẽ đề cử kia một khoản quần áo, còn có một ít tiểu nhân đẩy mạnh tiêu thụ kỹ xảo. Thảo khách hàng thích đương nhiên muốn vuốt mông ngựa, nhưng người muốn nói làm người tin tưởng, làm nhân tâm trung vui mừng bỏ tiền mua đồ vật. Trước mắt tiền đặc biệt đáng giá, thật cho rằng tùy tiện nói hai câu lời hay, là có thể làm người hoa đồng tiền lớn sao, muốn nói đến khách hàng tâm cảm thượng, vuốt mông ngựa muốn cào đến người khác ngứa điểm vừa rồi kia nữ đồng chí mặt hắc vóc dáng lùng, mệt hiểu lan ngươi có thể tìm được địa phương khen, hạ hiểu lan chớp chớp mắt, ta đây cũng chưa nói lời nói dối a, à. nàng đôi mắt là khá xinh đẹp, lý phượng mai không thể không phục, hai người hôm nay sinh ý cũng không tệ lắm, mắt thấy mau giữa trưa, lý phượng mai chuẩn bị mua điểm ăn lại đây, liền thấy mấy cái mang phù hiệu trên tay áo lại đây, nơi này không chuẩn bày quán, các ngươi sao hồi sự, kia cũng không nơi nào ven đường là chuẩn bày quán, lưu động bán hàng trong cùng tuần tra người vốn dĩ liền ở đánh du kích chiến. Hạ Hiểu Lan phía trước cũng bị bắt được quá, nói nói lời hay, tỏ vẻ nguyện ý đem quầy hàng dịch khai, trên cơ bản cũng liền phóng nàng một con ngựa, có hai lần giao bộ mặt thành phố phạt tiền, Hạ Hiểu Lan ngoan ngoãn bỏ tiền, nàng cho rằng lần này vẫn là lão quy cũ. Hơn nữa, nàng không phải ở địa phương khác bày quán, là ở chính trang tu cửa hàng phía trước, hôm nay cửa hàng không ai làm việc, phải đợi mặt tường làm thấu, trên mặt đất gạch men sứ bền chắc, mới muốn đem thủy tinh đèn vài thứ kia trang bị hảo. Hạ Hiểu Lan không có chiếm dụng địa phương khác, cũng không gây trở ngại giao thông, nhưng nàng cũng không tính toán cùng người đỉnh ngưu. Vừa lúc giữa trưa, Hạ Hiểu Lan chuẩn bị thu quán ăn cơm, một người bỗng nhiên mặt trầm xuống ngăn lại nàng, chúng ta là nhận được quần chúng cử báo, nói người bán quần áo giá quý, chất lượng không tốt, chúng ta hoài nghi ngươi lấy hàng kém thay hàng tốt, lừa gạt quần chúng, là đầu cơ trục lợi, chất lượng không tốt, hiện tại muốn tìm được chất lượng không tốt quần áo, thật đúng là rất khó, chẳng sợ những cái đó bán sĩ giới mấy chục khối một tá quần Tây, cũng không phải chất lượng có vấn đề, mà là dùng đặc biệt tiện nghi vải dệt, huống chi hạ hiểu lan bán quần áo, nhập hàng giới liền quý, mặc kệ là mặt liêu vẫn là thủ công, căn bản chọn không ra một chút tật xấu, liền tính lần này vì càng mau đem tiền vốn thu hồi tới, vào không ít tiện nghi quần áo. Đó là tương đối trần tích lương nơi đó bán sĩ giới tiện nghi quần áo chất lượng không tật xấu, mỗi một kiện hạ hiểu lan ở quốc năng khi đều kiểm tra quá, nàng dám ở không khai trương môn cửa hàng phía trước bày quán, lấy hàng kém thay hàng tốt, không phải tạp chính mình tương lai chiêu bài sao, đầu cơ trục lợi, tội danh liền càng không thể nhận, ở cải cách mở ra lúc đầu, đây là có thể kêu hộ cá thể nhảy sông tội danh, hạ hiểu lan cảm thấy không thích hợp, này mấy cái mang phù hiệu trên tay áo chính là hướng nàng mà đến, đồng chí, hàng của bọn ta sao khả năng có vấn đề. Lý Phượng Mai nóng nảy, đứng ở Hà Hiểu Lan phía trước, cầm lấy một cái quần dùng sức xả, quần liền tuyến cũng chưa bị kéo ra, đừng nói xả hư vải dệt, ngươi cũng là quán chủ. Khi cùng nhau theo chúng ta đi một chuyến, chung quanh mấy cái bầy quán sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyển, Hà Hiểu Lan làm Lý Phượng Mai đừng sợ, nàng chính mình tắt hỏi hồng tụ chương, các vị đồng chí, các ngươi muốn ra thương phẩm chất lượng, ta có thể hỏi hỏi các ngươi là cái nào bộ môn sao, đồng công an đồn công an mang gì hồng tụ chương, ăn mặc cảnh phục tới, liền đều minh bạch, hồng tụ chương cho rằng cái này có thể dọa đến Hạ Hiểu Lan, nào biết Hạ Hiểu Lan gật gật đầu, công an đồng chí, ta muốn nhìn một chút ngài công tác chứng minh, hồng tụ chương một nghẹn, chấp pháp thời điểm, vẫn là lần đầu tiên bị hỏi công tác chứng minh, giống nhau lão bách tính nghe nói là công an tra người liền chân mềm, nơi nào còn dám hỏi công an muốn giấy chứng nhận, hắn thật đúng là không có giấy chứng nhận. Ngươi muốn phối hợp chúng ta điều tra, chúng ta sẽ không oan uổng một cái người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu tới rồi đồn công an hảo hảo giao đãi vấn đề của ngươi ngươi một cái tiểu bán hàng rong ai còn giả mạo công an ái tra ngươi hạ hiểu lan bắt lấy kệ để hàng kia nhưng nói không tốt vạn nhất các ngươi là người xấu làm bộ công an lừa gạt ta nàng muốn nói lại thôi ở đây người đều có thể nghe hiểu trong lời nói chưa hết chi ý các tiểu bán hàng rong đương nhiên không gì hảo lừa nhưng nàng lớn lên nhiều xinh đẹp mấy nam nhân chạy ra nói là công an, Hạ Hiểu Lan không có khả năng đi theo đi, không có giấy chứng nhận, không nói rõ ràng muốn đem ta mang đi đâu cái đồn công an, liền tính đương trường đem ta bắn chết, ta cũng không thể đi, mấy cái hồng tụ chương hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là không phải công an, nhưng đem Hạ Hiểu Lan lộng tới phái ra đi dọa một cái, thật là bọn họ mục đích, ngoài miệng nói hai câu là đồn công an. Có người truy cứu lên còn có thể hàm hồ qua đi, Hạ Hiểu Lan hiện tại là bày quán, chờ cửa hàng quần áo chính thức khai trương, càng sẽ cách một đoạn thời gian liền có người tới tìm phiền toái, làm được buôn bán giấy phép liền ghê gớm. Hiện tại tốt như vậy vị trí khai tam giang môn cửa hàng, kiếm bó lớn tiền giấy, sau lưng không ai có thể hành sao, không ít người xa xa nhìn khe khẽ nói nhỏ, một cái hồng tụ chương nóng nảy, động thủ đem Lý Phượng Mai đẩy ngã, lại muốn đi xã Hạ Hiểu Lan. Hạ Hiểu Lan liền điện giật khí đều mở ra, không nghĩ tới ra cửa bên ngoài vô dụng thượng tự bảo vệ mình công cụ tự nhiên ở thương đô có tác dụng các ngươi đây là muốn chơi lưu manh a à, cứu mạng có người giả mạo công an chơi lưu manh khi dễ người trong đám người rốt cuộc có mấy cái nam đồng chí nhìn không được nóng lòng muốn thử bỗng nhiên có người tể tới rồi phía trước bay lên một chân đem muốn cùng hạ hiểu lan động thủ hồng tụ chương đá phiên các ngươi khi dễ người phía trước cũng không thăm thăm đế ta tẩu tử cũng là các ngươi năng động mẹ nó Khang Vĩ ngươi chạy quá chậm, 134, đồng công an xa hoa du, bốn càng, Hạ Hiểu Lan đem điện giật khí buông ra, nàng không chỉ có là nghe được Khang Vĩ tên, vừa nhấc đầu, liền thấy Khang Vĩ chính hướng bên này chạy, cái này tuổi trẻ nam nhân Hạ Hiểu Lan không quen biết, cùng Khang Vĩ một đường, tự nhiên là giúp nàng, Khang Vĩ, ngươi tới rồi, Khang Vĩ đều chịu phục, gặp được loại sự tình này còn không hoảng hốt, mấy cái hồng tụ chương giận dữ, liền phải đánh thiệu Quang vinh, khang vĩ vung lên một cái áo khoác giá tới a à, ta muốn nhìn cái nào đuôi mù hỗn đản dám động thủ khang vĩ thực tức giận thiệu quang vinh càng có rất nhiều xem náo nhiệt kích động hạ hiểu lan ở bên cạnh chạy nhanh nhắc nhở thuyết minh tình huống bọn họ mấy cái nói chính mình là công an vạn nhất thật là công an khang vĩ đem người cấp đánh sẽ có phiền toái hạ hiểu lan cùng đối phương cải cọ tính chất bất đồng nàng vẫn là chiếm giới tính tiện nghi dư luận thượng có thể đạt được đồng tình Khang Vĩ Luận khởi đầu gỗ gậy gộc liền tạp, Thiệu Quang Vinh đi theo ồn ào, nói đến kéo bè kéo lũ đánh nhau này hai người nhưng có kinh nghiệm, một cái thấp bé lại chắc nịch nam nhân kéo ra đám người, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, hắn là hầu bí thư an bài tài xế, Hồng Tụ Trương đánh hắn cũng không hoàn thủ, nhưng thấy có người muốn gậy gộc tạp Thiệu Quang Vinh, tài xế một chút đem gậy gộc bắt lấy, trẻ con cánh tay thô gỗ đặt gậy gộc hắn cấp thuận tay liền bẻ gãy ném xuống, ta nói không thể đánh nhau. Thiệu Quang Vinh cùng Khang Vĩ hai cái, cái nào bị thương tài xế cũng nhận không nổi hậu quả. Thấp lề tè tài xế dung mạo không sâu sắc, vừa ra tay liền thấy thật chương, mấy cái hồng tụ chương toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Tài xế liền mau cũng chưa rất hai căng, hắn ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, toàn không phải người thường cái loại này không kết cấu khoa chân múa tay. Cái này hảo, sự tình nháo đến rất đại, kinh động chân chính công an, bao gồm Hạ Hiểu Lan ở bên trong, toàn bộ bị lấy tụ chúng gây chuyện tội danh mang về gần nhất đồn công an tên họ tuổi hộ khẩu sở tại cùng gia đình địa chỉ công an đem một đám người đều nhốt ở một khối này lại không phải gì đại án không sợ vài người thoáng cung thiệu quang vinh liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau thỉnh thoảng hướng về phía khang vĩ nháy mắt khang vĩ cảm thấy mất mặt đem đầu chuyển tới một bên đi thiệu quang vinh lại trộn đi xem hạ hiểu lan đây là chu thành đối tượng chu thành tìm như vậy một cái xinh đẹp đối tượng thiệu quang vinh ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy kinh diễm trong lòng thậm chí cảm thấy lý nên như thế chu thành như vậy bắt bẻ trừ bỏ như vậy đẹp người ai cũng không có khả năng làm hắn động tâm đi cũng trách không được chu thành để ý đâu ngay cả giao quá bảy tám cái bạn gái tự nhận bụi hoa tay già đời thiệu quang vinh mới gặp hạ hiểu lan đều không cấm tâm thần rung chuyển hắn kích động còn có một nguyên nhân khác miệng rộng đem chu thành có đối tượng sự truyền nơi nơi đều là Thiệu Quang Vinh có điểm sợ Chu Thành xong việc tính sổ, không nghĩ tới đi theo Khang Vĩ tới thương đô, vừa lúc cứu Tương Lai Đại Tẩu, vừa rồi đánh nhau khi hắn cũng thực ra sức, Tương Lai Đại Tẩu nhất định phải xem ở trong mắt, nhớ kỹ hắn Thiệu Quang Vinh ra sức lực a, hỏi ngươi tên họ. Hảo Hảo ngồi thẳng trả lời, công an không kiên nhẫn đẩy một chút Thiệu Quang Vinh, Thiệu Quang Vinh, tuổi cùng gia đình địa chỉ, liền ngươi như vậy còn Quang Vinh đâu, xem đem người đánh thành gì dạng. Hấp lè tè tài xế vào đồn công an liền nói muốn gọi điện thoại đồn công an công an gọi bọn hắn đều thành thật điểm thiệu quang vinh đặc biệt không phối hợp lý phượng mai lần đầu tiên tiến loại địa phương này sợ tới mức từ không diễn ý hạ hiểu lan ý nghĩ còn rõ ràng liền đem mấy cái hồng tụ chương như thế nào xuất hiện nàng chính mình như thế nào ứng đối trải qua nói kiên trì xưng khang vĩ cùng thiệu quang vinh ba người là thấy việc nghĩa hăng hái làm là cứu nàng mới có thể động thủ hạ hiểu lan đặc biệt vô tội hỏi thẩm vấn công an công an đồng chí bọn họ có phải hay không kẻ lừa đảo công an sắc mặt thật không tốt bị đánh người một cái đều không phải công an mà là phối hợp phòng ngự đội thành viên năm nay nghiêm đánh tới lâm các nơi cảnh lực nghiêm trọng không đủ thành lập không ít cảnh dân phối hợp phòng ngự đội phối hợp phòng ngự đội thành viên đều là từ các đơn vị cùng bộ môn lâm thời điều động tới hoặc là dứt khoát liền ở trong xã hội thông báo tuyển dụng nhàn tản nhân viên ngày thường yêu cầu phối hợp công an công tác, tham dự tuần tra, phiên trực, đổ tạp, chờ đợi chờ dự phòng cùng ngăn lại trái pháp luật phạm tội hoạt động, tính chất cùng đời sau hiệp cảnh không sai biệt lắm, bọn họ khẳng định không phải công an, lại thường thường so công an còn vênh váo, nương phối hợp phòng ngự đội gia, làm chút bắt nạt kẻ yếu sự, không có biện pháp, các đơn vị cũng không có khả năng đem ưu tú công nhân viên chức đều đưa tới, nương phối hợp phòng ngự đội điều động nhân thủ đưa tới đều là ngày thường không phục quản giáo gian dối thủ đoạn thứ đầu, phối hợp phòng ngự đội người chạy tới tạp nhân gia sạp, biết bọn họ xú đức hạnh, công an cũng có chút thiên hướng hạ hiểu lan. Sự tình đến tột cùng như thế nào, kỳ thật thật nhiều người đều nhìn thấy, đồng công an đem người đều bắt lại, là bởi vì mấy cái phối hợp phòng ngự viên bị đánh thật sự thảm, phối hợp phòng ngự đội cũng có chuyện nói. Có người cử báo nói Hạ Hiểu Lan sạp giá cao bán hàng giả, bọn họ là đi kiểm chứng, nào biết Hạ Hiểu Lan không phối hợp điều tra, còn làm người đem bọn họ đánh, ngươi không quen biết phối hợp phòng ngự đội người, Hạ Hiểu Lan vẻ mặt vô tội, không quen biết nha, ta là người nhà quê mới vừa vào thành, bọn họ nói mang ta hồi đồng công an, ta liền hỏi có phải hay không công an, có hay không giấy chứng nhận, kia mấy cái đồng chí liền tức giận muốn động thủ, công an đồng chí tâm trí so người bình thường kiên nghị, nhưng bị Hạ Hiểu Lan một đôi thủy mắt nhìn, hắn đều cảm thấy chính mình đang ép cung sắc đẹp lầm người tiểu bình ngươi tới hỏi nàng dứt khoát làm mới vừa vào cửa nữ đồng chí tới thẩm vấn hạ hiểu lan hạ hiểu lan vừa thấy trước mắt nữ công an có điểm quen mắt nữ công an cũng trợn tròn mắt an thánh người ngươi kêu hạ hiểu lan đúng hay không cái này tiểu bình thình lình chính là an thánh huyện đồn công an đã từng cấp hạ hiểu lan lục quá khẩu cung nữ công an trác vệ bình hạ hiểu lan bị ba cái lưu manh chặn đường vây đổ ý đồ gây rối trác vệ bình biết đến rõ ràng Sao lại Chu Thành cùng Khang Vĩ Báo Nguy nói Trương Nhị lại trộm đạo công khoản, Trương Nhị lại luôn mồm Chu, Khang hai người là quan báo tư thù, nói Hạ Hiểu Lan như thế nào như thế nào bất kham, trác vệ bình còn từng có nghi hoặc. An Khánh huyện đồn công an lương sở trường cấp án tử định rồi nhạt dạo, trác vệ bình mới không có miệt mài theo đuổi, nào biết tháng trước triệu hồi thương đô công an hệ thống, trước mắt lại ở đồn công an nhìn thấy Hạ Hiểu Lan. Trác vệ bình theo bản năng quay đầu xem bốn phía không nhìn thấy chu thành nhìn thấy khang vĩ trác vệ bình nghĩ thầm đây mới là cổ nhân nói hồng nhan họa thủy đâu hạ hiểu lan chiến tích thình lình ở an khánh huyện liền ban phái ra sở hoàn thành bốn cái nghiêm đánh chỉ tiêu trác vệ bình vào trước là chủ suy đoán khi mấy cái phối hợp phòng ngự đội nói không chừng thật là xem hạ hiểu lan lớn lên đẹp tưởng chiếm nhân gia tiện nghi nào từng tưởng hạ hiểu lan cương liệt lại có người hỗ trợ phối hợp phòng ngự đội ngược lại bị tấu một đốn hạ hiểu lan cũng nhận ra trác vệ bình lúc ấy này nữ công an chính là hảo hảo an ủi nàng, là cái hảo tính tình, quả nhiên, các vệ bình chậm lại thanh âm, ngươi cũng có đủ xui xẻo, không cần lo lắng, hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng, đồn công an sẽ không quan uổng người tốt, thiệu quan vinh tưởng, còn tưởng rằng muốn đã chịu bức cung, nào biết đồn công an công an một cái sau một cái khách khí, thật là tà môn nhi, Hạ Hiểu Lan không chỉ có mê đến chu thành thần hồn biên đảo, quả thực là nam nữ thông sát nhìn xem kia nữ công an ôn nhu ngữ khí, giống như lớn tiếng nói chuyện muốn dọa đến Hạ Hiểu Lan giống nhau. Tài xế thấy nhất thời chú ý không đến bên này, Hạ giọng nói, ngài đừng lo lắng, ta vừa rồi khiến cho người thông tri hầu bí, 135, ta sẽ theo lễ công bằng phá án. Năm càng, vượt qua nguyên đáng, liền từ 83 năm biến thành 84 năm. Mấy tháng thời gian quốc nội thông tin thủ đoạn cũng không có bao lớn tiến bộ, không có tùy ý có thể thấy được công trạm điện thoại, càng đừng nói di động tin tức truyền lại cơ bản còn giữa nhân lực chạy động từ đánh nhau phát sinh đến vài người bị mang về đồn công an ước chừng hai cái giờ hầu bí thư mới được đến tin tức trời sập cũng bất quá như thế lãnh đạo đem người giao cho hắn ngày đầu tiên ở thương đô liền xảy ra chuyện hầu bí thư hiểu biết thiệu quang vinh nói hắn là ngũ giảng tứ mỹ hảo thanh niên không tính là nhưng cũng thật không phải kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác tán đại thiếu lúc này cán bộ con cháu phổ biến tương đối một mạc sẽ không ở đánh nhau trước hô lớn ta ba là hai mươi thiệu quang vinh đổi bạn gái cần mẫn lại không phải chủ động gây chuyện sinh sự người liền tính là thiệu quang vinh gây chuyện hầu bí thư cũng không thể giúp lý không giúp thân tài xế là xuất ngũ binh cũng là đi theo lãnh đạo đã nhiều năm thân tín hầu bí thư không sợ thiệu quang vinh đánh nhau có hại hắn sợ vài người bị mang về đồn công an thiệu quang vinh cùng khang vĩ sẽ chịu khổ lãnh đạo ở mở họp hầu bí thư nói cho chính mình muốn ổn định một bên liền bắt lấy truyền tin người hướng đồn công an chạy đồn công an không cho tài xế gọi điện thoại liên hệ người tài xế ở cửa tìm người truyền tin hắn nói đi mổ mổ địa phương tìm họ hầu bí thư lại đem trên người tiền đều đưa cho người khác đồn công an thái độ vẫn luôn còn tính khách khí chính là bởi vì tài xế mở ra một chiếc hổ bài xe thời buổi này người thường có thể khai thượng xe con sao ô tô đều là xứng cấp các đơn vị không phải lãnh đạo đều khai không thượng thương đô bên này còn không lưu hành hộ cá thể mua xe con vùng duyên hải thành thị nhưng thật ra có túi tiền phong phú lão bản có xe tư gia hầu bí thư ở đi đồn công an phía trước trước liên hệ đồn công an lãnh đạo vô nghĩa ngươi chạy đến đồn công an đi nói chính mình là mỗ mổ, mổ bí thư cơ sở công an có thể nhận thức ngươi sao trang bức không thành phản bị vã mặt hầu bí thư mới sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm cùng lúc đó chu gia cũng đã chịu tin tức hạ hiểu lan bên kia người đem phối hợp phòng ngự đội đánh vào bệnh viện. Đinh Ái Trân khó mà tin được, tiện đà cảm thấy vớ vẫn buồn cười, quả nhiên là lên không được mặt bàn người nhà quê, cái này nàng đều không cần lại quản, kia mấy cái phối hợp phòng ngự đội sẽ không nói lung tung, Hạ Hiểu Lan cái này làm không hảo muốn hình phạt, nguyên bản là cho nàng tìm điểm đến mùi đau khổ, làm nàng ở thương đô ngốc không đi xuống, nếu có thể ngồi mấy năm lao, nhưng thật ra cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, Chu phóng liền tính cùng trong nhà nháo cũng không có biện pháp, quốc pháp khó chứa, quan chu gia chuyện gì, đinh ái trân nhịn không được cấp trượng phu gọi điện thoại, thật là quá xuẩn, may mắn không đồng ý làm nàng vào cửa, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, còn có gì ưu điểm, nghe nói rất sẽ buôn bán, còn không phải là ỷ vào gương mặt kia, làm những cái đó nam nhân tiêu tiền sao, đinh ái trân cảm thấy tâm tình vui sướng, chính là hạ hiểu lan không có việc gì tìm việc, nếu không phải hạ hiểu lan thuê đi hai bảy lộ 45 hào bề mặt trong xưởng cũng sẽ không mặc danh nhiều ra 10 cái phân phòng chỉ tiêu. Chính là này chỉ tiêu nháo đến không vui, hảo làm ra trịnh Trung Phúc gia phá sự nhi. Đinh Ái Trân nghe được chút tin đồn nhảm nhí, đều nói trịnh Trung Phúc nhi tử tàn tật là nàng sai. Quan nàng chuyện gì, rõ ràng là trịnh Trung Phúc nhi tử không dựa theo thao tác yêu cầu tới, mới bắt tay giảo tiếng máy móc, dù sao, Hạ Hiểu Lan chính là cái ngôi sao chổi. Chu phóng hắn ba trầm ngâm sau một lúc lâu, nhớ rõ làm chu phóng nhiều học tập mấy ngày ngươi làm việc cũng đừng quá quá đóng lại một hai năm liền tính cho giáo huấn hai vợ chồng nói nhẹ nhàng hạ hiểu lan thật sự bị nhốt vào ngục giam một hai năm có án đế thi đại học là nằm mơ giống nàng như vậy xinh đẹp ở trong ngục giam sẽ bị người hủy càng mau phối hợp phòng ngự viên cắn chết là đi kiểm tra hạ hiểu lan quầy hàng bọn họ còn có chứng cứ một kiện vàng nhạc sắc áo lông toàn bộ tay áo đều rơi xuống còn có khổ chủ đâu một ánh mắt thực trôi nổi nữ nhân. Hạ Hiểu Lan nhớ rõ đối phương, đại buổi sáng liền tới mua áo lông nữ khách hàng, vàng nhạc sắc đặc biệt không thích hợp đối phát làn da. Hạ Hiểu Lan nhưng thật ra kiến nghị nàng tuyển một cái khác nhan sắc, kết quả này nữ khách hàng đặc biệt hào khí, liền giá cũng chưa giảng liền đem quần áo mua. Lý Phượng Mai buổi sáng còn nói là cái hảo dấu hiệu, biểu thị hôm nay xin ý hảo, thật đúng là cái hảo dấu hiệu, cách không được không chú ý, căn bản là người khác mời đến kẻ lừa gạt. Trác Vệ Bình nhìn kỹ kia áo lông, cũng cho rằng không phải tự nhiên hư hao, đảo như là ai đem dưới nách len sợi cắt một đao, tách ra đầu sợi tề tề chỉnh chỉnh, thành thật công đạo, chuyện gì vậy? Nữ nhân nhìn Trác Vệ Bình tuổi còn nhỏ, liền cật nhã, công an đồng chí, ta mua quần áo là hư, nữ nhân này lừa lão bách tính tiền, nhất định không cần buông tha nàng. Trác Vệ Bình không dao động, liền hỏi nữ nhân cá nhân tin tức, từ tên họ đến địa chỉ, còn có gia đình quan hệ hỏi xong trác vệ bình liền đem vỡ ngã ở trên bàn, ngươi là quách hạo thân thích, quách hạo chính là lần này tìm hạ hiểu lan phiền toái phối hợp phòng ngự viên chi nhất, nữ nhân có điểm chột dạ, dù sao ta tiêu tiền mua đồ vật là hư, ta cháu ngoại vừa lúc ở phối hợp phòng ngự đội đi làm, ta liền cho hắn nhấc lên, cũng không nghĩ những người khác mắc mưu, nào hiểu được nữ nhân này hảo hung, còn đem phối hợp phòng ngự viên cấp đánh. Công an đồng chí, ngươi muốn đem nàng bắt lại. Trác vệ bình cảm thấy đây là một hồi trò khôi hài, đều không cần gì hình trinh kỹ thuật, dùng cơ bản đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết là vu oan hãm hại, là du côn lưu manh ăn và tìm phiền toái thủ đoạn, không nghĩ tới cư nhiên bị phối hợp phòng ngự đội dùng ở Hạ Hiểu Lan một cái ở nông thôn nữ đồng chí trên người, quả thực quá khi dễ người, trác vệ bình trong lòng hiểu rõ, biết muốn sao hội báo, nàng muốn đem nữ nhân này bắt lại, lại thấy đồn công an một người lão đồng sự ở cửa sổ nơi đó vẫy tay. Tiểu Trác, ngươi lại đây một chút, trác vệ bình hung hăng chụp một chút cái bàn, ngươi cho ta thành thật ngồi, tưởng hảo muốn sao giao đãi chính mình vấn đề, nữ nhân co rụt lại cổ, đãi thấy ngoài cửa sổ một cái khác, lại dựng thẳng bộ ngực, trác vệ bình chạy ra đi, hạ hiểu lan thình lình mở miệng, ngươi nhận thức đinh ái trân, vẫn là chu thành xuân, hoặc là chu gia những người khác, ngươi hiểu không hiểu được, vu hãm người khác là muốn ngồi tù, nữ nhân không cho là đúng bất quá nàng cũng không xuẩn đến nói chính mình là mổ mổ phái tới, nàng chính là nhìn chầm chầm Hạ Hiểu Lan cười, ngươi trước quản hảo tự mình đi. Có nhân viên ngươi đánh nhau, chịu vì ngươi ngồi tù không, Khang Vĩ kia bạo tính tình đứng lên liền mắng, đồn công an người đem Khang Vĩ ngăn đón, cảnh côn ấn hắn không được nhúc nhích đạn, nữ nhân dùng sức phi một tiếng, làm loạn nam nữ quan hệ cẩu nam nữ, đem các ngươi đều nhốt lại ngồi sổng đại lao, tiểu trác. Tới nhận thức một chút phối hợp phòng ngự đội quách đội trưởng trác vệ bình mới vừa điều tới thương đô tư cách thiển trong sở có gì chạy chân việc đều là nàng làm nàng khiêm tốn hiếu học đối lão đồng chí tương đối tôn trọng mỗi người đều kêu nàng tiểu trác có chút người ỷ vào tư cách lão liền cảm thấy có thể đương trác vệ bình lãnh đạo kỳ thật mọi người đều là cung cấp tỉ như trước mắt cái này phải làm người trung gian đồng sự quách đội trưởng cùng lần này gây chuyện quách hạo lớn lên có vài phần giống hơn phân nữa là trực hệ trác vệ bình ghê tẩn quá sức quách đội trưởng muốn cùng nàng bắt tay cũng không chịu đồng sự đem trác vệ bình xã đến một bên tiểu trác ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh tiền đồ rất tốt tương lai khẳng định không thể ngốc tại cơ sở làm cả đời công an hệ thống cũng không ý nghĩa phải làm người cô đơn nhiều bằng hữu nhiều con đường chuyện này hẳn là làm sao ngươi trong lòng phải có số xem ta lại nói nhiều vốn dĩ chính là chứng cứ vô cùng xác thực án tử ngươi chỉ cần theo lẽ công bằng xử lý là được trác vệ bình hồ nghi một cái phối hợp phòng ngự đội đội trưởng, hù dọa hù dọa bình thường quần chúng có thể, không đến mức làm lão đồng sự như thế nhiệt tình đi. Nhưng mặc kệ là ai đứng ở mặt sau, đều là nữ tính, hạ hiểu lan sự làm trác vệ bình môi hở răng lạnh, ta nhất định sẽ theo lễ công bằng xử lý, trác vệ bình không cho mặt mũi xoay người liền đi, quách đội trưởng sắc mặt khó coi, tuổi trẻ đồng chí không gì kinh nghiệm, ta xem có thể đổi một người phá án sao, 136, vậy ngươi nhận thức ta không? sáu càng ngươi một cái phối hợp phòng ngự đội còn có thể chỉ huy đồn công an công an phá án thật đúng là có thể trác vệ bình không phụ trách chuyện này những người khác thế thân nàng trác vệ bình không phục bị thượng cấp kêu đi phê bình giáo dục nàng giống chỉ phẫn nộ chim nhỏ đối hạ hiểu lan bảo đảm nói nhất định sẽ có phân rõ phải trái địa phương chuyện này ta quản định rồi đổi đi trác vệ bình lại lần nữa thẩm vấn hạ hiểu lan mấy người khi tình thế liền rất nghiêm túc Hạ Hiểu Lan tội danh là đầu cơ trục lợi, Khang Vĩ cùng Thiệu Quang Vinh ba người là tụ chúng gây chuyện. Hai cái đều là đồng dạng muốn mệnh lên án, người trước thả không cần phải nói, tụ chúng gây chuyện ẩu đã thuộc về lưu manh tội một loại, thời gian tuy rằng tới rồi 84 năm nguyên đáng, từ 83 năm 8 nguyệt bắt đầu nghiêm đánh muốn tới năm nay 7 nguyệt mới có thể kết thúc. Nghiêm đánh trong lúc phạm tội, phía trước tưởng đối hạ hiểu lan gây rối ba cái lưu manh, cùng với Trương Nhị lại chính là đồng dạng nguyên nhân tài. Ba cái lưu manh bị phán 20 năm, Trương Nhị lại trộm đạo công khoảng 5.000 nguyên, phán chính là không hẹn. Đối phương muốn đem nàng định tội thành đầu tư đảo đem, đem khang vĩ ba người phán định thành lưu manh tội, quả thực quá độc. Hạ Hiểu Lan cũng không hề bình tĩnh, đầu cơ trục lợi còn hảo thuyết, lưu manh tội động một chút là mấy năm thời hạn thi hành án, khang vĩ ba người muốn làm sao. Nàng trong hai mắt có lo lắng, cửu cửu lưu dũng nói chu thành cùng khang vĩ ở thương đô có quan hệ rốt cuộc có gì quan hệ a à? có thể hay không khiên quá lần này nguy cơ sớm biết rằng nàng liền không liên hệ khang vĩ cũng sẽ không liên lụy bọn họ tẩu tử không cần lo lắng khang vĩ còn có tâm tư an ủi người đâu hắn lý lịch trong sạch vừa rồi là thấy việc nghĩa hăng hái làm vẫn là liệt sĩ cô nhi cùng công an đánh lộn khẳng định không được phối hợp phòng ngự đội đánh cũng liền đánh thiệu quang vinh càng không cần phải nói nơi này vài người ai có việc đều được thiệu đại bá như thế nào sẽ kêu thiệu quang vinh bị phán lưu manh tội ngươi thành thật công đạo chính mình vấn đề còn có tâm tư cật nhã lần này thẩm vấn người chính là vừa rồi kêu trác vệ bình đi ra ngoài thấy quách đội trưởng lão bánh quẩy hắn thẩm mặt xem người khi rất có vài phần âm ngoan khang vĩ cùng thiệu quang vinh đều cự không công đạo vấn đề tài xế không trên một tiếng hạ hiểu lan cũng biết không thể nhận tội hắn liền đem tầm mắt dừng ở lý phượng mai trên người lý phượng mai nơi nào gặp qua như vậy trận trường tóc hối cô lão bách tính bị bắt được đồn công an nghe người ta nói như vậy nghiêm trọng dọa cũng hù chết đem nàng đơn độc quan một gian phòng này không phải khi dễ nông thôn phụ nữ không kiến thức chuẩn bị lừa gạt hù dọa hoặc là ở lời nói thiết trí bẫy rập làm lý phượng mai nhận tội sao khang vĩ lập tức đứng lên ngươi có chiêu hướng ta tới ta nhìn xem mấy cái phối hợp phòng ngự đội một cái thành nội đồn công an cá biệt cứt chuột có thể hay không một tay che trời. Đồn công an đối khang vĩ ba người còn tính khách khí, không chỉ có có trác vệ bình như vậy công chính công an ở, cũng bởi vì khang vĩ cùng thiệu quang vinh đều là địa đạo kinh thành khẩu âm, còn xứng có xe con. Xe con liền cấp ném trên đường cái, lúc ấy tình huống hỗn loạn, công an cũng sẽ không làm khang vĩ bọn họ lái xe đến đồn công an nha. Xe tuy rằng rất điệu thấp, hiểu công việc người nhìn chụp ảnh là có thể đoán ra điểm đồ vật. Đáng tiếc phối hợp phòng ngự đội vài người không hiểu, đồng công an công an cũng nhìn kỹ, tài xế miệng đặc biệt khẩn, Thiệu Quang Vinh cùng Khang Vĩ cũng không có quản gia thế treo ở bên miệng thói quen, trắc vệ bình bị đổi đi, nàng lão bánh quẩy đồng sự nhưng không có như vậy hảo tính, Khang Vĩ khiêu khích nhân gia quyền uy, lập tức đã bị tấu, hai côn trừ ở Khang Vĩ bối thượng, Khang Vĩ đau không lưng cuộn tròn, thao, Thiệu Quang Vinh sửng sốt một lát mới từ trên chỗ ngồi nhảy lên, tài xế ngay từ đầu không không phản ứng lại đây khang vĩ bị tấu làm tài xế cũng thực khẩn trương khang vĩ ngươi không sao chứ hạ hiểu lan cũng nóng nảy lão bánh quẩy giận dữ các ngươi muốn làm gì đều không phối hợp điều tra nơi này vẫn là đồn công an đem lý phượng mai mang đi thẩm vấn ai dám ngăn cản ai chính là chống cự chấp pháp khang vĩ cảm thấy bối thượng nóng rát giống như liền xương sống đều ở đau các vệ bình còn ở thượng cấp nơi nào tiếp thu giáo dục lúc này ai tới cứu mấy người mắt thấy Lý Phượng Mai phải bị mang đi, Hà Hiểu Lan cũng cảm thấy có điểm ngất đi, nàng có trí lực, nhưng lúc này nhân gia bất hòa ngươi giảng đầu óc. Hà Hiểu Lan tức khắc bị đòn cảnh tỉnh. Nơi này không phải đời sau, nàng cũng không phải công ty đa quốc gia cao quản, có các loại nhân mạch, nơi này là 80 niên đại, nàng còn không có tích tụ khởi cũng đủ lực lượng, nàng chỉ là một cái không có căn cơ ở nông thôn nữ hài nhi, nàng không nên như thế cao điệu hành sự miệng lưỡi thượng chiếm thượng phong có gì dùng, cố ý hiểu biết pháp luật pháp quy lại có gì dùng, nàng chính là nhất không bị người coi trọng hộ cá thể, không có thân phận, ngươi nói ra nói người khác căn bản sẽ không coi trọng. Ngươi hiểu biết lại nhiều pháp quy, cũng phải nhìn chấp pháp người là sao tưởng, là nàng liên lụy mở Lý Phượng Mai, Lý Phượng Mai bị người thỉnh đi, chân đều trạm không thẳng, ta nói, đều là ta chủ ý, nàng chính là hỗ trợ, cái gì cũng không biết. Hạ Hiểu Lan đôi tay nắm tay, lần đầu tiên cảm thấy vô lực, sớm một chút thành thật giao đãi không phải bất việc, lão bánh quẩy mặt kệ Lý Phượng Mai, hắn cầm bút ký lục, làm hạ hiểu lan giao đãi chính mình vấn đề, ai, nhiều xinh đẹp một cái nữ hài nhi, cũng không hiểu được đắc tội cái nào, một hai phải đem nàng đưa vào chỗ chết, đi ngồi mấy năm lao, lại xinh đẹp người cũng hủy hoại. Hạ Hiểu Lan trong ánh mắt phím u quan, trịnh trung phúc cái kia tuyến nhất định phải có tác dụng, đinh ái trân đừng nghĩ chạy trốn. Chu gia, một chút mâu thuẫn nhỏ bắt đầu làm tới rồi không chết không ngừng cục diện cũng vượt qua hạ hiểu lan đoán trước cũng không trách hạ hiểu lan đại ý nàng đời trước tuy rằng phấn đấu ra một chút thành tích thủ hạ quản như vậy nhiều người bằng lại là nàng bản lĩnh nàng am hiểu chính là thương nghiệp cạnh tranh tuy có thủ đoạn càng nhiều là quan minh chính đại dương mưu nhưng nàng đối thủ lại là các loại lão bánh quẩy là thương đô địa đầu xà căn bản bất hòa nàng chính diện so đấu ngạn ngữ nói dân không cùng quan đấu Nàng nếu là thành đại sĩ nghiệp gia, Chu Gia đương nhiên lấy nàng không có biện pháp, nhưng nàng là cái tiểu hộ cá thể. Ở Chu Gia trong mắt, quả thực cả người đều là sơ hở, Thiệu Quang Vinh đầu óc cũng ầm ầm vang lên, đánh nhau nhất thời sản, kết quả là vài người toàn bộ ở tiểu đồng công an chịu tội. Lần này tao ngộ, cũng cấp Thiệu Quang Vinh cùng Khang Vĩ Thượng một đường khóa, hổ xuống đồng bằng bị chó kinh, hai người ngày thường cảm thấy chính mình rất ngưu bức, nhưng không ỷ vào gia thế kỳ thật gì đều không phải, nếu thay đổi Chu Thành tại đây, hắn sẽ như thế nào làm? Khang Vĩ nghĩ đến đầu óc đau, tài xế tưởng, hầu bí thư nói không thể đánh lãnh đạo thanh danh ở bên ngoài gây chuyện, lúc này lại không báo đi lên lịch, chẳng phải là phải bị làm thành là thiết án, chẳng lẽ hắn nhờ người truyền tin, đối phương cầm hắn tiền chạy, cũng không có đi thông tri hầu bí thư, tài xế hậu tri hậu giác, cũng cảm thấy một đầu mồ hôi lạnh, ta muốn gọi điện thoại, lão bánh quẩy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tài xế thập phần nghiêm túc từng câu từng chữ nói đến ta muốn gọi điện thoại tìm thị ủy hầu bí thư thị ủy hầu bí thư ta còn nhận thức thương đô thị lãnh đạo đâu nhưng lãnh đạo không quen biết ta hầu bí thư là ai không nghe nói qua lão bánh quẩy châm chọc cười hầu bí thư liền đứng ở ngoài cửa đâu hắn khoan thai tới muộn là muốn làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn phán đoán ra thiệu quang vinh cùng khang vĩ trên cơ bản không gì đại sai không phải giết người phóng hỏa mà là cùng phối hợp phòng ngự đội vài người nổi lên xung đột hầu bí thư mày liền giảng ra dương cục ngài xem chuyện này dương cục bồi hầu bí thư ở bên ngoài đứng một hồi lâu giờ phút này thật là sắc mặt xanh mét hầu bí thư không phúc hậu a bị đánh không phải thiệu quang vinh hắn chính là có thể nhẫn khiến cho dương cục thấy rõ ràng bên trong thế cục dương cục có thể nói gì sắc mặt xanh mét hung hăng trừng mắt nhìn đi theo phía sau sở trường liếc mắt một cái nhẫn không thể nhẫn một chân liền đem cửa phòng cấp đá văng, vậy ngươi nhận thức ta không, 137, đây là giúp chúng ta chủ trì công đạo, bảy càng, lão bánh quẩy xoát 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 ở trên vở viết một đống, liền phải kêu Hạ Hiểu Lan ấn dấu tay, Hạ Hiểu Lan nói hắn đều không viết, toàn ấn ý nghĩ của chính mình tới, như vậy thủ đoạn bị Dương Cục thấy, còn có hầu bí thư ở đây, Dương Cục thật là tức giận đến thất khiếu bốc khói, phanh, đại môn bị một chân đá văng. Lão bánh quẩy theo bản năng đi sờ cảnh côn, nghe thấy dương cục kia thanh chất vấn hắn nghĩ thầm ta sao biết ngươi là ai ngẩng đầu vừa thấy rõ ràng lão bánh quẩy cảm thấy chính mình hoa mắt dương dương cục hắn tuy rằng là cái cơ sở đồn công an lại ở thị cục học tập khi gặp qua dương cục dương cục mặt sau còn đi theo bọn họ sở trường vậy càng là xác nhận không có lầm tài xế thở dài nhẹ nhõm một hơi dương cục gì không quen biết dù sao hầu bí thư người tới là được thiệu quang vinh càng là gặp được thân nhân hầu ca ngài lại đến trễ chút liền không thấy được ta hầu bí thư thiếu chút nữa té ngã lại đến trễ chút y theo thiệu quang vinh kia tính cách cũng liền ai vài cái tấu nơi nào có như vậy nghiêm trọng hầu bí thư cũng rất vui mừng thiệu quang vinh kỳ thật thông minh đâu đánh nhau thời điểm tuy rằng hỗn bị bắt lại sẽ không đem hắn đại bá tên nâng ra tới sự tình làm đại liền không thú vị cuối cùng lãnh đạo có thể đem người làm ra đi nhưng một ít nước bẩn không khỏi bác đến thiệu đại bá trên đầu nói mổ mổ cháu trai ở đồn công an như thế nào kiêu ngạo này cũng không phải là gì hảo thanh danh hầu bí thư trong lòng cảm khái thiệu gia gia giáo hảo sắc mặt lại không hiện đối thiệu quang vinh mấy người cũng không nhiệt tình một bộ việc công xử theo phép công biểu hiện chuyện này vốn dĩ nên từ dương cục làm chủ hạ hiểu lan căng chặt tinh thần đột nhiên lơi lỏng vừa rồi dương cung bạc kiếm nàng đã làm tốt nhất hư tính toán hiện tại thoạt nhìn là qua cơn mưa trời lại sáng từ tài xế hô lên thì ủy hầu bí thư Hạ Hiểu Lan sẽ biết Khang Vĩ bọn họ đại khái quan hệ, mặc kệ nàng như thế nào, Khang Vĩ ba người hẳn là không có việc gì, hiện tại hầu bí thư tới, còn mang đến dương cục. Có thể bị đồn công an người nhận ra tới, còn nơm nớp lo sợ hai chân phát trung, vậy không phải là thương đô cấp dưới huyện cục công an lãnh đạo đi, ít nhất là thị cục, Hạ Hiểu Lan chính là bởi vậy mà lơi lỏng, khi không chỉ có là Khang Vĩ bọn họ không có việc gì, nàng cũng không cần bối đầu cơ trục lợi, tội danh đi. Hiểu Lan, Lý Phượng Mai gian nan phung thanh, xem không hiểu trước mắt tình thế. Hạ Hiểu Lan thấp giọng nói, ngài không cần sợ, đây là tới giúp chúng ta chủ trì công chính. Dương Cục không chỉ có vì mấy người chủ trì công chính, hắn vẫn là cái cảm tình dư thừa lãnh đạo, một đám dựa gần cùng mấy người bắt tay, đầy mặt đều là ấy nấy, làm vô tội quần chúng chịu ủy khuất. Chúng ta đồng chí công tác còn chưa đủ nghiêm cẩn, chuyện này nhất định sẽ có công chính giải quyết hồi đáp, Hạ Hiểu Lan lớn lên nhiều xinh đẹp. Làm trò hầu bí thư mặt, dương cục căn bản sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, đối sắc đẹp mắt nhìn thẳng, cái nào lãnh đạo lòng dạ đều không thể kinh thường, dương cục nhiệt tình là biểu hiện cấp hầu bí thư xem đến, hoặc là nói là hầu bí thư sau lưng lãnh đạo, liền lý phượng mai đều vớt được một lần cùng dương cục bắt tay cơ hội, hạ hiểu lan một chút cũng chưa khoe khoang, nàng ngược lại thực trầm mặt. Khang vĩ thấu tiếng lên, hơi há mồm, cảm thấy chính mình chuyện này làm được đặc biệt không trình độ, tẩu tử là chúng ta quá xúc động, Hạ Hiểu Lan lắc đầu, là hướng về phía ta tới, các ngươi là bị liên lụy. Nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta hôm nay chỉ sợ mới có đại phiền toái, hầu bí thư thật sâu nhìn Hạ Hiểu Lan liếc mắt một cái, quả nhiên là rất đẹp, cổ nhân nói hồng nhan họa thủy thành không kinh ta, thiệu quang vinh đều vì nàng khai ba lần khẩu đi, trước mắt là đem chu thành cấp mê hoặc, nhưng tu thành chính quả cơ hội thật sự không lớn, hầu bí thư trong lòng như thế nào? không ảnh hưởng hắn nói chuyện xinh đẹp, hạ tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, ngươi quy quy củ củ làm buôn bán, đầu cơ trục lợi tội danh không có ai có thể ngạnh cho ngươi khấu ở trên đầu, mỗi người đều kêu đồng chí, người nhà kêu nàng, nha đầu, bằng hữu kêu hiểu lan. Hạ hiểu lan thật đúng là lần đầu tiên bị kêu, hạ tiểu thư, cái này hầu bí thư thật là nhân tin, ta đây liền không quấy rầy ngài, hầu bí thư hiển nhiên cùng khang vĩ bọn họ có chuyện nói. Hạ Hiểu Lan tri tình thức thú, cùng mở Lý Phượng Mai cùng nhau rời đi đồn công an. Hầu Bí Thư muốn cho tài xế đưa nàng, cũng bị lời nói dịu dàng xin miễn. Chờ Hạ Hiểu Lan hai người rời đi, Hầu Bí Thư mới thu hồi tầm mắt. Hành sự tự nhiên hào phóng, tố chức tâm lý cũng hảo, căn bản không giống như là một cái ở nông thôn nữ hài nhi. Vừa rồi nếu không phải lấy nàng thân nhân uy hiếp, chỉ sợ ở đồn công an cũng có thể khí định thần nhàn kiên trì càng lâu. Hạ Hiểu Lan vừa đi, Hầu Bí Thư lập tức thay đổi một bộ biểu tình, có điểm vô cùng đau đớn, lãnh đạo còn không biết chuyện này đâu, lão tiếu, ngươi nói ngươi cư nhiên tùy tiện tìm cá nhân báo tin, ta nếu là không kịp thời đuổi tới, kia quan vinh bọn họ không phải thiệt thòi lớn, Hạ Hiểu Lan cùng Lý Phượng Mai mới vừa đi đến chỗ rẻ, liền thấy trên mặt đất ngồi sổn một người ôm đầu số con kiến, cửu cửu, người nọ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều là hồng tơ máu, nhưng còn không phải là Lưu Dũng sao, Lưu Dũng biết Hạ Hiểu Lan cùng Lý Phượng Mai vào đồn công an, dọa cũng hù chết nghe nói sự tình nháo đến rất đại, hắn còn không dám nói cho Lưu Vân, cái thứ nhất liền chạy đi tìm Hồ Vĩnh Tài. Hồ Vĩnh Tài cũng hoảng sợ, trực giác là Chu gia đang làm sự, lúc này làm sao? Hồ Vĩnh Tài làm hắn đi cầu Chu Phóng hỗ trợ, Chu Phóng vẫn là rất phân rõ phải trái, Chu Phóng đâu chỉ là phân rõ phải trái, hắn cùng Lưu Dũng tiếp xúc quá hai lần, đối Lưu Dũng thái độ tương đối ân cần, Lưu Dũng cũng không rảnh lo quá nhiều, mặt mũi là người trẻ tuổi nhân tài chú ý, hắn lão bà cùng cháu ngoại gái đều nhốt ở đồn công an, bị nói làm hắn cầu chu phóng, làm hắn cầu đinh ái trân đều được, nhưng Lưu Dũng chạy tới Hoàng Hà tiệm cơm, hậu cần người ta nói chu phóng đi học tập ban đi, học tập ban ở nơi nào, nhân gia sẽ không dễ dàng nói cho Lưu Dũng, liền tính biết học tập ban ở nơi nào làm, Lưu Dũng cũng không thấy được chu phóng, hắn nghĩ đến chính mình còn cùng viên xưởng trưởng cha mẹ thuộc. Hôm nay thật là không khéo, thương gân động cốt một trăm thiên, viên đại gia đi bệnh viện hủy đi thạch cao tuyến trong nhà đại môn nhắm chặt lưu dũng cầu cứu không người hắn lo lắng hạ hiểu lan cùng lý phượng mai ở đồn công an có hại chỉ có thể chính mình chạy tới hỏi thăm tin tức đồn công an người không cho tiếng bảo vệ cửa thu lưu dũng một cái yên trộm nói cho hắn hôm nay chuyện này giống như đề cập đến tụ chúng đánh nhau cùng đầu cơ trục lợi bị thương người là phối hợp phòng ngự đội cũng không hiểu được sẽ như thế nào xử lý Bất quá Hạ Hiểu Lan các nàng ở thương đô không có căn cơ, khẳng định đấu không lại phối hợp phòng ngự đội, Lưu Dũng một đại nam nhân, ở nặc đại cái thương đô giống chỉ không đầu rùi bọ, vô lực giải cứu lão bà cùng cháu ngoại gái, không khỏi ở ngồi xổm trên đường ôm đầu thống khổ, nghe thấy có người kêu cửu cửu, Lưu Dũng ngẩng đầu vừa thấy, cũng không phải là Hạ Hiểu Lan cùng Lý Phượng Mai sao, Lý Phượng Mai sắc mặt tái nhợt, Hạ Hiểu Lan lại thoạt nhìn không trở ngại, các ngươi không có việc gì. Lưu Dũng lo lắng hai cái nữ ở đồn công an có hại, thấy các nàng cư nhiên bị phóng ra, kích động không biết nói gì hảo. Lý Phượng Mai cũng không hiểu được có phải hay không liền không có việc gì, Hạ Hiểu Lan lại rất khẳng định gật đầu, sự tình giải quyết, là Khang Vĩ bọn họ ban vội, may mắn Khang Vĩ kịp thời đuổi tới, kỳ thật hầu bí thư bồi dương cục đến đồn công an khi, Lưu Dũng liền ngồi sổng đại lề đường thường, bất quá hầu bí thư ngồi trên xe, lần trước hỗ trợ cũng không tự mình ra mặt quá, Lưu Dũng liền tính gặp mặt cũng nhận không ra. Hạ Hiểu Lan nói sự tình đã giải quyết, Lưu Dũng vẫn là không yên tâm. Khang Vĩ tới. Ta hiện tại đều còn mơ hồ, rốt cuộc là sao hồi sự, gió lạnh thổi đến Lý Phượng Mai mồm miệng run run, về trước gia đi. 138, các ngươi đá đến ván sắt. Tám càng, sạp đều bị đồn công an đoạt lại, hiện tại cũng không rảnh lo còn cấp Hạ Hiểu Lan các nàng, ba người không tay trở lại vu nải nải gia ở trên đường hạ hiểu lan liền đem sự tình cấp giảng minh bạch ai cũng không dự đoán được cùng đinh ái trân một chút ngật đáp thế nhưng hội diễn hóa thành như thế đại mâu thuẫn nếu khang vĩ bọn họ không phải vừa lúc gặp còn có khi mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên là đe dọa hạ hiểu lan một phen vẫn là thật sự muốn đem nàng làm thành đầu cơ trục lợi phần tử xấu hạ hiểu lan thiên hướng người sau ít nhất bọn họ trước thời gian an bài chứng nhân cố ý tới mua quần áo lại đem quần áo xả hư đến lúc đó muốn như thế nào thu thập hạ hiểu lan liền xem hạ hiểu lan có bỏ được hay không xuất huyết hoặc là nói nàng có thể hay không cúi đầu không lưng đến làm chu gia vừa lòng tiếng khả công lui khả thủ nào biết lại có khang vĩ bọn họ biến số khang vĩ bọn họ dạo tiếng thị phi trung đem kia mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên hung hăng đánh một đốn lúc này đối phương liền cắn chết không bỏ hoàn toàn đối hạ hiểu lan phát động công nếu không phải khang vĩ bọn họ có người bảo lần này mọi người đều muốn hung hăng rất một tầng da lưu dũng nghe xong sự tình trải qua tâm tình thực phức tạp hắn phía trước không tán thành hà hiểu lan cùng chu thành xử đối tượng kỳ thật chu thành lại nhiều lần trợ giúp bọn họ một nhà lần này là khang vĩ ra mặt lại cũng là xem ở chu thành mặt mũi thượng đi lưu dũng hôm nay nơi chốn vấp phải trắc trở đối nào đó sự cái nhìn cũng đã xảy ra biến hóa hà hiểu lan thông minh có khả năng lại bởi vì quá xinh đẹp luôn có một ít không thể hiểu được phiền toái tìm tới môn Rõ ràng cùng chu phóng không gì quan hệ, chu phóng trong nhà mặt liền làm ra này đó buồn cười lại ngoan độc trả thù, chỉ dựa vào bọn họ một cái ở nông thôn gia đình, có thể ở về sau bảo vệ tốt hạ hiểu lan sao? Trừ phi đem nàng giấu đi, sớm đem nàng gả đi ra ngoài, làm nàng ở mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời vất vả lao động trung tổn hại nhan sắc, khả năng liền sẽ không có nam nhân mơ ước. Chính là bằng gì a? À? Không ăn trộm không cướp giật, hắn cháu ngoại gái bằng gì không thể sống đường đường chính chính a? nếu muốn người khác không dám dễ dàng trêu chọc, phải chính mình lợi hại, hiện tại có thể dựa chu thành quan hệ, vạn nhất cháu ngoại gái lại không muốn cùng hắn hảo đâu. Lưu Dũng trong miệng nói ít nhiều khang vĩ, rốt cuộc là nghẹn một hơi ở trong lòng, nghĩ ra đầu người mà ý tưởng trước nay không như vậy mãnh liệt. Lưu Phân lá gan chỉ có lão thử đại, ba người đều ước hảo đem chuyện này giấu xuống dưới, Lưu Dũng đi phía trước nhìn một cái nói cho Hạ Hiểu Lan, Trịnh Trung Phúc cử báo tin viết hảo, Hạ Hiểu Lan gật đầu, ngày mai lại nói nàng phỏng chừng nhiều lắm đến buổi tối khang vĩ khẳng định muốn tới tìm nàng lưu phân còn kỳ quái khang vĩ đều tìm được trong nhà tới ta nói các ngươi ở hai bảy lộ bày quán hắn không tìm được ngươi nàng còn bao rất nhiều sủi cảo phải cho khang vĩ ăn đâu hạ hiểu lan nói dối cũng là không nháy mắt hắn có chút việc vội xong rồi mới có thể tới mẹ ngài còn bao sủi cảo chúng ta hai người cũng ăn không hết phân điểm cấp cửu cửu lấy ra đi nấu đi Mở lý phượng mai sợ tới mức quá sức đêm nay nào có tâm tư nấu cơm mang điểm sủi cảo trở về tùy tiện ăn hai khẩu đi hầu bí thư cũng tự cấp thiệu quang vinh an ủi khang vĩ trong lòng cấp muốn chết còn phải ngoan ngoãn cảm ơn thiệu đại bá quan tâm thiệu đại bá học xong mới nghe hầu bí thư nói thiệu quang vinh cùng khang vĩ là vừa từ đồn công an lãnh trở về hầu bí thư dăm ba câu đem sự tình nói thiệu đại bá một chút cũng không cảm thấy vớ vẩn hắn ở cơ sở công tác quá lưu manh du côn cùng phố phường điêu dân cái nào chưa thấy qua, như vậy bừa bãi phối hợp phòng ngự đội viên không ở số ít, thiệu đại bá đảo không phải tất cả đều là bởi vì đối phương thiếu chút nữa tài một cái, lưu manh tội cấp thân cháu trai mới sinh khí, thiệu quang vinh là hắn cháu trai, cho nên hầu bí thư sẽ đi vớt người, nếu là hôm nay bị trảo chính là bình thường quần chúng. Chẳng phải là mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên tưởng như thế nào sửa trị liền như thế nào sửa trị, Hạ Hiểu Lan cùng Chu Thành quan hệ thiệu đại bá không biết, nhưng khang vĩ muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm khi cái này thể hộ liền thuận tiện muốn bảo hạ tới chỉ có hạ hiểu lan vô tội khang vĩ cùng thiệu quang vinh hành vi mới lạc thấy việc nghĩa hăng hái làm mà không phải gây chuyện ẩu đả điểm này sự thiệu đại bá căn bản sẽ không dùng nhiều tâm tư hắn đều giao cho hầu bí thư xử lý khang vĩ còn không hiểu được có chu gia ở sau lưng làm sự hắn cùng hạ hiểu lan không kịp giao lưu tình huống chỉ cho là gặp cùng lần đó ở an khánh huyện tương đồng tình huống bất quá An Khánh huyện kia ba cái lưu manh là trực tiếp cản người, thương đô thị này mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên còn phải cố kỵ điểm, dùng thủ đoạn che lấp xấu xí bộ mặt, Khang Vĩ thực tức giận, khi dễ thành tử ca ở bộ đội thỉnh không đến giả, một đám đều mơ ước thành tử ca tức phụ nhi đâu, Dương Thành bên kia còn có cái gì du côn đầu lĩnh, Khang Vĩ cùng Thiệu Quang Vinh buổi tối liền chuẩn bị ở tại thị ủy nhà khách, hầu bí thư vội vàng xử lý chuyện này, Khang Vĩ mang theo da mặt dày Thiệu Quang Vinh liền sờ đến vu nải nải da. Tài xế lão Tiếu bị hầu bí thư cấp phê bình, lãnh đạo nhưng thật ra chưa nói quá hắn, như cũ làm hắn đi theo hai người. Hạ Hiểu Lan luôn mãi hướng Khang Vĩ cùng Thiệu Quang Vinh nói lời cảm tạ, đối Khang Vĩ cảm khái, ngươi đây là đã cứu ta hai lần, Khang Vĩ không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hạ Hiểu Lan đem chu gia sự một giảng, Khang Vĩ liền phải biến thành phun hỏa long. Thiệu Quang Vinh cũng thấp giọng mắng câu, ta thao, Thật là sẽ chơi a, à. tưởng hắn cũng là trong truyền thuyết cán bộ cao cấp con cháu, cũng chưa nói nhìn thượng cái kia cô nương, nhà gái không đồng ý, trong nhà liền dùng quyền thế trả đũa, đừng nói trong nhà mặt động thủ, ngay cả chính hắn có loại suy nghĩ này, chỉ sợ cũng muốn bị người trong nhà gõ gãy chân, Thiệu gia độc đinh mầm cùng bảo bối cục cưng tính gì, muốn cho Thiệu gia mất mặt, Thiệu Quang Vinh liền sẽ biến thành đống rác nhặt được tiểu đáng thương. Lão bà, nơi nào tới tự tin a? À? ta thành ca không thể so nàng nhi tử hảo một trăm lần, Khang Vĩ cũng may mắn chính mình đuổi đến xảo, thủ sẵn không làm buôn bán giấy phép đều là việc nhỏ, may mắn Hạ Hiểu Lan bản nhân không xảy ra việc gì, lại nghe Hạ Hiểu Lan nói có gì cử báo tin, Khang Vĩ hắc hắc cười, kia đã có thể có trò hay nhìn, đồng công an thật sự muốn thẩm, liền hung hãn ác tính tội phạm tâm lý phòng tuyến đều có thể đột phá, đừng nói một cái hoa người phố phường tiểu dân. Trác vệ bình bị một lần nữa phái tới phụ trách cái này án tử, ở nàng một vòng khấu một vòng thẩm vấn hạ, cái kia nói hạ hiểu lan mua quần áo chất lượng có vấn đề nữ nhân trước chiêu, nàng là phối hợp phòng ngự đội quách hạo gì cả, cũng không phải quách hạo sai sử, sự tình đều là quách hạo ba ba kế hoạch, quách hạo gì cả cũng không hiểu vì sao muốn ăn vạ một cái tiểu hộ cá thể, dù sao nàng chính là nghe muội phu nói, ai kêu muội phu có bản lĩnh đâu, một cái phối hợp phòng ngự đội đội trưởng, làm gì cùng hạ hiểu lan không qua được. Quách đội trưởng là Chu Thành Xuân anh em bà con, quách đội trưởng này phối hợp phòng ngự đội chức vụ cũng ít nhiều Chu Thành Xuân hỗ trợ, quách đội trưởng không quá trượng nghĩa, nhận thấy được lần này đã đến ván sắt, không chút do dự liền đem biểu ca, biểu tẩu cấp bán sạch sẽ, hắn cũng không xuẩn về đến nhà, chỉ nói là biểu tẩu thỉnh hắn giáo huấn hạ hạ hiểu lan, đùa giỡn, đều là đùa giỡn, nào hiểu được bọn họ đem phối hợp phòng ngự đội người toàn đã thương, công an đồng chí, đây là hai bên đều có sai. Ta không cần bọn họ bồi tiền thuốc men, Trác Vệ bình cảm thấy quách đội trưởng quá thiên chân. Trong sở cái kia thế quách đội trưởng làm việc lão đồng chí bị khấu đi lên, sự tình mới sẽ không như thế đơn giản kết thúc đâu. 139, phái ra tất cả thỉnh, 267 vé tháng thêm càng, không thể hiểu được, Đinh Ái Trân mí mắt thẳng nhảy, nàng sớm liền rời đi văn phòng về nhà, từ nhà máy đi qua khi, không ít người đều âm thầm nói thầm, Đinh Ái Trân làm bậy nha, Cố Tình còn có thể sống được dễ chịu. Đinh Ái Trân mới mặc kệ những cái đó đồn đãi vớ vẩn, trong xưởng người nói như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng Đinh chủ nhiệm nhỏ tí tẹo. Hạ Hiểu Lan cái kia chán ghét tiểu hồ ly tinh rốt cuộc xui xẻo, Đinh Ái Trân hận không thể hừ khởi ca. Về nhà rửa rửa sắc sắc, làm một bàn đồ ăn quyền đương chúc mừng, Chu Thành Xuân tan tầm về nhà, hai vợ chồng khai cái một lọ rượu, ta đương nhiều lợi hại đâu, một cái phối hợp phòng ngự đội trưởng, không phải thu thập tiểu hồ ly mấy cái dễ bảo sao phía trước nàng chính là quá mềm lòng, khấu gì buôn bán giấy phép ở, sớm làm như vậy thì tốt rồi, ngươi đừng quá cao hưng, chờ chu phóng học tập trở về, tiểu tâm hắn nháo, đinh ái trân hừ nhẹ một tiếng, kia muốn cho ngươi biểu đệ nhắm chặt miệng, không cần ở chu phóng trước mặt hạt ồn ào, nhi tử sao sẽ biết, chu phóng kỳ thật thực, thực mẹ bảo, hoàng hà tiệm cơm mua sắm công tác cũng không gì khó khăn, người tuy rằng hai mươi mấy tuổi lại không nhiều ít lòng dạ, chờ hắn học tập trở về. Hạ Hiểu Lan bên kia án tử đều thành kết cục đã định, Đinh Ái Trân liền đối sách đều nghĩ kỹ rồi, Chu Phóng nếu là làm trong nhà hỗ trợ, nàng còn phải giả mù sa mưa ra mặt chạy chạy quan hệ, sau đó nói cho Chu Phóng, trong nhà mặt đã tận lực, thật sự đem Hạ Hiểu Lan án tử tiêu không được, lại thỉnh Quách Hạo mụ mụ tới khóc một hồi, hỏi một chút Chu Phóng, Hạ Hiểu Lan làm người đem Quách Hạo đánh thành như vậy, thật sự phải vì một nữ nhân liền thân thích nhóm đều không nhận đinh ái trân vui rạo rực đem tính toán nói cho trượng phu nghe chu thành xuân hướng trong miệng gắp một cái đậu phộng ngươi nha chính là tiểu thông minh nhiều hắn vừa dứt lời môn bị dùng sức chụp vang khi lực độ một chút đều không ôm nhu đinh ái trân không rất cao hứng ai nha ai chọn cơm điển tới cửa thật là không có ánh mắt đinh ái trân đem cửa mở ra lại thấy cửa đứng hai cái xuyên công an chế phục đồng chí ngươi là đinh ái trân là có kiện án tử yêu cầu ngươi phối hợp điều tra theo chúng ta đi một chút đi hai cái công an quơ quơ giấy chứng nhận chu thành xuân chạy ra các ngươi là cái nào đồn công an tây thành đồn công an khi chẳng phải là đem hạ hiểu lan bắt đi đồn công an sao chu thành xuân cũng không lo lắng không phải là hạ hiểu lan dưới tình thế cấp bách bắt đầu loạn cắn người đồn công an mới đến tìm đinh ái trân hiểu biết tình huống đi chu thành xuân thần sắc nhẹ nhàng các ngươi phó sở ta cũng nhận thức công an lạnh lùng đánh gãy chu thành xuân chúng ta muốn đem đinh ái trân mang về trong sở Ân, Chu Thành Xuân cảm thấy có điểm không thích hợp, bọn họ trụ phòng ở chính là quốc miên tam sử người nhà lâu, đã có hàng xóm ở tham đầu tham não cùng khe khẽ nói nhỏ, đinh ái trân bị đồn công an người mang đi, khẳng định có rất nhiều khó nghe lời đồn đãi. Chu Thành Xuân cảm thấy ảnh hưởng quá không hảo, nhưng này hai cái công an bất cận nhân tình, đinh ái trân lại không ngốc, thỉnh nàng đi tìm hiểu tình huống nói làm gì loại thái độ này nha, lão Chu, nàng thần sắc kinh hoàng, Chu Thành Xuân an ủi nàng, không có việc gì ta đi theo ngươi cùng đi đáng tiếc đinh ái trân làm một bàn hảo đồ ăn hai vợ chồng cũng không ăn thượng mấy khẩu người nhà lâu bác quái tốc độ truyền nhiều mau a à, không đến nửa giờ quốc miên tam xưởng thật nhiều người đều biết công an đem đinh ái trân bắt đi đinh chủ nhiệm là phạm chuyện gì lão trịnh sự phân chẳng phân biệt phòng là trong xưởng sự sao sẽ công an tới bắt tới rồi đồng công an chu thành xuân liền hiểu được muốn tao hắn biểu đệ quách đội trưởng cũng ở một cái nữ công an đi lên liền thẳng đến chủ đề, làm đinh ái trân giao đã chính mình sai sự phối hợp phòng ngự đội vu hãm hạ hiểu lan, hơn nữa tụ chúng ẩu đã phạm tội sự thật, vu hãm người pháp quy giống như không quá coi trọng, tụ chúng ẩu đã chuyện này đinh ái trân nếu là quán thượng. Chu Thành Xuân tay có điểm lạnh, bị thương rõ ràng là phối hợp phòng ngự đội, Chu Thành Xuân nhịn không được nhắc nhở, nữ công an lạnh lùng nhìn hắn một cái, khi người khác liền đứng ở nơi đó bị phối hợp phòng ngự đội đánh chết không hoàn thủ ngươi là quách hạo biểu ca đi, ngươi ái nhân làm quách hạo bọn họ làm chuyện xấu ngươi có biết không tình, hắn biểu đệ quách đội trưởng mắt trong mong nhìn, hắn cháu trai quách hạo cùng mặt khác mấy cái phối hợp phòng ngự đội, bị công an từ bệnh viện mang về đồn công an, đồ thuốc tím bọc băng gạt, mặt sưng phù đến giống đầu heo, tình huống này, sao nói điên đảo liền điên đảo, đinh ái trân đương nhiên biết không có thể nhận, đồn công an người liền đem nàng đơn độc phóng một gian nhà ở thẩm vấn. Chu Thành Xuân vội vã chạy tới phó sở gia, vị kia cũng thật đủ bằng hữu, bất quá hiện tại tự thân khó bảo toàn, lời nói cũng quán trách Chu Thành Xuân, người nói là cái ở nông thôn nha đầu, đem người làm đến chúng ta đồn công an hù dọa một chút, ta cũng mở to chỉ mắt nhắm hai mắt, kết quả thì ủy hầu bí thư tới bảo người, đi theo còn có dương cục, chúng ta sở trường theo ở phía sau cẩn thận lấy lòng. Lão Chu, ngươi nhưng đem ta hại thảm, thì ủy hầu bí thư, thì cục dương cục, Chu Thành Xuân đầu đều phải nổ tung, sao có thể? hầu bí thư chính là lãnh đạo thân tính a ra mặt quản như vậy phá sự chu thành xuân đi đường đều đứng không vững tinh thần hoảng hốt ngươi hạ hiểu lan có như vậy bối cảnh sớm một chút bày ra tới là được hầu bí thư tùy tiện lên tiếng kêu gọi buôn bán giấy phép cũng không dám kéo lâu như vậy mưa thuận gió hòa ngươi hảo ta tốt phương pháp không cần cố tình muốn đi công thương sở nháo này cũng tê mỏi hắn sức phán đoán hạ hiểu lan sẽ nhận thức hầu bí thư sao chu thành xuân trong đầu lộn xộn nếu là Hồ Vĩnh Tài ở, có lẽ liền phải cấp Chu Thành Xuân đi học, sớm nói qua sao, bất luận cái gì một cái xinh đẹp nữ đồng chí đều không thể coi kinh, ngươi xem nàng đầu thai không hảo là ở nông thôn hộ khẩu, chờ đến lần thứ hai đầu thai cơ hội khi, nói không chừng liền phải bay lên cành cao biến phượng hoàng. Đinh ái trân bị mang đi, Chu Thành Xuân chạy một đêm, nhà hắn thân thích nhiều sao, nơi nơi nhờ ai làm việc gì, chạy đến thiên mau lượng, có cái thân thích bồi thường lời nói. Quách hạo bọn họ đã đến ván sắt, hầu bí khẳng định là cho lãnh đạo chạy chân, chuyện này chọc tới hầu bí còn có cứu vãn đường sống. Nếu hầu bí thư là ấn lãnh đạo ý tứ tới đâu, Chu Thành Xuân một cái trưởng khoa, lão bà là quốc miên tam xưởng văn phòng chủ nhiệm, hai vợ chồng này thường đem đôi mắt đặt ở đỉnh đầu xem người, bọn họ bắt bẻ hạ hiểu lan xuất thân, cho rằng nhẹ nhàng nâng dơ tay, là có thể làm hạ hiểu lan lăn ra thương đô, nhưng trong tay một chút tiểu quyền bất quá là làm nhật tử quá đến dễ chịu điểm mặt trên lãnh đạo tùy tùy tiện tiện một câu, Chu Thành Xuân cũng liền cùng bình thường quần chúng giống nhau không gì hảo nhảy nhót. Chu Thành Xuân ngày hôm sau hướng đơn vị xin nghỉ, vội vàng cứu giúp lão bà hắn còn không biết, quốc miên tam xưởng trịnh Trung Phúc sáng sớm liền đi thành phố, lôi kéo biểu ngữ, thật danh cử báo quốc miên tam xưởng đinh ái trân đồng chí lợi dụng chức vụ chi liền trái pháp luật, trịnh Trung Phúc cáo không phải phân chẳng phân biệt phòng sự, mà là đinh ái trân cùng xưởng trưởng có quan hệ không chính đáng, hai người đem trong xưởng sinh sản nhất đẳng phẩm, bình định vì không đủ tiêu chuẩn sản phẩm, giá thấp đối ngoại tiêu thụ, từ giữa thu chỗ tốt. Tin tức này, đem quốc niên tam xưởng, thậm chí thương đô vài cái quốc niên xưởng đều tạc long trời lỡ đất. Hầu bí thư nghe nói sau cũng cảm thấy buồn cười, thật là xảo, này mấy cái quốc niên xưởng nghiệp lớn đại, ngày thường không quá nghe thành phố chỉ huy, kể từ đó, chuyện này liền không chỉ có là đơn giản việc nhỏ có thể là cái cậy ra thương đô dệt đại xưởng quản lý cải cách cơ hội. Đinh Ái Trân là kẻ hở trung tiểu nhân vật, nhất định phải trở thành đầu tiên bị hy sinh rớt pháo hôi. 140, cuối kỳ khảo thành tích, 297 vé tháng thêm càng, Đinh Ái Trân xong rồi. Nàng nam nhân Chu Thành Xuân chịu không chịu liên lụy không nói, phỏng chừng không còn có lá gan, cũng không có tinh lực cùng Hạ Hiểu Lan so đo. Chuyện này Hạ Hiểu Lan quạt gió thêm củi, càng mấu chốt chính là Trịnh Trung Phúc, bị đinh ái trân khi dễ đến đáy cốc người thành thật tuyệt địa bắn ngược, ở chính phủ trước mặt xã biểu ngữ chính là ôm không thành công liền xã thân quyết tâm. Làm không xong đinh ái trân cùng xưởng trưởng, trịnh trung phúc khẳng định không hảo quả tử ăn, chỉ có thể nói hạ hiểu lan vận khí không tồi, trịnh trung phúc vận khí cũng không tồi, hai việc vừa vặn đụng tới cùng nhau, một thêm một hiệu quả xa xa lớn hơn nhị, đối hạ hiểu lan tới nói. Ra sức đánh chó rơi xuống nước không hề là nàng phải làm, Nàng lãnh tới rồi chính mình cuối kỳ khảo thí phiếu điểm, cùng 3 tháng trước nhập học thành tích so sánh với, nàng tiến bộ làm người rõ như ban ngày, ngữ văn 79 phân, toán học 102 phân, tiếng Anh 100 phân, chính trị 53 phân, vật lý 66 phân, hóa học 80 phân, sinh vật 34 phân, tổng phân 514 phân, toàn bộ trường học chỉ có 3 người tổng phân ở 500 phân trở lên, Hạ Hiểu Lan là tuổi đệ nhị. Đệ nhất 526 phân đệ tam danh 508 phân. Ở Tam Bang, nàng chính là khảo tốt nhất, nhập học khi mới khảo 446 phân, cuối kỳ cũng đã là 514 phân. Tổng thành tích đã đề cao gần 70 phân, loại này khủng bố tăng lên tốc độ, làm Tam Bang lão sư đều cao hứng. Còn có 6 tháng mới thi đại học, nửa năm thời gian, Hạ Hiểu Lan có thể khảo đến 550 phân trở lên sao? Vậy không chỉ là trọng bổn, mà là có thể đánh sâu vào những cái đó ở cả nước đều tương đối nổi danh đại học hiện tại tuổi đệ nhất cố nhiên là cảm thấy vị trí không vững chắc, ai lại thể hội hắn cảm thụ, nếu muốn không bị Hạ Hiểu Lan vượt qua, vậy đầu huyền lương tùy thứ cổ liều mạng học bái, giáo ngữ văn tề lão sư vẫn là không quá vừa lòng, ngươi ngữ văn thành tích vẫn là có tăng lên không gian, nhiều ngâm nga, nhiều làm đọc lý giải đề, lại đề cao 10 phân không thành vấn đề, ngữ văn đề cao 10 phân, chính trị đề cao 10 phân, đây là 20 phân A. Tề lão sư tha thiết kỳ vọng là vì hạ hiểu lan hảo, Hạ Hiểu Lan nghĩ đến chính mình đã làm kia trương 84 năm toán học thi đại học bài thi, nếu là thật sự, nàng toán học nói không chừng cũng có thể đề cao 10 phân đâu. Toán học tổng phân là 120, nàng khảo 102 phân, đã là toàn giáo đơn khoa thành tích tối cao. Toán học lão sư tuổi không lớn, xem Hạ Hiểu Lan trong ánh mắt quả thực lại từ ái bất quá, hắn liền cấp Hạ Hiểu Lan giảng quá vài lần đề. Hiện tại đã há mồm ngậm miệng đều là Hiểu Lan đồng học như thế nào như thế nào, toa người rụng răng. Tôn hiệu trưởng cũng nhìn cuối kỳ khảo thí thành tích, hắn đối chính mình lão bà cảm thán nói, hạ gia nữ hài nhi thật đúng là sẽ niệm thư, ta xem hạ hiểu lan thi đại học thành tích nói không chừng so nàng đường tỷ hạ tử dục còn hảo. Nông thôn gia đình có thể một hơi thi đậu hai cái sinh viên, khó lường, có hai cái sinh viên mang theo, phía dưới mặt khác đệ đệ muội muội đối học tập thái độ khả năng càng nghiêm túc, nếu lại có một hai cái thi đậu đại học, đừng động niệm khoa chính quy vẫn là đại học chuyên khoa, hoặc là trung chuyên liền xác định vững chắc có thể ở trong thành thị lạc hộ mọc rễ từ nông dân hộ khẩu biến thành ăn công lương liên quan người nhà cũng quá thượng bất đồng nhật tử tri thức thay đổi vận mệnh tự cổ chí kim đọc sách vẫn luôn là thay đổi cạnh cửa quan trọng thủ đoạn chi nhất tôn hiệu trưởng lão bà chỉ cười không nói hạ hiểu lan thi đậu hơn phân nữa cũng cùng hạ gia không gì quan hệ không đều nói cha mẹ ly hôn hạ hiểu lan đi theo mẫu thân dọn ra đi lần trước sự hiệu trưởng lão bà cũng chậm rãi cân nhắc ra khác hương vị, người nhà họ hạ nơi nào là ở lo lắng hạ hiểu lan ở trường học quá như thế nào, rõ ràng là phải cho hạ hiểu lan ngột ngạt, người một nhà sao đấu không quan hệ, hiệu trưởng lão bà cũng sẽ không xen vào việc người khác thế hạ hiểu lan xuất đầu, nhưng người nhà họ hạ không dám lấy nàng cùng lão tôn đương thương xử, phục hồi tinh thần lại sau nàng liền ghê tởm quá sức, tôn hiệu trưởng rất thích hạ tử dục, hắn lão bà không đến mức ở trước mặt hắn nói hạ tử dục gia trưởng nói bậy, lại rốt cuộc không đi trương ký tiệm ăn vặt ăn cái gì. Tôn Điềm nàng hôm nay muốn tới, người muốn đi giáo dục cục mở học, ta liền mang theo Tôn Điềm đi bên ngoài ăn cơm đi. Tôn Điềm chính là tôn hiệu trưởng chất nữ, ngay từ đầu dấu đến khá tốt, Tôn Điềm tổng không đến mức không thượng thúc thúc gia môn, tôn hiệu trưởng gia trụ cũng là lão sư ký túc xá, Tôn Điềm tới cửa hai lần, nhất trung giáo công nhân viên chức liền đem nàng cùng tôn hiệu trưởng quan hệ thăm dò rõ ràng nguyên lai mới tới tiểu tôn lão sư là tôn hiệu trưởng chất nữ cấp tôn điềm làm mai mối đồng sự đột nhiên biến nhiều phía trước triệu lão sư càng là cả ngày đều truy ở tôn điềm mặt sau xung xoe ngươi xem tiểu triệu như thế nào liền ta đều nghe nói hắn truy ngươi thực nhiệt tình tôn điềm viên mặt đỏ lên thẩm ngày sau cũng như vậy triệu lão sư là đối nàng thực nhiệt tình tôn điềm lại tổng cảm thấy nơi nào quái quái tôn phu nhân không ở nhà khai hỏa mang theo tôn điềm đi ra ngoài ăn cơm tôn điềm không cho thẩm thẩm tiêu pha tôn phu nhân liền chỉ vào hoàng tổ thức ăn nhanh nói đi chúng ta đến nhà này nếm thử mới mẻ cùng trương ký tiệm ăn vặt đoạt sinh ý sao lạp nàng lại không nợ trương ký còn không thể đi nhà khác ăn cái gì nhà nàng cái tưới cơm khá tốt ăn ta thích ăn củ cải thiêu thịt dê bọn học sinh ở hoàng tổ thức ăn nhanh ăn trường học các lão sư tự nhiên cũng muốn chịu ảnh hưởng tôn điềm tiền lương chỉ có nàng chính mình hoa, ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên ngoài tiệm cơm tìm đồ ăn ngon, mấy mau tiền cái tưới cơm tôn điềm mỗi ngày tới ăn đều gánh vác khởi, hoàng tẩu trong tiệm nhưng náo nhiệt, hôm nay lấy phiếu điểm, lãnh phiếu điểm các khoa lão sư còn muốn phát lạnh giả tác nghiệp, lại tổ chức bọn học sinh tiến hành tổng vệ sinh, một đến một đi liền lăn lộn đến giữa trưa, thức ăn nhanh lúc này kín người hết chỗ, nho nhỏ mặt tiền cửa hàng. Trên cơ bản bị ba ban học sinh cấp nhận thầu, tôn lão sư. Hạ Hiểu Lan cũng ở, thấy tiểu tôn lão sư tới ăn cơm, chạy nhanh cấp làm vị trí. Hạ Hiểu Lan đồng học, không cần không cần, tôn điềm cũng mới 20 suốt đầu, viên mặt đáng yêu, nhìn qua này đó học sinh giống nhau mặt nộn. Nàng tuy rằng không giáo cao tam, lại giúp tề lão sư đại quá mấy đường khóa, tam ban học sinh đều thực thích tiểu tôn lão sư. Tôn điềm cùng hiệu trưởng lão bà cùng nhau tới, Hạ Hiểu Lan không cho tòa cũng sẽ có người khác, trong lúc nhất thời cửa hàng thức ăn nhanh càng náo nhiệt. Hoàng Tẩu cấp dọn ra hai cái ghế, đem tôn điềm cùng tôn phu nhân vị trí an bài hảo, lại tay chân lanh lẹ đi chuẩn bị nấu mì. Trong tiệm sinh ý hảo, Hoàng Tẩu cũng làm người trong nhà tới hỗ trợ, chính là không hiểu được nhất Trung phóng nghĩ Đông Sinh ý sẽ chịu bao lớn ảnh hưởng, Hoàng Tẩu cũng không quá lo lắng. Cao một, Cao nhị liền không nói. Cao Tam phóng căn bản là giả nghĩ Đông, Đại Niên sơ tam liền phản giáo, bọn họ nào dám thật sự rộng mở chơi một tháng? Tôn phu nhân ngồi xuống nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ hiểu lan bản nhân thật là thật xinh đẹp nữ hài nhi nếu là lại khảo cái hảo đại học kia mới kêu tiền đồ tựa cẩm đâu người nhà họ hạ là đầu óc có tật xấu như vậy ưu tú khuê nữ không hảo hảo lung lạc muốn liều mạng ra bên ngoài đẩy tôn phu nhân là không hiểu người nhà họ hạ ý tưởng nàng nghe hạ hiểu lan cách nói năng có lễ lớn lên tuy rằng đẹp lại một chút đều không tùy tiện thoải mái hào phóng còn làm cho người ta thích cũng may mắn không nghe trương thúy các nàng quỷ xã, đem hảo hảo học sinh cấp khai trừ rớt, khi chẳng phải là hủy hoại hạ hiểu lan tiền đồ sao, cái tưới cơm còn không có đi lên, tôn điềm cũng cùng tam ban bọn học sinh chào hỏi, hôm nay cũng không ngừng có nữ bọn học sinh ở, vài cái nam sinh cũng ở, bao gồm Trần Thánh, Trần Thánh cuối kỳ khảo thí cũng không tồi, tiếng Anh khảo 51 phân, làm hắn cuối kỳ khảo thí tổng phân đạt tới 460, lão ung làm hắn nỗ lực hơn, năm nay thi đại học bị khoa chính quy trúng tuyển hy vọng rất lớn có thể thi đậu khoa chính quy trần Thánh liền thỏa mãn bất quá hắn vốn dĩ thành tích liền không tính kém học lại là muốn khảo đến càng tốt có thể thượng khoa chính quy ai nguyện ý niệm chuyên khoa công điềm cấp tam ban đại quá khóa cũng rất quan tâm tam ban khảo thí kết quả vài cá nhân khảo thí thành tích nàng đều nhớ kỹ lúc này lại nói tiếp tự nhiên trước lấy bọn học sinh cười công lão sư chúng ta ban lợi hại nhất liền ngồi ở ngươi bên cạnh đâu ngươi hẳn là khen ngợi chính là Hiểu Lan, Tôn Điềm tán đồng, kia đương nhiên. Hạ Hiểu Lan đồng học, ngươi nhất định phải càng nỗ lực học tập, cùng sở hữu đồng học cùng nhau tiến bộ, lão sư chúc các ngươi sang năm đều có thể thi đậu đại học.